Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1421, mua dây buộc mình. Được màu đen cùng màu trắng thức hải bao trùm trong nhà. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dưới đầu rủ xuống Diệp Thần Phong, hắn chậm rãi tựa đầu cho dơ lên, chỉ thấy hắn nghi tâm địa phương mơ hồ có tiên huyết tại tràn ra, một đôi con mắt bên trong hoàn toàn bị tơ máu cho che kín, này đôi trở nên hơi khủng bố trong con người có vẻ hào vô sinh cơ. Hô, 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 diệp thần phong miệng bên trong vi vi thở ra, khuôn mặt của hắn biểu lộ nhìn qua phi thường cứng ngắc, có thể từ bên trong thân thể của hắn tản ra khí thế không có thay đổi, thực lực của hắn nhưng vẫn là dừng lại tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Tên tiểu tử này dĩ nhiên không có chuyện gì, thức hải của hắn lại đang trên thực tế thành hình, chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi, bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm theo Lý Tới nói, Thức Hải một khi từ trong nghi tâm dẫn dắt đi ra, người tu luyện nhất định sẽ thần hồn tán loạn. Lão Bạch, tiểu tử này không thể theo lẽ thường đến suy đoán, tại bên trong vùng thế giới này có ai là đồng thời tu luyện hai môn thần cấp công pháp. Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng nói, mà Trịnh Hải phú đám người nhìn xem mi tâm tràn ra tiên huyết, hai con mắt được tơ máu che kín diệp thần phong, trên người bọn hắn dẫn niệm châm là toàn bộ dùng hết rồi bọn hắn cũng đem Diệp Thần Phong thức hải cũng dẫn ra, nhưng Diệp Thần Phong lại căn bản không có thần hồn tán loạn mà chết. Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú trên mặt hắn da thịt thật chặt nhíu lại, ngữ khí ngưng trọng nói ra: Tiểu tử này phi thường quái lạ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhất định phải phải lập tức rời đi. Cả cánh tay phải cánh tay hóa thành huyết vụ hồ gia lão tổ hồ một thuyền, hắn cũng vội vàng nói: đúng, chúng ta bây giờ yếu lập tức liên hệ Nam Nguyên Vương triều để Nam Nguyên Vương chiều người tới đối phó tiểu tử này. Cả người che kín tiên huyết lưu ra lão tổ lưu an bình. Hắn cũng lập tức gật đầu đồng ý nói, hai mảnh thức hải. Chẳng lẽ tiểu tử này là viễn cổ đại năng chuyển thế sao? Trịnh Hải Phú, hồ một thuyền cùng Lưu An Bình này ba gia tộc lớn lão tổ, trong lòng bọn họ là hoàn toàn hoàng hôn. Hồ một thuyền cùng Lưu An Bình liền bọn hắn con cháu hồ phi long cùng Lưu Giang cũng bất chấp, chính lúc trịnh hải phú các loại ba vị lão tổ chuẩn bị thoát đi thời điểm chỉ thấy bao trùm lên toàn bộ sân màu trắng cùng màu đen thức hải có động tính cái này hai mảnh thức hải trực tiếp nhấn chìm đã đến tất cả mọi người bên hông từng cây từng cây do thần niệm ngưng tụ mà thành dây leo từ màu trắng cùng màu đen trong óc bay vụt đi ra đem chuẩn bị thoát đi trịnh hải phú lưu an bình thản hồ một thuyền thân thể cho quấn chặt lấy rồi được thần niệm ngưng tụ mà thành dây leo quấn chặt lấy sau đó bởi thần niệm chỉ là nhằm vào tinh thần, nó không nhằm vào thân thể. Cho nên, trịnh hải phú các loại ba thân thể của con người không có bất kỳ ràng buộc, mà bọn hắn nghi tâm thức hải lại là long trời lở đất lên, trong đầu đau đớn sắp nứt cảm giác không ngừng kéo lên, bọn hắn mỗi một cái thần kinh não bộ dường như được hàng vạn cây châm đang không ngừng gai, trong gân mạch linh khí dòng sông đình chỉ vận chuyển, hiện tại đừng nói là chạy trốn ba người bọn hắn dưới chân của căn bản vượt không ra một bước. Trong tròng mắt phần vện tia máu Diệp Thần Phong, hắn cứng ngắc trên mặt kéo ra một vệt nụ cười, lạnh nói các ngươi cho là mình rời khỏi được sao. Diệp Thần Phong thanh âm cũng có vẻ hơi cứng ngắc, bất quá cứng ngắc bên trong càng là nhiều hơn nồng nặc âm u, âm thanh này phảng phất là đến từ cửu thiên trong địa ngục, người bên ngoài nghe xong hội có một loại cảm giác không rét mà run màu trắng cùng màu đen thức hải được dẫn dắt đi ra ngoài Diệp Thần Phong. Hắn giờ khắc này trong đầu có vẻ hơi trống không, lại hoặc là nói là hư không, cái cảm giác này giống như là hắn chỉnh cái đầu được móc rỗng như thế, lúc trước ký ức đều trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ có mới vừa cùng trịnh hải phú đám người xung đột ở trong đầu hắn mới nhất là rõ ràng. Diệp thần phong quay đầu liếc nhìn đứng ở màu trắng trong óc tần xương xương. Tay phải của hắn tần xương xương vi vi vừa nhấc, động tác của hắn cũng vô cùng cứng ngắc. Nhất cổ bàng bạc linh khí trong nháy mắt hướng về tần xương xương đánh tới rồi, này cỗ linh khí trực tiếp đem tần xương xương thân thể đưa đến trong sân nóc nhà thượng, để tần xương xương thoát ly màu trắng thức hải. Diệp thần phong cũng không biết mình tại sao làm như vậy. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân màu trắng cùng màu đen thức hải trở nên xuẩn xuẩn dục động, thật giống có nhất cổ gợn sóng sẽ phải tại đây hai mảnh trong óc nhấc lên mà nguyên bản ngăn cản tần xương xương đường đi lưu giang cùng hồ phi long hai người bọn họ là hoàn toàn mắt choáng váng khô khốc trong cổ họng không ngừng nuốt nước miếng nhìn cách đó không xa được diệp thần phong hạn chế trụ trên mặt che kín thống khổ biểu lộ chính mình lão tổ tông trên mặt bọn họ hung hăng cùng khinh thường không còn sót lại chút gì rồi liền ngay cả hai chân cũng bắt đầu run lên tiểu gia hỏa người cảm giác thế nào bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh mở miệng hỏi hai mảnh thức hải được dẫn ra diệp thần phong trong đầu hắn là trống rỗng một mảnh hắn căn bản không thể đủ đi suy nghĩ chuyện vừa đi suy nghĩ chuyện trong đầu hắn lại sẽ bắt đầu đau nhức rồi tiểu tử người hai mảnh thức hải được dẫn dắt đi ra người như nào đây hội không có chuyện gì người suy nghĩ kỹ một chút phải hay không chỗ đó có vấn đề như vậy chúng ta mới có thể giúp người nghĩ biện pháp giải quyết bóng đen người giang vận thiên cũng mở miệng hỏi diệp thần phong nỗ lực muốn cần hồi đáp bóng trắng nhân hòa bóng đen nhân nhưng hắn trống rỗng trong đầu căn bản tìm tòi không ra bất kỳ đáp án đến đầu lại bắt đầu đau đớn diệp thần phong hắn lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng a hát theo một tiếng này vang lên bao trùm toàn bộ sân màu trắng cùng màu đen thức hải trở nên rung chuyển lên cái này hai mảnh nhận thức mãnh liệt hướng đụng vào nhau tại trịnh hải phú hồ một thuyền lưu an bình hồ phi long cùng lưu giang bọn hắn chỗ đứng thượng màu trắng cùng màu đen thức hải tạo thành từng cái từng cái vòng xoáy, những này vòng xoáy đem bọn hắn cho bao phủ ở trong đó. Kèm theo vòng xoáy liên tục xoay tròn, trịnh hải phú các loại ba vị lão tổ, bọn hắn cảm giác trong mi tâm thần niệm lực lượng tại từng điểm từng điểm được rút đi, mà lưu giang cùng hồ phi long hai người này, bọn hắn vẫn không có bước vào thần niệm cảnh, giữa chân mày còn chưa mở ra suốt thức hải đến, tại vòng xoáy xoay tròn đồng thời. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận căng đau. Âm, um, âm, um, hai tiếng, Lưu Giang cùng Hồ Phi Long đầu trực tiếp nổ tung thành huyết vụ, hai cỗ thi thể không đầu chậm rãi rót vào trong óc. Trịnh Hải Phú, Lưu An Bình Thản Hồ một thuyền đang nhìn đến Lưu Giang cùng Hồ Phi Long sau khi chết, trong đó Lưu An Bình Thản Hồ một trên người tản ra cuồn cuộn hung khí, nhưng mi tâm thức hải hỗn loạn tương bừng, thần niệm lực lượng cũng đang không ngừng bị rút đi, bọn hắn giờ khác này ở diệp thần phong trước mặt không còn sức đánh trả rồi. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng Diệp Thần Phong, hắn không suy nghĩ thêm nữa bóng trắng nhân hòa bóng đen người vấn đề, mà bóng trắng nhân hòa bóng đen người cũng cảm giác được Diệp Thần Phong không đúng, cho nên hai người bọn họ cũng tạm thời giữ vững trầm mặc, Diệp Thần Phong trong đầu đau đớn từ từ biến mất rồi. Trong con người vần vện tia máu Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem Trịnh Hải Phú đám người, lạnh lẽo quát lên, các ngươi không phải là muốn đem ta thức hải dẫn dắt đi ra không? xuất hiện tại các ngươi hẳn là đều hài lòng chưa tại diệp thần phong trong khi nói chuyện trịnh hải phú lưu an bình thản hồ một thuyền ba người này bọn hắn trong nghi tâm thần niệm lực lượng hoàn toàn bị rút khô hơn nữa bọn hắn trong nghi tâm thức hải cũng đang không ngừng thu nhỏ lại giống như là đang bị lực lượng nào đó cắn nuốt trịnh hải phú ba người biết nếu như còn tiếp tục như vậy bọn hắn thức hải cuối cùng hội thu nhỏ lại đến biến mất thân là thần niệm cảnh cao thủ nếu như nghi tâm thức hải biến mất rồi, như vậy liền đại diện cho tử vong. Lưu An Bình thản hồ một thuyền cũng thu hồi trên người hung khí, bọn hắn đều sống hơn trăm tuổi, bọn hắn nhọc nhằn khổ sở mới tu luyện đến thần niệm cảnh, bọn hắn đều vẫn chưa muốn chết đâu. Trịnh gia lão tổ trịnh hải phú cảm giác mi tâm càng ngày càng nhỏ thức hải, hắn khóe mắt nhảy lên hai lần sau đó hắn mang theo cầu xin tha thứ giọng rượu, nói ra, vị huynh đệ này, chỉ cần ngươi chịu thu tay lại chúng ta yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi đúng 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 giữa chúng ta là hiểu lầm vừa nãy là chúng ta có bao nhiêu mạo phạm cánh tay phải hóa thành huyết vụ hồ một thuyền hắn khúm núm nói nghiễm nhiên là một cái chó sủ dáng dấp về sau chúng ta ba gia tộc lớn có thể vì ngài ra sức lưu gia lão tổ lưu an bình cũng lập tức mở miệng nói thế giới này chính là cường giả làm đầu cường giả mới có thể đứng ở trên đỉnh núi, mà người yếu chỉ có thể như con chó như thế sống sót. Trong con người vần vện tia máu diệp thần phong là thờ ơ không động lòng, mà màu trắng cùng màu đen thức hải trở nên càng thêm dâng trào lên, về phần trịnh hải phú đám người trong nghi tâm thức hải, trong nháy mắt thu nhỏ lại biến mất không thấy. Tại mi tâm thức hải biến mất nháy mắt, trịnh hải phú, lưu an bình thản hồ một thuyền ba người này, bọn họ là kinh ngạc đứng tại chỗ, mắt mở thật to, trong con người sinh cơ là hoàn toàn biến mất rồi, trên mặt trả duy trì không có tản đi sợ hãi. Có thể nói Trịnh Hải Phú ba người vốn là mua dây buộc mình, ai để cho bọn họ phải đem Diệp Thần Phong thức hải dẫn dắt đi ra ngoài. Còn muốn để Diệp Thần Phong thần hồn tán loạn, cuối cùng nhất là bọn hắn nghi tâm thức hải biến mất không thấy, là ba người bọn hắn thần hồn tán loạn rồi. Chương 1422, Tần gia độc ác tần ra nơi nào đó trong sân. Trịnh gia, lưu gia cùng hồ gia ba vị lão tổ, bọn họ là thần hồn tán loạn mà chết. Được Diệp Thần Phong đưa đến nóc nhà đi lên tần xương xương, trong con người xinh đẹp của nàng là dị thải liên tục, trên mặt cực kỳ thần sắc kinh ngạc vẫn không có triệt để trở lại bình thường đây. Thật sự là tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, liền ở người cho rằng Diệp Thần Phong muốn chết tại ba gia tộc lớn lão tổ trong tay lúc, kết quả lại lại nữa rồi một cái đại trở mình. Diệp thần phong một hơi thanh ở đây ba người của đại gia tộc đều giải quyết xong, này làm cho tần xương xương miệng vi vi mở ra. Màu trắng cùng màu đen thức hải nhưng vẫn là che lấp toàn bộ sân, đứng ở trong thức hải diệp thần phong, hắn rõ ràng cảm thấy trịnh hải phú các loại ba vị lão tổ thần niệm lực lượng, cùng với bọn hắn mi tâm thức hải, đều là được màu trắng cùng màu đen thức hải cho hấp thu cùng thôn phệ đang hấp thu cùng cắn nuốt trịnh hải phú đám người thần niệm lực lượng cùng thức hải sau đó này màu trắng cùng màu đen thức hải trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút, bởi vì Diệp Thần Phong có thể cảm giác được từ nơi này hai mảnh trong óc tản ra thần niệm lực lượng càng thêm nồng nặc. Hai con mắt phần vện tia máu Diệp Thần Phong, chính lúc hắn rơi vào trầm tư thời khắc, chỉ thấy hắn tràn ra tiên huyết nghi tâm, đột nhiên lại lóng lánh lên ánh sáng đến, tại này quang mang lóng lánh lên trong nháy mắt, bao trùm lên toàn bộ sân màu trắng thức hải cùng màu đen thức hải, giống như là thủy triều nhanh chóng trào vào Diệp Thần Phong nghi tâm bên trong, rất nhanh, hai mảnh thức hải lại lần nữa toàn bộ về tới Diệp Thần Phong giữa chân mày. Tại hai mảnh thức hải trở về sau đó Diệp Thần Phong trong đầu trống rỗng cảm giác biến mất rồi, lúc trước ký ức lại trở nên rõ ràng lên, che kín tơ máu hai con mắt cũng khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Diệp Thần Phong bẻ bẻ cổ, ngoại trừ mới bắt đầu bị thương bên ngoài hắn cũng không có cảm giác thân thể có bất kỳ chỗ khó chịu nào, hắn tiện tay đem cắm trên mặt đất bên trong hắc huyền kiếm rút ra. Thanh to lớn hắc huyền kiếm thả lại sau lưng của mình bên trên, trong lòng âm thầm nói ra, lão bạch, lão hắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh giọng nói chuyện cũng là tràn đầy nghi hoặc, quỷ dị, thật sự là thật là quỷ dị, nguyên bản ta cùng lão hắc còn lo lắng cho người yếu giải quyết thế nào những người này đây tự coi như người có thể giải quyết xong những người này chúng ta cũng đang lo lắng yếu làm sao đem hai mảnh thức hải một lần nữa thu hồi mi tâm của ngươi bên trong nhưng này hai mảnh thức hải dĩ nhiên chủ động trở về mi tâm của ngươi bên trong lẽ nào thân thể của ngươi không có cảm giác đến bất kỳ không khỏe diệp thần phong tỉ mỉ cảm giác một cái thân thể của mình lại tỉ mỉ cảm giác một cái trong mi tâm hai mảnh thức hải hắn thực sự cảm giác không suốt thân thể có chỗ nào không khỏe hơn nữa trong mi tâm màu trắng cùng màu đen thức hải cũng là gió êm sóng lặng, tất cả những thứ này đều bình thường không thể lại bình thường. Lão Bạch, ta thật cảm giác không ra có chỗ nào không thoải mái." Diệp Thần Phong ở trong lòng khẳng định hồi đáp. Bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra, "Tiểu tử, trong này có gì đó quái lạ a hát. Theo lý tới nói, thức hải được dẫn dắt suốt mi tâm. Người nhất định sẽ thần hồn tán loạn." mà ngươi thức hải cũng tại trên thực tế ngưng tụ thành hình rồi, chủ yếu nhất là ngươi liền một điểm di chứng về sau đều không lưu lại, đây chính là để cho chúng ta khó hiểu được rồi, khoảng thời gian này chính ngươi hảo hảo chú ý thân thể đi. Có bất kỳ khó chịu nào lập tức nói cho chúng ta. Tại bóng đen người giang vận thiên rước tiếng thời khắc, đứng ở nóc nhà thượng tần xương xương. Nàng nhìn thấy trên mặt đất Diệp Thần Phong chậm chạp không mở miệng, người dò xét thân thể, lo lắng hỏi, Diệp Thần Phong, người không sao chứ. Bởi tần xương xương trên người huyệt đạo bị phong bế rồi, người hiện tại chính là cái tay không tất sắt tiểu nữ nhân. Người chân cái kế tiếp không đứng vững, thân thể nhất thời hướng xuống đất thượng té xuống. Mà bị cắt đứt đầu diệp thần phong, hắn đang nhìn đến từ giữa không trung cấp tốc hạ xuống tần xương xương sau, thân ảnh của hắn lóe lên, tại tần xương xương sắp ngã xuống đất thượng thời điểm, hai tay của hắn bỗng nhiên chụp tới, đem tần xương xương an toàn ôm vào trong ngực của mình hai thân thể của con người dán thật chặt diệp thần phong trong lỗ mũi lập tức xông vào tần xương xương trên người nhàn nhạt hương vị tần xương xương có thể rõ ràng cảm giác được diệp thần phong trên người nhiệt độ gò má của nàng một trận nóng bỏng tim đập tần suất cũng bỗng nhiên tăng nhanh trong cổ họng trong nháy mắt trở nên khô khốc không ngớt trong lúc nhất thời người nhớ lại ban đầu ở hắc phong sơn mạch trong nụ hôn đầu của nàng được diệp thần phong trong lúc vô tình cho chiếm còn có người miệng đối miệng cho hôn mê diệp thần phong nước uống uống sự tình rồi chính lúc tần sương sương suy nghĩ lung tung thời khắc diệp thần phong cánh tay buông lỏng ra tần sương sương hỏi ngươi còn tốt đó chứ tần sương sương có phần tay chân luống cuống cúi đầu hoang mang hoảng loạn hồi đáp ta ta rất tốt diệp thần phong tự nhiên nhìn ra được tần sương sương ngượng ngùng bất quá trên người hắn gánh vác gánh nặng hắn hiện tại thật không có tâm tình nói chuyện cảm tình sự tình rồi hắn liếc nhìn cách đó không xa nằm ở trên mặt đất trịnh hải phú. Lưu An bình thản hồ một thuyền thi thể, nói ra, người bây giờ tâm nguyện vẫn là ngồi trên tần gia gia chủ vị trí sao. Thấy Diệp Thần Phong nói đến chính sự, tần xương xương gật gật đầu, hồi đáp tần gia vốn là nắm nữ nhân cho rằng là công cụ mà thôi. Mẫu thân ta còn có còn lại một ít nữ nhân đều tại tần gia không hề địa vị có thể nói, nếu như chỉ là ta một người, như vậy ta hội chọn rời đi tần gia, nhưng ta muốn vì mẹ của ta các nàng suy nghĩ. Diệp thần phong lại tiếp tục hỏi, các người tần gia thực lực cao nhất người là. Tần Sương Sương hồi đáp, là thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ tần đông sông, tại tần gia chỉ có một mình hắn đã tới thần niệm cảnh. Diệp thần phong đang hỏi xong trong lòng cái vấn đề sau, hắn chắc chắn nói, được, hôm nay ta liền cho ngươi ngồi trên tần gia gia chủ vị trí, Đồng thời để tần gia tính mạng của tất cả mọi người từ đây đều nắm giữ ở trong tay ngươi. Diệp Thần Phong hiện tại tuy rằng bị một điểm thương, nhưng là một gã thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ cao thủ, hắn vẫn là hết sức chắc chắn đối phó, về phần thần niệm cảnh bên dưới người, bọn hắn liền căn bản không tại Diệp Thần Phong cân nhắc trong phạm vi. Diệp Thần Phong đi tới Trịnh Hải Phú, Lưu An bình thản hồ một thuyền này ba gia tộc lớn lão tổ bên cạnh thi thể. Hắn đối Trịnh Hải Phú địa cấp bộ pháp chiến kỹ đấu chuyển tinh di vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng tại Trịnh Hải Phú trên người lục lọi nửa ngày, hắn cũng không có tìm được đấu chuyển tinh di tu luyện bí tịch, cuối cùng, hắn chỉ có thể tạm thời thôi. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lại với nhau, trong cơ thể cấp hai hàn băng kiếm ý hơi động, đem hàn băng kiếm ý tập trung đến khép lại trên ngón tay, cái này lũ ngón tay nhanh chóng tại Trịnh Hải Phú, Lưu An bình thản hồ một thuyền ba người này trên cổ xẹt qua bọn hắn ba cái đầu liền nhất thời thoát ly cái cổ diệp thần phong trên mặt không có bất kỳ biểu lộ đối với tần xương xương nói ra đem ba lão ra hỏa này đầu mang lên ta cùng đi với ngươi gặp ngươi một chút nhóm tần ra người tại diệp thần phong cùng tần xương xương cùng rời đi chỗ này sân thời điểm tần ra bên trong đại sảnh tần gia lão tổ tần đông sông ngồi ở vị trí đầu não bên trên tần ra gia, gia chủ tần thế phương Tần Thế Phương đệ đệ Tần Thế Nam, Tần Thế Nam nhi tử Tần Hoa, cùng với Tần gia đại trưởng lão Tần Hải đều đứng ở Tần Đông Sông hai bên, giờ khắc này trên mặt bọn họ biểu lộ đều không giống nhau. Đại trưởng lão Tần Hải do dự chỉ chốc lát sau, nói ra: "Lão tổ, người đem mặt Đông sân nhỏ người chung quanh toàn bộ bỏ chạy rồi, vừa vặn tại mặt Đông trong sân thật giống truyền ra cực động tĩnh lớn." Tần Hải chỗ nói mặt Đông sân nhỏ chính là Diệp Thần Phong đám người chỗ ở sân rồi. Tần gia lão tổ tần đông sông, hắn đặt ở cái ghế trên tay vịn thủ trưởng, vi vi đỡ tay nắm chặt một chút, còn người âm trầm nói, đây là ba cái kia lão đầu muốn dẫn ta đi qua dùng siếc, hiện tại bọn hắn một mực chắc chắn tần xương xương, nếu hy sinh tần xương xương là có thể đem sự tình trở nên bình lặng, chúng ta liền để cho bọn họ đi dần vặt được rồi, dù sao nữ nhân vĩnh viễn là không thể nào kế thừa gia tộc. Tần Hải cung kính nói, lão tổ, vẫn là ngài suy tính chu đáo A-Hát. Tần xương xương có thể vì chúng ta tần ra hy sinh, này là của nàng quang vinh. Lão tổ tông, chúng ta bất kể tần xương xương chết sống rồi, cho dù người có thể sống, thân thể của nàng cũng bị lưu giang cùng hồ phi long chiếm đi. Người là tuyệt đối không thể bước vào tần ra rồi, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là đi tần xương xương trong phòng cẩn thận tìm xem, nhìn nàng một cái đến cùng có còn hay không lưu lại đan dược. Tần hoa nóng lòng muốn thử nói. Đúng. Tần Sương Sương chết rồi cũng tự chết rồi, cho dù người lần này bất tử, ta cũng sẽ tự mình ra tay đưa người lên đường, trong lòng nàng nhất định là hận thấu chúng ta, đối với một cái oán hận người của chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể làm cho nàng tiếp tục sống sót. Tần gia lão tổ Tần Đông Sông âm trầm nói, mà Tần Thế Phương thân là phụ thân của Tần Sương Sương, hắn từ đầu đến cuối chỉ là đứng ở một bên không lên tiếng, thật giống tần xương xương chết sống căn bản cùng hắn cái này làm cha một chút quan hệ cũng không có. Audio điện tử võ tấn bền chương 1423, không biết rõ tình hình. Xương xương đâu này, của ta xương xương ở nơi nào? Một tên hơn 40 tuổi nữ nhân hoang mang hoảng loạn chạy vào bên trong đại sảnh, tên này nữ nhân tướng mạo cùng tần xương xương giống nhau đến mấy phần, người chính là mẫu thân của tần xương xương giang băng lan một thân thực lực tại thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ nguyên bản giang băng lan là bị nhốt ở trong phòng đồng thời do tần gia hạ nhân canh chừng bất quá giang băng lan phi thường lo lắng cho mình nữ nhi an nguy người nghĩ hết biện pháp cuối cùng cũng coi như làm cho nàng thần không biết quỷ không hay thoát đi gian phòng tại rời khỏi phòng sau người liền đi thẳng tới tần gia đại sảnh ngồi ở chủ vị tần gia lão tổ tần đông sông hắn nhìn thấy giang băng lan mạo mạo thất thất đi tới đại sảnh sau đó trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ không vui quát lên ai cho ngươi rời đi gian phòng của mình ngược lại tần đông sông rồi hướng một bên tần thế phương nói ra những kia phụ trách trông coi người đâu của nàng bọn hắn thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt tần gia không lưu lại không dùng người hôm nay tìm một cơ hội đưa bọn hắn ra đi đi Tần gia gia chủ đương thời Tần Thế Phương một mực cung kính nói ra là, lão tổ, ta sẽ đem những tên phế vật này xử lý xong. Giang băng làn ánh mắt nhìn máu lạnh như vậy vô tình Tần Thế Phương, nàng năm đó chính là mắt bị mù mới sẽ bước vào Tần gia cửa lớn, người viên mắt đỏ bừng hướng về Tần Thế Phương, quát lên Tần Thế Phương, người vẫn tính là một người đàn ông sao. Người căn bản không xứng làm nam nhân của ta, người càng không xứng làm phụ thân của Sương Sương, Sương sương đến cùng ở nơi nào? Ta muốn dẫn nàng rời đi Tần gia, về sau mẹ con chúng ta hai liền cùng các ngươi Tần gia không có bất kỳ quan hệ gì. Tần Thế Phương nhìn mình Thê Tử Giang băng Lan, trên mặt hắn vẻ mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, nói ra tại Tần gia nữ nhân liền là vật hy sinh của gia tộc, trừ phi nữ nhân các ngươi thể hiện ra so với nam nhân càng gia tăng hơn giá trị. Nếu như lúc trước Sương Sương có thể gia nhập linh dược cốc lời nói. Như vậy hôm nay tuyệt đối sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng rồi. Lúc trước Linh Dược cốc đến Bắc Vân Thành chọn lựa đệ tử thời điểm, tứ đại gia tộc gia chủ tử nữ đều trúng tuyển, nhưng trên đường toát ra nam nguyên vương Triều Trương Văn Hiên cùng Linh Dược cốc năm trưởng đờ lão vương Vĩnh Tinh đám người hãm hại Diệp Thần Phong sự tình, kết quả cuối cùng Bắc Vân Thành không có bất cứ người nào có thể gia nhập Linh Dược cốc rồi. Giang Băng Lan, chú ý người nói chuyện thái độ, lão tổ cũng này nơi này đây. Người một người phụ nữ cũng xứng đứng ở lão tổ trước mặt nói chuyện Tần thế phương đệ đệ tần thế nam âm thanh lạnh lẽo nói ra Nói đến này tần gia tại đối xử phương diện nữ nhân So với bất kỳ đại gia tộc càng tàn khốc hơn Hay là đây là tần gia trong máu một loại truyền thống đi Năm đó tần gia lão tổ tần đông sông trả lúc còn trẻ Hắn vì mạng sống Hắn đã từng đem nữ nhân của mình tự tay đưa cho một tên đại tông môn đệ tử mà năm đó Tần Đông Sông không có cảm giác bất kỳ xấu hổ, trái lại còn vì này cùng tên kia đại tông môn đệ tử đáp thượng quan hệ, lợi dụng tên kia đại tông môn đệ tử giao thiệp. Hắn cuối cùng ngồi lên rồi năm đó Tần ra gia, gia chủ vị trí. Từ từ năm đó Tần Đông Sông ngồi trên gia chủ vị trí sau, nữ nhân ở Tần gia địa vị là xuống dốc không phanh, Tần Đông Sông tôn chỉ là nữ nhân chính là công cụ, lấy tư cách công cụ là bất cứ lúc nào có thể lấy ra vì Tần gia hy sinh, cho tới bây giờ Tần Thế Phương ngồi trên Tần Gia gia chủ vị trí, loại này tôn chỉ nhưng vẫn là không có thay đổi. Tần Thế Nam Nhi Tử Tần Hoa, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười, nói ra, Giang Băng Lan. Con gái người Tần xương xương hiện tại sợ là sớm đã được Lưu Giang cùng Hồ Phi Long cho chơi. Nữ nhân các ngươi tại tần gia duy nhất tác dụng chính là vì chúng ta tần gia hy sinh, ngươi thành thành thật thật tại tần gia ở lại, ngươi hay là vẫn có thể sống một mạng, bằng không ngươi cũng chỉ có thể đủ tới đất đi xuống cùng con gái của ngươi rồi giang băng lan khi nghe đến tần hoa lời nói này sau đó thân thể của nàng đột nhiên một cái run rẩy con gái tần sương sương là người tâm lý trọng yếu nhất người ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm tần thế phương nói ra các ngươi muốn đem sương sương thế nào tần thế phương lãnh đạm hồi đáp sương sương đã giao cho ba người của đại gia tộc xử trí cho dù sương sương có thể tại ba gia tộc lớn trong tay sống sót chúng ta tần ra cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy tần xương xương sắp biến thành chúng ta tần ra một cái chỗ bẩn chúng ta nhất định phải đem tần xương xương cái này chỗ bẩn xóa đi tần thế phương dừng lại một chút hắn lại tiếp tục nói không nên ngươi hỏi sự tình ngươi không cần hỏi nhiều nếu như ngươi còn muốn làm thê tử của ta như vậy ngươi liền cho ta ngoan ngoãn trở về phòng chuyện này không phải ngươi có tư cách nhúng tay giang băng lan mặt trong nháy mắt bị tuyệt vọng cho che kín người tựa như phát điên mà hỏi sương sương ở nơi nào sương sương đến cùng ở nơi nào ngồi ở chủ vị tần gia lão tổ tần đông sông hắn trong lỗ mũi không nhịn được hừ lạnh một tiếng nói ra đem cái con mụ điên này kéo ra ngoài người đã không xứng lưu nhà nếu như người nguyện ý như vậy có thể đưa nàng và tần sương sương dưới đất đoàn tụ lão tổ tông loại chuyện này liền giao cho ta đến làm đi Tần Hoa xoa tay hướng về Giang Băng Lan đi tới. Mà chính lúc thời điểm này, trong tay cầm một cái màu đen bao phủ Tần Sương Sương bước vào bên trong đại sảnh. Trên mặt mang màu bạc mặt nả quỷ Diệp Thần Phong, hắn đi sát Tần Sương Sương phía sau. Lần này Diệp Thần Phong đến Bắc Vân Thành trên đường, chính hắn đã làm ra sáu cái như vậy mặt nả quỷ đây. Vì chính là có lúc phương diện hành động, tại không có đem người Tần ra trị phục trước, hắn chả không có ý định lấy bộ mặt thật gặp người dù sao tần thế phương từng thấy diệp thần phong tần xương xương đột nhiên đi vào tần gia đại sảnh này để người ở chỗ này đều hơi sững sờ mà giang băng lan đang nhìn đến tần xương xương sau người lập tức lảo đảo nghiêng ngả chạy chậm tới tần xương xương trước mặt đem tần xương xương một cái kéo vào trong lồng ngực trong miệng quan tâm mà hỏi xương xương ngươi không sao chứ tần xương xương được giang băng lan ôm trong tay nàng không tốt cầm màu đen bao vây, cho nên Diệp Thần Phong đem màu đen bao vây giúp Tần Sương Sương cầm rồi, Tần Sương Sương cảm thụ mẹ mình quan tâm, người viền mắt ướt át nói, Sương Sương không có chuyện gì, Sương Sương không có chuyện gì. Tần gia lão tổ Tần Đông sông đám người đối với loại này mẹ con ôn nhu là cực kỳ xem thường, bọn hắn đưa mắt tập trung vào mang mặt nạ quỷ Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn cảm giác được suốt Diệp Thần Phong thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thần Phong là ba người của đại gia tộc phái tới, dù sao bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến ba gia tộc lớn lão tổ đã toàn bộ chết rồi. Tần Đông Sông có nhiều ý vị nhìn xem Diệp Thần Phong, hắn tốt xấu cũng là một tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ cao thủ, hắn không cần tại Diệp Thần Phong trước mặt hạ thấp kiêu căng được rồi, hỏi hắn, ngươi là cái đó gia tộc người. Ba trong đại gia tộc khi nào lại tăng thêm một tên thần niệm cảnh cao thủ mang màu bạc mặt nạ quỷ diệp thần phong, hắn không để ý đến tần đông sông ý tứ, mà một bên vừa vặn muốn đối giang băng lan động thủ tần hoa, hắn cười lạnh đối với tần xương xương, nói ra tần xương xương, người cũng đã được lưu giang cùng hồ phi long chơi đùa đi nha. Ba gia tộc lớn ba cái kia lão đầu tử có hay không chơi ngươi? người còn có mặt mũi bước vào tần gia đại sảnh. Ôm tần xương xương giang băng lan, người trong con ngươi tràn đầy lo lắng, mà Tần Thế Nam thấy Diệp Thần Phong không để ý đến Tần Đông Sông Ý Tứ, hắn có chút khó chịu nói ra, Tần Sương Sương đã giao cho các ngươi xử trí, hiện tại chúng ta Tần ra nhưng không có gì nhược điểm rơi tại trên tay các ngươi rồi, người tại chúng ta lão tổ trước mặt lại vẫn dám sĩ diện. Tần Đông Sông hiện tại cũng không muốn gây thêm rắc rối rồi, hắn đối Tần Thế Nam khoát tay áo một cái, sau đó, hắn nhìn xem Tần Sương Sương, nói ra, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là bản thân mình giết, hai là chúng ta động thủ giết ngươi." Phụ thân của Tần Sương Sương Tần Thế Phương nói ra, "Sương Sương, ngươi lựa chọn tự sát đi, không muốn cho chúng ta Tần gia mất thể diện." Tần Sương Sương, đây là Tần gia tự cấp ngươi lưu mặt mũi, lẽ nào ngươi không nên có nhận thấy kích sao?" Tần gia tăng mạnh đờ lão Tần biển nói chính là đường hoàng. Tần Thế Nam cũng lập tức mở miệng nói, "Tần Sương Sương, lẽ nào ngươi còn thật sự nếu muốn chúng ta động thủ? Tần xương xương, thân thể của ngươi đã ổ uế, chỉ có ngươi chết, lúc này mới có thể bảo vệ chúng ta tần ra tôn nghiêm. Tần Hoa đầy mặt không quan tâm nói ra, mà mang mặt nạ quỷ diệp thần phong, hắn rốt cuộc mở miệng, các ngươi thật giống như mỗi một người đều không biết rõ tình hình chứ. Tần Đông Sông bọn người ở tại nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn không khỏi hơi xứng sờ, mà tại bọn hắn ngây người thời điểm, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, ta không phải bác Vân Thành ba người của đại gia tộc, ta là bạn của Tần Sương Sương. Tần Đông Sông đám người trong lúc nhất thời có phần phản ứng không kịp, nếu người trước mặt này không phải ba gia tộc lớn, như vậy ba người của đại gia tộc đâu này. Nhưng mà, tại Tần Đông Sông đám người bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Diệp Thần Phong trực tiếp đem trong tay màu đen bao vây ném vào trên mặt đất, trịnh gia lão tổ trịnh hải phú, Lưu gia lão tổ Lưu An bình thản hồ ra lão tổ hồ một thuyền, bọn hắn ba người này đầu lâu bỗng nhiên từ trong cái bọc lăn đi ra, làm tần đông sông đám người nhìn rõ ràng trên mặt đất ba viên đẫm máu đầu lâu diện mạo sau, bọn hắn từng cái trong miệng không thể nói rồi, mũi cùng trong miệng hô hấp cũng trong nháy mắt ngừng lại rồi, trong đầu lập tức trống rỗng, toàn bộ tần gia đại sảnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động chương 1424, đến chậm di chứng về sau. Tại tần gia bên trong đại sảnh, tần hoa là tâm tình nhất là mất khống chế một người, ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn trên mặt đất ba cái đầu, quá rồi sau một hồi lâu, môi run rẩy nói ra, này, này trịnh gia lão tổ, lưu gia lão tổ cùng hồ gia lão tổ đều chết hết. Tần hoa thanh âm ở bên trong đại sảnh vang lên sau đó tần đông sông mấy người cũng dồn dập tỉnh táo lại, trong ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy không dám tin tưởng, chẳng lẽ nói này ba gia tộc lớn lão tổ đều là trước mặt này mang mặt nạ quỷ người giết chết. Này để cho bọn họ căn bản vô pháp tiếp thu, bởi vì Diệp Thần Phong mới thần niệm cảnh nhất trọng thiên thực lực, mà Trịnh Hải phú bọn người tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên tầng thứ, ba người bọn họ liên thủ làm sao có thể sẽ bại bởi Diệp Thần Phong đâu này. Diệp Thần Phong cũng không có tâm tư đi để ý tới tần đông sông các loại người ý nghĩ trong lòng, hắn ngữ khí không cho cự tuyệt nói, về sau tại tần gia tần xương xương liền là gia chủ rồi, các ngươi đều phải nghe tần xương xương mệnh lệnh, các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Tâm tình nhất là mất khống chế tần hoa, hắn tuyệt đối không tin ba gia tộc lớn lão tổ chính là Diệp Thần Phong giết chết, huống chi Diệp Thần Phong nói lên yêu cầu dưới cái nhìn của hắn thực sự quá buồn cười. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói ra chỉ bằng tần xương xương cũng muốn trưởng khống tần ra quả thực là hoang đường đến cực điểm. Mang mặt nạ quỷ diệp thần phong, hắn liếc mắt nhìn tần hoa, trên người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, tại tất cả mọi người chả chưa kịp phản ứng thời khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại tần hoa trước mặt, tay phải nhanh chóng đem hắc huyền kiếm rút ra, hắc huyền kiếm thân kiếm bay thẳng đến tần hoa cổ vạch tới, trong miệng lạnh lùng nói ra, thực sự là táo lưỡi. Thực lực chỉ có vẻn vẹn thông linh cảnh tần hoa, hắn nơi nào ngăn trở chống đỡ được diệp thần phong công kích, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc huyền kiếm thân kiếm không ngừng tới gần cổ của hắn, cuối cùng xì xì. Một tiếng, hắn chỉnh cái đầu trực tiếp được hắc huyền kiếm cho gọt xuống. Tần hoa đầu lăn rơi xuống tần đông sông đám người trước người, mà diệp thần phong đem hắc huyền kiếm vung một cái, thanh hắc huyền kiếm trên thân kiếm giọt máu toàn bộ vung ra trên mặt đất. Tại Diệp Thần Phong cùng Tần xương xương hướng về đại sảnh đi tới trên đoạn đường này, diệp thần phong đã từ tần xương xương trong miệng giải rất nhiều tần ra công chuyện tình rồi cho nên hắn trực tiếp đem tần hoa tên khốn này giết hắn khẳng định tần xương xương trong lòng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một tia mâu thuẫn tần thế nam đang nhìn đến con trai của chính mình được diệp thần phong không chút lưu tình giết sau đó hắn tức giận gân xanh trên trán nổi lên dưới cái nhìn của hắn ca ca của hắn tần thế phương dưới gối không con tương lai tần ra ra chủ vị trí không phải con trai của hắn tần hoa không còn ai bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng. Bất quá, tần thế nam tổng tính vẫn không có được phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Hắn lập tức đối với tần gia lão tổ tần đông sông, nói ra, lão tổ, tần xương xương lại dám cấu kết người ngoài, đến đối với chúng ta người tần gia động thủ, người quả thực là tội đáng muôn chết. Trên mặt mang màu bạc mặt nạ quỷ Diệp Thần Phong, hắn dưới mặt nạ con mắt là nhìn hướng tần đông sông, Thuận miệng nói ra, ta đây là tại cho các ngươi sống sót cơ hội, bằng không các ngươi cho là mình vẫn có thể đứng đấy nói chuyện cùng ta sao? Đừng mong muốn lấy cái gì dẫn niệm châm, ba cái kia lão đầu dùng sáu cái dẫn niệm châm, cuối cùng còn không phải đã bị chết ở tại trên tay của ta. Tiếp lấy, Diệp Thần phòng ánh mắt vừa nhìn về phía tần xương xương, hỏi người thật sự muốn ngồi trên tần gia gia chủ vị trí? Bằng không ta giúp ngươi huyết tẩy rồi toàn bộ tần gia cũng là có thể. Tần gia chả có rất nhiều nữ nhân đều cùng tần xương xương quan hệ không tệ, nếu như tần gia diệt phong, như vậy các nàng lại phải đi tới đâu. Lần sau Diệp Thần Phong đã nói có thể làm cho tần gia mạng của tất cả mọi người nắm giữ trong tay tần xương xương, đối với tần đông biển đám người. Chết quả thực là để cho bọn họ giải thoát, tần xương xương yếu khiến những người này vĩnh viễn khúm núm sống ở trước mặt nàng. Tần xương xương kiên định gật gật đầu, nói ra, ừm, um, ta muốn ngồi trên tần gia gia chủ vị trí. Vị bằng hữu này, sự tình chúng ta có thể tốt dễ thương lược, đề nghị của ngươi chúng ta hội hảo hảo suy nghĩ một chút. Tuy rằng tần đông sông phi thường không muốn thừa nhận, thế nhưng tần xương xương hiện tại một chút chuyện cũng không có, mà ba gia tộc lớn lão tổ đầu lâu lại hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Như vậy này liền nói rõ ba gia tộc lớn lão tổ hầu như trăm phần trăm là diệp thần phong chỗ giết. Diệp Thần Phong thực lực tuy chỉ có thần niệm cảnh nhất trọng thiên tầng thứ, thế nhưng Tần Đông Sông biết có rất nhiều thiên tài cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn cũng không muốn nắm tính mạng của mình đùa giỡn. Thương lượng, lẽ nào ngươi nghe không hiểu lời của ta sao? Ta cho là ta là ở thương lượng với các ngươi sao? Ta là tại mệnh làm các ngươi, nếu như các ngươi không muốn nghe lời của ta, như vậy ta không ngại tự mình ra tay để cho các ngươi nghe lời. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, thân thể đờ bên trong cấp hai hàn băng kiếm ý hơi động, hắn cố ý đem hàn băng kiếm ý không ngừng thả ra ngoài toàn bộ tần ra đại sảnh nhiệt độ chợt giảm xuống. Không bao lâu thời gian, bên trong đại sảnh liền tràn ngập uy nghiêm đáng sợ kiếm ý. Vừa nãy là tần đông sông đám người đối tần xương xương từng bước ép sát. Tình thế bây giờ hoàn toàn trái ngược, Diệp Thần Phong bắt đầu đối tần đông sông đám người từng bước ép sát rồi. Cảm thụ trong không khí cực kỳ lạnh lẽo kiếm ý, lại có ba gia tộc lớn lão tổ đầu lâu bầy ở trước mắt, tần đông sông nhưng cũng không phải là cái gì kẻ không sợ chết. Tại loại người như hắn trong lòng người chỉ cần có thể sống sót, tương lai luôn có trở mình cơ hội, cho nên, hắn mở miệng nói, được, ta đồng ý để tần xương xương ngồi trên tần gia gia chủ vị trí. Một bên tần thế phương, tần thế nam cùng tăng mạnh đờ lão tần biển, bọn hắn cũng sớm đã bị trong không khí kiếm ý cho chấn nhiếp rồi, bất quá, bọn hắn phi thường rõ ràng lão tổ tính cách, bọn họ cũng đều biết tần đông sông chỉ là nhất thời chịu thua mà thôi, đây chỉ là kéo dài kế sách mà thôi. Diệp thần phong cũng không phải là một cái kẻ ngu xuẩn, tại tần đông sông đáp ứng rồi sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại tần đông sông trước mặt. Tần Đông Sông không nghĩ tới tại hắn đã đáp ứng sau đó Diệp Thần Phong lại đột nhiên hành động, cho nên, suy nghĩ của hắn là dừng lại hai giây đồng hồ, mà đang ở này hai giây đồng hồ bên trong, Diệp Thần Phong trong nháy mắt đem Tần Đông Sông huyệt đạo cho phong bế, để Tần Đông Sông tạm thời không cách nào thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong không nói lời gì đưa bàn tay đặt tại Tần Đông Sông trên chán, thể đờ bên trong không ngừng đã vận hành lên ma thiên quyết. Rất nhanh, Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong liền xuất hiện một giọt nhấp nhô huyết, giọt máu này chính là Tần Đông Sông bản mệnh tinh huyết. Bị đột nhiên rút đi một giọt bản mệnh tinh huyết Tần Đông Sông, sắc mặt của hắn có phần trắng bệch, Diệp Thần Phong hoàn toàn không để ý đến Tần Đông Sông ý tứ, đối với Tần Sương Sương nói ra, ngươi tới. Tần Sương Sương lập tức đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, Diệp Thần Phong đem Tần Đông Sông một giọt này bản mệnh tinh huyết sáp nhập vào Tần Sương Sương thể đờ bên trong, nói ra, về sau lão này mệnh liền nắm giữ ở trong tay ngươi rồi, ngươi muốn để hắn chết, ngươi chỉ cần động một ý nghĩ là được rồi. Được tạm thời niêm phong lại huyệt đạo Tần Đông Sông, hắn đương nhiên biết diệp thần phong nói không ngoa rồi hắn không nghĩ tới diệp thần phong thậm chí ngay cả như vậy pháp môn đều biết trong lúc nhất thời hắn cảm giác trong thân thể trong nháy mắt không còn sức mạnh cả người là co quắp ngồi xuống ghế hắn biết sau này tính mạng của hắn liền hoàn toàn nắm giữ ở tần xương xương trong tay rồi kế tiếp đến phiên ba người các ngươi rồi diệp thần phong nhìn xem một bên tần thế phương đám người nói tần thế nam sắc mặt trắng bệch quát lên tần xương xương người quả thực là đại nghịch bất đạo người lại dám làm ra chuyện như vậy tần sương sương đã sớm đối người tần ra tuyệt vọng người lãnh đạm nói đại nghịch bất đạo các ngươi đem ta giao cho ba người của đại gia tộc các ngươi làm như vậy lại là cái gì còn đem trên người ta đan dược toàn bộ cầm đi còn dùng mẫu thân ta đến uy hiếp ta ta lưu các ngươi một cái mạng đây đã là đúng vô cùng nổi các ngươi sương sương ta ta là phụ thân của ngươi a hát tần thế phương cũng mở miệng nói chuyện rồi a à, tần sương sương cười lạnh một tiếng nói ra phụ thân ngươi thật đúng là của ta người cha tốt a à hát ngươi có lưu ý qua tính mạng của ta sao nếu ngươi không để ý ta ta cái này làm nữ nhi vì sao phải lưu ý ngươi ngươi không cần thanh phụ thân cái từ này treo ở bên mép rồi này sẽ để cho ta càng thêm cảm thấy ngươi buồn nôn diệp thần phong lần lượt đem tần thế phương Tần Thế Nam cùng Tần Hải bản mệnh tinh huyết cũng rút lấy ra ngoài, sau đó dung hợp tiến vào Tần Sương Sương thể đờ bên trong. Bây giờ Tần Đông sông tính mạng đều nắm giữ ở Tần Sương Sương trong tay. Ba người bọn hắn căn bản không dám phản kháng, bọn hắn biết mình vừa phản kháng, chẳng khác nào là mình chịu chết. Các người tất cả cút đi, về sau Tần ra liền do ta Tần Sương Sương làm chủ rồi. Tần Sương Sương đối với Tần Đông sông đám người vô cùng phản cảm, mà ở tần đông sông đám người rời đi tần ra đại sảnh sau. Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên cảm giác một trận mê muội, hơn nữa loại này mê muội đang trở nên càng phát mãnh liệt, kể cả dưới chân hắn bước chân cũng có chút đứng không yên, mí mắt của hắn cũng biến thành trầm trọng vô cùng. Bất thình lình cảm giác, để Diệp Thần Phong nghĩ tới này có thể là hai mảnh thức hải được dẫn dắt đi ra ngoài di chứng về sau, nhưng là bây giờ di chứng về sau không khỏi tới quá đã muộn một ít chứ? thân thể lung la lung lay Diệp Thần Phong, hắn đối với Tần xương xương nói ra, giúp ta chuẩn bị một gian phòng, ta cần nghỉ ngơi một quãng thời gian. chương 1425, tu luyện, hổ gầm rồng gầm. Sau 10 ngày, Bắc Vân Thành bên trong, Tần gia đại trạch một gian tinh xảo căn phòng bên trong. Tại 10 ngày trước Diệp Thần Phong giúp Tần xương xương đã thu phục được Tần Đông Sông đám người sau đó trong đầu hắn liền lập tức xuất hiện huyễn bất tỉnh cảm giác, cũng không lâu lắm, hắn liền trực tiếp hôn mê đi, một cái hôn mê liền trọn vẹn hôn mê 10 ngày 10 đêm. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trên mặt màu bạc mặt nả quỷ đã bị nắm xuống, hắn nhắm mắt lại không nhúc nhích nằm, Tần Sương Sương ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, nàng nhìn Diệp Thần Phong đường viền rõ ràng gương mặt, người không nhịn được đưa tay ra, dùng ngón tay ôn nhu chỉ trỏ Diệp Thần Phong sóng mũi cao, khóe miệng không tự chủ hiện lên một vệt nụ cười. Bây giờ Tần Sương Sương đã thành Tần Gia Gia Chủ, Tần Đông Sông, Tần Thế Phương, Tần Thế Nam cùng Tần Hải bản mệnh tinh huyết đều nắm giữ ở Tần Sương Sương trong tay. Những người này căn bản không dám chống đối Tần Sương Sương ra lệnh. Lần sau mặt khác ba gia tộc lớn lão tổ cũng đều chết hết. Tần Sương Sương tại 10 ngày này bên trong là một lần đem mặt khác ba gia tộc lớn cho tóm thâu. Tại Bắc Vân Thành hiện tại chỉ có Tần Gia một đại gia tộc rồi này Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc vẫn luôn muốn thống nhất Bắc Vân Thành, không nghĩ tới cuối cùng chuyện này trong tay Tần Sương Sương hoàn thành. Nằm Diệp Thần Phong, ngón tay của hắn vi vi chấn động một chút, sau đó, hắn liền từ từ mở mắt ra, trong đầu vẫn còn có chút hỗn loạn, tại tầm mắt chạm tới Tần Sương Sương sau đó Diệp Thần Phong ấn ấn của mình huyệt thái dương, hắn mở miệng hỏi ta hôn mê mấy ngày. Tần Sương Sương hồi đáp, người đã hôn mê trọn vẹn 10 ngày. Diệp Thần Phong không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên hôn mê lâu như vậy. Nay thức hải được dẫn dắt đi ra ngoài di chứng về sau hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, liên tục nằm 10 ngày. Diệp Thần Phong cảm giác thân thể của mình cũng trở nên hơi cứng nhắc lại, hắn vội vã đứng lên lắc lắc cái cổ cùng cánh tay, từ xương của hắn bên trong không ngừng phát ra bùm bùm thanh âm. Đột nhiên, Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí tự chủ ngưng tụ lại với nhau. Từ trên người Diệp Thần Phong nổi lên một trận sóng chấn động bé nhỏ, không khí chung quanh hắn cũng biến thành có một ít hỗn loạn. Hắn nguyên bản trên người thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế một cái kéo lên. Tại Diệp Thần Phong bản thân trả chưa kịp phản ứng thời điểm, thực lực của hắn đã thuận lợi khóa nhập thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ tầng thứ. Hả, dĩ nhiên hôn mê sau 10 ngày, ta liền trực tiếp đột phá một cái tiểu tầng thứ. Diệp Thần Phong cảm ứng trong cơ thể khí thế tự nói tiểu gia hỏa, không cần kinh ngạc như vậy, có lúc đột phá thực lực chính là như vậy nước chảy thành sông, người hãy mau đem thực lực tăng lên tới thần niệm cảnh nhị trọng thiên. Lấy thực lực của người bây giờ vẫn là không cách nào hoàn toàn nắm giữ thanh viêm đây. Chỉ có đã đến thần niệm cảnh nhị trọng thiên, người mới có thể khống chế lại có thể đốt cháy từ thần niệm cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh cao thanh viêm. Người nhất định muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện rồi, theo thực lực ngươi tăng lên, người cần đan dược cũng càng nhiều. Ngươi bây giờ mới chỉ là nhất phẩm luyện dược sư đây. Tại ngươi một lần nữa có thể khống chế thanh viêm sau. Ngươi nhất định muốn thử nghiệm luyện chế nhị phẩm đan dược. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu là nhứ nhứ thao thao. Diệp Thần Phong vươn người một cái sau đó hắn nhìn xem một bên ngây người tần xương xương, nói ra, ngươi thất thần làm gì. Ngươi bây giờ cũng leo lên ngồi tần ra ra chủ vị trí rồi, ta cũng yếu rời đi nơi này rồi ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Tình hồn lại tần sương sương, người nguyết nguyết, nói ra, người quả thực không phải là người, làm sao ở trên người ngươi tăng cao thực lực cùng ăn cơm như thế đơn giản. Ngược lại, tần sương sương trong con ngươi xinh đẹp lại lập lè không thôi ánh mắt, nói ra, nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi sao. Không ở Bắc Vân Thành ở thêm mấy ngày. Diệp thần phong ra vẻ không có nhìn ra tần xương xương không bỏ. Nói ra, hữu duyên, chúng ta vẫn là sẽ gặp mặt, đúng rồi, trịnh gia lão tổ trước đó thi triển đấu chuyển tinh di, ta thật cảm thấy hứng thú, hiện tại trịnh gia cũng có thể được các ngươi tần gia tóm thâu chứ. Tần Sương Sương gật gật đầu, nói ra, ngày đó ta xem ngươi tìm kiếm trịnh hải phú thi thể, ta liền biết ngươi đối với đấu chuyển tinh di bộ này chiến kỹ cảm thấy hứng thú, đáng tiếc ta tìm khắp trịnh gia cũng không có tìm được bộ này chiến kỹ. Sau đó, ta hỏi Tần Đông Sông, ta mới biết năm đó bộ này chiến kỹ là kỷ lục tại một khối trong ngọc giản, mà thẻ ngọc được xem một chút sau liền biến thành bột phấn, tại toàn bộ trịnh gia chỉ có trịnh hải phú một người hội đấu chuyển tinh di bộ này chiến kỹ. Không có thể có được đấu chuyển tinh di bộ này địa cấp bộ pháp chiến kỹ, Diệp Thần Phong trong lòng cũng cảm giác thấy hơi đáng tiếc, bất quá, hắn không có nhiều suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại phải về của mình Diệp Cửa, hắn rời đi Diệp Môn đã có một đoạn thời gian, không biết bây giờ Diệp Môn phát triển như thế nào. Từ Bắc Vân Thành đến Diệp Môn Đại Khái yêu cầu hơn 20 ngày lộ trình, Bắc Vân Thành sự tình cũng hoàn toàn kết được, Diệp Thần Phong hiện tại có thể an tâm rời đi nơi này rồi. Được rồi, ta hiện tại sẽ phải rời khỏi rồi, người không cần đưa ta, chúng ta có duyên gặp lại đi. Nói xong, sau lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn liền đi ra khỏi phòng, hắn phán đoán một phương hướng sau, hắn không có từ tần ra cửa chính rời đi, mà là trực tiếp lướt qua tường vây rời đi tần ra. Tần xương xương trong miệng còn chưa kịp nói một câu, diệp thần phong bóng lưng liền biến mất ở trong tầm mắt của nàng rồi, này làm cho người hàm răng là khẽ cắn môi, chỉ chốc lát sau, người mới thở dài, tự nói, được rồi, ta cùng hắn nhất định không phải người của một thế giới, hôm nay có thể là ta cùng hắn cuối cùng một lần gặp gỡ đi. Diệp Thần Phong là một đường thuận lợi rời đi Bắc Vân Thành, Tại Bắc Vân Thành bên ngoài cách đó không xa Hắc Phong Sơn mạch, bây giờ vẫn cứ có Nam Nguyên Vương Triều người canh gác mỗi cái cửa ra vào, bất quá, lấy Diệp Thần Phong thực lực bây giờ còn chưa có tư cách đi tìm Nam Nguyên Vương Triều tính sổ đây. Trước mắt hắn trọng yếu nhất là trước đem tại Âm Minh Tông lâm hân di cứu ra. Sau 5 ngày, một chỗ xanh um trong rừng rậm, một thanh khổng lồ màu đen kiếm bản to cắm vào trong lòng đất, một tên hơn 20 tuổi thanh niên hắn quần áo trên người rách nát, mái tóc cũng hết sức rối tung, bất quá, ánh mắt của hắn lại là lấp lánh có thần, hắn chính là Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong rời đi Bắc Vân Thành sau, hắn cũng không hề lập lập tức chạy về Diệp Môn, mà là trên đường tìm một chỗ rừng rậm, hắn bắt đầu tu luyện lên hổ gầm rồng gầm cái môn này thần niệm chiến kỹ, căn cứ bóng trắng nhân hòa bóng đen người phán đoán, bộ này hổ gầm rồng gầm chính là huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ, tuy rằng bộ này chiến kỹ đẳng cấp khả năng thấp một chút, nhưng thắng ở thần niệm chiến kỹ là cực kỳ thưa thớt. Lần sau thần niệm chiến kỹ là công kích tinh thần cùng thức hải, tinh thần của người nhất định phải so với thân thể yếu đuối, huyền cấp thượng phẩm thần niệm chiến kỹ đối với bây giờ Diệp Thần Phong tới nói cũng đầy đủ dùng dù sao tại toàn bộ địa huyền trong giới, nắm giữ thần niệm chiến kỹ tông môn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Thần Phong đã tại chỗ này trong rừng rậm tu luyện 4 ngày 4 đêm rồi, hắn mỗi ngày đều sẽ đem trong óc thần niệm lực lượng toàn bộ tiêu hao hết nhưng trong biển ý thức của hắn thần niệm lực lượng hoặc là chỉ có thể ngưng tụ ra cự hổ hoặc là chỉ có thể ngưng tụ ra cự long hắn không cách nào đem hai thứ đồ này đồng thời ngưng tụ ra ban đầu ở vân thị bộ lạc thời điểm đinh thị bộ lạc tộc trưởng đinh kỳ thắng hắn cũng chỉ có thể đủ ngưng tụ ra cự hổ đến mà diệp thần phong từ trước đến giờ là yêu cầu hoàn mỹ nếu bộ này thần niệm chiến ký tên là hổ gầm rồng gầm vẹn vẹn chỉ có thể ngưng tụ ra trong đó như thế, chuyện này là sao? Mái tóc rối tung Diệp Thần Phong, hắn hai con mắt khép hờ, ý thức của hắn lần nữa tiến vào trong óc, trong đầu hắn không ngừng cấu tạo cự hổ cùng cự long thân hình, mi tâm của hắn tránh qua một đạo ánh sáng màu trắng, từ giữa chân mày không ngừng tràn ra thần niệm lực lượng đến. Diệp Thần Phong bên trong thân thể vận chuyển thi triển hổ gầm rồng gầm khẩu quyết, tại mi tâm bên trong tràn ra thần niệm lực lượng sau, kế tiếp một bước này chính là mấu chốt nhất, có thể hay không chân chính sử dụng tới hổ gầm rồng gầm đều ở đây một bước bên trên. Diệp thần phong khẽ cao mày, bên trong thân thể áp chế linh khí, miệng quát hổ gầm rồng gầm. Gào, 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 giống, 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 hổ tiếng gào cùng long tiếng kêu, đột nhiên tại trong rừng rậm vang vọng ra. Từ Diệp Thần Phong nghi tâm tràn ra tới thần niệm lực lượng nhanh chóng ở trong không khí ngưng tụ thành bốn con cự hổ cùng bốn cái cự long, này do thần niệm lực lượng ngưng tụ mà thành cự hổ cùng cự long nhanh chóng hướng về phía trước lướt ra ngoài. Đây là Diệp Thần Phong lần thứ nhất hoàn chỉnh sử dụng tới Hổ gầm rồng gầm, bất quá, đang sử dụng xong này chân chính Hổ gầm rồng gầm sau, Diệp Thần Phong khóe miệng còn chưa kịp hiện lên nụ cười, trong biển ý thức của hắn cũng cảm giác được một trận không đáng, trong đầu cũng là chóng mặt xem ra lấy bây giờ Diệp Thần Phong thực lực, hắn nhiều nhất có thể thi triển một lần hoàn chỉnh hổ gầm rồng gầm. chương 1426, gặp lại người quen, ung um dung giải quyết. Sau ba ngày, địa huyền giới nơi nào đó, bầu trời xanh thẳm bên trong có một bóng người tại cấp tốc đi tới, đạo thân ảnh này sau lưng có hai con mở rộng đi ra ngoài vũ rực. Này lợi dụng linh khí vũ rực ở trên bầu trời nhanh chóng đi đường Diệp Thần Phong, thân thể của hắn ở trên bầu trời hơi dừng lại một chút, hắn đã liên tục ở trên bầu trời phi hành một ngày một đêm rồi, hắn chuẩn bị trước tiên thu hồi linh khí vũ rực nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục chạy đi. Dừng lại tại trên bầu trời diệp thần phong, thân thể của hắn đột nhiên một cái lao xuống, tại sắp hạ xuống mặt đất thượng thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, hai chân thuận lợi dẫm tại trên mặt đất, sau đó trên lưng hắn mở rộng ra tới linh khí vũ rực cũng thu hồi bên trong thân thể. Tại ba ngày trước Diệp Thần Phong có thể thuận lợi sử dụng tới hổ gầm rồng gầm sau, hắn lại liên tục tu luyện hai ngày. Có thể nói hắn hiện tại yếu thi triển hổ gầm rồng gầm là cực kỳ thông thuận rồi. Bất quá, nhất làm cho Diệp Thần Phong không hài lòng là hổ gầm rồng gầm quá tiêu hao thần niệm lực, đây mới là chỉ là huyền cấp thượng phẩm thần niệm chiến kỹ đây. Nếu như địa cấp thần niệm chiến kỹ, e sợ lấy Diệp Thần Phong bây giờ thần niệm lực lượng là không thi triển ra được rồi. Này thần niệm chiến kỹ chính là trên tinh thần công kích, Diệp Thần Phong hiện tại cũng không biết hoàn chỉnh hổ gầm rồng gầm power đến cùng làm sao. Xem ra hắn yếu tìm một cơ hội ở những người khác trên người thử một lần rồi. Diệp Thần Phong bốn phía chính là một mảnh đất hoang, hắn là cố ý tìm ít dấu chân người con đường phi hành, hắn tùy tiện tìm một cái tảng đá ngồi xuống. Mà ở Diệp Thần Phong ngồi tại thạch đầu thượng khôi phục trong cơ thể linh khí lúc, diệp thần phong bên phải số ngoài ngàn mét địa phương ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên bọn hắn lưu luyến không rời đang truy đuổi hai tên thanh niên nam nữ cái này hai tên thanh niên nam trên người nữ đều bị không giống trình độ thương thế nam thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ nữ thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ nếu để cho diệp thần phong nhìn thấy hai người kia lời nói hắn nhất định có thể một mắt liền nhận ra đây không phải vạn nguyệt các lương tả ý cùng tô băng xoáy ma. Lời nói trước khi nói lương tả ý cùng tô băng xoáy từ viễn cổ thần ma trong mộ địa sau khi đi ra, bọn hắn ngày thứ hai liền theo vạn nguyệt các tiền bối dẹp đường trở về phủ, nhưng ở nửa đường thượng bọn hắn lại gặp hai tên tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cao thủ, cùng với ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ cướp xiết. Không biết tại sao bắc vực trong hoang mạc xuất hiện di tích sự tình dĩ nhiên tiết lộ ra ngoài những này nửa đường cướp giết người bọn họ là hướng về phía cái này trong di tích bảo tàng mà đến bọn hắn muốn cho tô băng xoáy đám người đem trong di tích lấy được hết thảy bảo tàng đều giao ra đây nhưng tô băng xoáy cùng lương tả ý tại viễn cổ thần ma trong mộ địa liền cái rắm chỗ tốt cũng không có được cuối cùng tại vạn nguyệt các tiền bối dưới sự che chở lương tả ý cùng tô băng xoáy mới trốn thoát thế nhưng cũng không lâu lắm cái kia ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong người liền đuổi theo cũng may, tô băng xoáy cũng là cũng không phải một cái người ngu xuẩn, nàng và lương tả ý chuyên môn chọn các loại sơn mạch chạy trốn, này làm cho cái kia ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ trong lúc nhất thời cũng không cách nào bắt bọn hắn lại. mà bây giờ chu vi đã không có rừng cây cùng sơn mạch để tô băng xoáy cùng lương tả ý chạy trốn rồi, tại bọn hắn bốn phía chính là một mảnh rộng lớn đất hoang, tại không có rừng cây cùng sơn mạch sau cái kia ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên là càng truy càng gần. Tô băng xoáy cùng lương tả ý cũng biết mình là không cách nào đào thoát, hai người bọn họ tại liếc nhau một cái sau đó dưới chân bọn họ bước chân đột nhiên ngừng lại. Cái kia ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên, bọn hắn đang nhìn đến lương tả ý cùng tô băng xoáy ngừng sau. Dưới chân của bọn họ bước chân cũng hơi dừng lại một chút, đứng ở cách tô băng xoáy cùng lương tả ý 5 mét địa phương xa thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ lương tả ý. Hắn rời đi bắc vượt hoang mạc sau, trong lòng của hắn một mực lo lắng đây. Dù sao bổn mạng của hắn tinh huyết được Diệp Thần Phong cho nắm giữ, nếu như Diệp Thần Phong thật sự đã bị chết ở tại di tích bên trong, như vậy hắn cũng lập tức sẽ đi theo chết đi. Lương tả ý chất vấn, các người rốt cuộc là ai? Cái kia ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên, bọn hắn phân biệt ăn mặc trường sam màu xám, trường sam màu đen cùng màu nâu trường sam, trong đó ăn mặc trường sam màu xám nam nhân, nói ra chúng ta là ai đều không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta nghe nói tại bắc vực hoang mạc trong di tích xuất hiện còn sống viễn cổ huyết hồn tộc nhân, các người chỉ cần thành thành thật thật đi theo chúng ta một chuyến, sẽ đem trên người bảo tàng toàn bộ giao ra đây, chỉ ít hiện tại chúng ta có thể đủ cam đoan các ngươi chả có thể sống. Tô băng xoáy cùng lương tả ý biết những người này cũng không phải người hiền lành, nếu như rơi xuống trên tay những người này, hai người bọn họ nhất định là sống không được rồi, chẳng bằng liều mạng cùng những người này chiến đấu một trận chiến đây. Lương tả ý hít sâu một hơi, nói ra, dù sao ta cũng không biết lúc nào liền sẽ đi đời nhà ma. Ta lương tả ý bây giờ còn biết sợ chết sao. Lương tả ý trong gân mạch nhanh chóng khởi động linh khí dòng sông, thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thật khí thế từ trên người hắn kéo lên mà lên. Tô băng xoáy trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái trường kiếm màu tím xuất hiện tại trong tay nàng, trên mặt nàng vẻ mặt cũng biến thành lạnh mấy phần, xem ra trong lòng nàng đã có quyết tâm quyết tử rồi. Xem ra hai người các ngươi không muốn ngoan ngoãn nghe lời. Ăn mặc trường sa màu đen giọng đàn ông trầm thấp nói ra. Cùng lúc đó, ba tên truy sát tô băng xoáy cùng lương tả ý đàn ông trung niên, bọn hắn dồn dập đem trong cơ thể thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế để được đưa lên ba cỗ khí thế áp bức lại đây này làm cho tô băng xoáy cùng lương tả ý sắc mặt khẽ thay đổi trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng đoán chừng hai người bọn họ liên thủ cũng không cách nào muốn đối phương bất cứ người nào tính mạng mà chính lúc tình thế động một cái liền bùng nổ thời điểm một đạo phi thường không phù hợp bầu không khí thanh âm vang lên ôi chả thật náo nhiệt ma ta cũng vừa hay có thể hoạt động một chút gân cốt, tô băng xoáy, lương tả ý, hai người các ngươi làm sao sẽ được những người này truy sát. liền ở vừa nãy Diệp Thần Phong rất xa nhìn thấy tô băng xoáy cùng lương tả ý thân ảnh, hắn liền lập tức hướng về bên này chạy tới. Tô băng xoáy cùng lương tả ý đang nhìn đến trước mặt Diệp Thần Phong lúc, hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt hơi sững sờ, lương tả ý nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi, ngươi không chết, ngươi trả từ trong di tích đi ra. Diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra ta chết đi, ngươi vẫn có thể đứng ở chỗ này. Còn ngươi nữa gọi ta cái gì, tại trong di tích ngươi nhưng là một mực cung kính gọi ta thiếu ra. Lương tả ý chậm trì hoãn thần sau đó hắn tiếp nhận rồi Diệp Thần Phong cũng đi ra di tích sự tình rồi, hắn nói ra, Diệp Thần Phong, người nói người có phải hay không choáng váng. Người dĩ nhiên chủ động tới gây phiền toái trên người. Người tại ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ trong tay có thể sống sót sao? Cái kia ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong cùng Lương Tả Ý đối thoại sau, trong đó ăn mặc màu nâu trường sam nam nhân, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, cười nói, đúng vậy, ngươi đã cũng là từ trong di tích đi ra ngoài, như vậy ngươi cũng đừng muốn rời khỏi rồi. Diệp Thần Phong vừa vặn muốn thí nghiệm một cái hổ gầm rồng gầm power đây trước mặt ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, dùng để làm thí nghiệm đối tượng là lại thích hợp cực kỳ được rồi. Diệp thần phong, người không nên tới, cầm trong tay trường kiếm màu tím tô băng xoáy, trong miệng nàng thấp giọng nói ra. Nhưng lại tại tô băng xoáy tiếng nói vừa vặn hạ xuống, cái kia ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ muốn động thủ thời điểm. Diệp thần phong dưới chân bước chân trong nháy mắt vượt trước hai bước, trong miệng nói ra, e sợ lát nữa ba người các ngươi là vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nơi này. Diệp Thần Phong trong cơ thể đột nhiên đã vận hành lên hổ gầm rồng gầm khẩu quyết, bên trong thân thể của hắn thật khí thế không có bất kỳ tăng cao, mà mi tâm của hắn lại tránh qua một đạo ánh sáng màu trắng, từ mi tâm của hắn bên trong không ngừng có thần niệm lực lượng tràn ra, hổ gầm rồng gầm. Những này thần niệm lực lượng ở trong không khí nhanh chóng ngưng tụ thành bốn con cự hổ cùng bốn cái cự long. Những này cự hổ cùng cự long một mạch hướng về ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ tịch quyển nhi đi. Cái kia ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, phản ứng của bọn họ năng lực ngược lại cũng cực kỳ nhanh, mỗi một người đều muốn đem hướng chính mình kéo tới cự hổ cùng cự long đánh tan. Đáng tiếc này cự hổ cùng cự long cũng không phải vật thật, ba người bọn hắn quả đấm trực tiếp xuyên qua cự hổ cùng cự long thân thể, đối cự hổ cùng cự long không có bất kỳ ảnh hưởng. Này do thần niệm lực lượng ngưng tụ mà thành cự hổ cùng cự long, chúng nó trong nháy mắt chui vào ba người này thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ bên trong thân thể, tiến vào trong biển ý thức của bọn họ trắng trợn phá hủy lên. A-Hát, à A-Hát, à A-Hát, à trong óc chịu đến công kích, này ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn hắn nhất thời cảm giác trong đầu từng đợt căng đau, phảng phất đầu của mình đều phải nổ tung bình thường khí thế trên người trong nháy mắt tiêu tán. Từng cái là dùng hai tay ôm đầu, trên mặt biểu lộ thống khổ không thể tả. Diệp Thần Phong đối với cái này hổ gầm rồng gầm power vẫn là thật hài lòng, bất quá, hắn biết chỉ dựa vào hổ gầm rồng gầm thì không cách nào giết chết ba người này, tại ba người này ôm đầu thời điểm, Diệp Thần Phong tay phải nhanh chóng rút ra Hắc Huyền kiếm, bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại ba người này trước mặt, Hắc Huyền kiếm thân kiếm từ ba người này trên cổ xẹt qua này ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ đầu nhất thời thoát ly cái cổ, dồn dập hướng về giữa không trung bay đi. Diệp thần phong đem hắc huyền kiếm trên thân kiếm tiên huyết bỏ rơi sau đó hắn liền đem hắc huyền kiếm thả lại trên lưng. Mà đứng sau lưng diệp thần phong tô băng xoáy cùng lương tả ý hai người này, bọn hắn đã sớm là trợn mắt hốc mồm rồi, đuổi giết bọn hắn nhưng là ba tên thứ thiệt thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ A-Hát nhưng ba người này thậm chí ngay cả chạm đều không có thể đụng tới Diệp Thần Phong một cái, đầu của bọn họ đã bị Diệp Thần Phong cho gọt bay ra ngoài. Tại trong di tích Diệp Thần Phong cùng hiện tại Diệp Thần Phong so với, quả thực chính là một cái thiên hòa một chỗ, Diệp Thần Phong loại này chiến lực cường hãn tiến bộ, để tô băng xoáy cùng lương tả ý trong lòng cảm xúc là phiên giang đảo hải. chương 1427, Phong Ba Khởi Tại lương tả ý cùng tô băng xoáy không dám tin dưới ánh mắt, Diệp Thần Phong ngược lại là nhàn nhã đi tới cái kia ba thi thể của người bên, tại ba người kia trên người lục lọi một trận sau đó trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ nói ra, choáng nha, ba cái quỷ nghèo còn có mặt mũi đi ra cướp giết. Trên người thậm chí ngay cả một khối linh thạch cũng không có. Này ba tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên, bọn hắn không những trên ngón tay không có chữ vật giới chỉ, liền ngay cả trên người cũng một cái rắm đều không có, này làm cho Diệp Thần Phong có chút buồn bực rồi. Đang sử dụng suốt một lần hoàn chỉnh hổ gầm rồng gầm sau, Diệp Thần Phong trong đầu có phần hôn mê, bất quá, hắn tại hai ngày trước đã thích ứng loại cảm giác này, hắn biết nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ khôi phục. Một bên lương tả ý nghe Diệp Thần Phong trong miệng hùng hùng hổ hổ âm thanh, hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm giác được xuất hiện tại Diệp Thần Phong thực lực đã tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ rồi, mà hắn mặc dù có thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, thế nhưng tại chiến lực bên trên hắn được Diệp Thần Phong quang tốt mấy con phố, căn cứ vừa vặn Diệp Thần Phong biểu hiện ra sức chiến đấu, lương tả ý hầu như có thể khẳng định, hắn trong tay Diệp Thần Phong liền một hiệp cũng chi không căng được. Không có tại ba tên đàn ông trung niên trên người lục soát đồ vật Diệp Thần Phong, Hắn nhìn xem miệng há đủ để nhét viên tiếp theo trứng gà lương tả ý, khóe miệng hắn hiện lên một vệt hí hành hạ nụ cười, hắn tiến lên vỗ vỗ lương tả ý vai, nói ra, làm sao? Trợn tròn mắt chứ, người cho rằng ta diệp thần phong là kẻ đần sao, không hoàn toàn chắc chắn ta sẽ xuất hiện tại nơi này. Được diệp thần phong vỗ vai lương tả ý, thân thể của hắn vi vi run lên một cái, nguyên bản hắn cho là mình hôm nay là chắc chắn phải chết rồi cho nên hắn vừa mới dám cùng Diệp Thần Phong không lớn không nhỏ. Hiện tại ba tên đàn ông trung niên đều bị Diệp Thần Phong giải quyết, vậy thì mang ý nghĩa hắn lại có thể sống sót rồi. Hắn nguyên bản trong lòng quyết tâm trong nháy mắt biến mất không còn chút nào. Lương tả ý lập tức lại tại Diệp Thần Phong trước mặt trang lên cháu trai, nói ra, thiếu ra, ta vừa vặn không phải nhất thời choáng váng đầu óc ma. Thiếu ra ngài ban đầu ở trong di tích biến mất rồi, ta nhưng là lo lắng nhất một người a hát. Đối với Lương Tả Ý nói câu nói này, Diệp Thần Phong vẫn có chút tin tưởng, dù sao Lương Tả Ý tính mạng cùng hắn móc nối, Lương Tả Ý có thể không lo lắng Diệp Thần Phong an nguy ma. Diệp Thần Phong cũng không có hứng thú cùng Lương Tả Ý nói mỏ vô nghĩa rồi, hắn đối với Tô băng Xoáy. Hỏi, các ngươi làm sao sẽ được những người này truy sát? Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm có an toàn rời đi trong di tích sao? Tô băng xoáy đem trong tay trường kiếm màu tím thu hồi trong chữ vật giới chỉ, Diệp thần phong chiến lực cường hãn là triệt để chấn nhiếp rồi người, chỉ sợ cũng ngay cả này nhất phẩm trong tông môn đệ tử thiên tài cũng chỉ đến như thế rồi. Người chậm trì hoãn thần sau đó nói ra, người yên tâm, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đều an toàn rời khỏi di tích, về phần những này truy giết người của chúng ta. Chúng ta cũng không biết bọn hắn cụ thể thân phận. Bất quá, những người này đều là hướng về phía bắc vực hoang mạc di tích mà đến, liền ngay cả trong di tích xuất hiện còn sống viễn cổ huyết hồn tộc nhân, bọn hắn cũng đều biết, e sợ còn lại mấy cái tông môn nửa đường cũng sẽ gặp phải cướp giết. Nhưng, thủy gia tại rất nhiều người tu luyện thành thị đều có thế lực đóng quân. Thủy gia người hẳn là an toàn nhất rồi. Khi nghe đến tô băng xoáy giải thích sau đó Diệp Thần Phong là gật gật đầu, mà một bên lương tả ý rồi lại mở miệng, thiếu ra, chứ chúng ta sống sót từ di tích đi ra liền ngay cả hàn băng tông ninh tuyết tùng cùng ninh tuyết nhi cùng với âm minh tông giang mạc thiên cũng sống đi ra còn có giang mạc thiên rời đi di tích trong ngày hôm ấy thực lực của hắn dĩ nhiên đột phá mấy cái tầng thứ trực tiếp đã tới thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ này giang mạc thiên trên người khẳng định có quái lạ thậm chí ngay cả giang mạc thiên cũng không chết diệp thần phong lông mày là chăm chú nhíu lại bất quá hắn rất nhanh lại đem lông mày buông lỏng ra nếu giang mạc thiên không chết như vậy hắn chính dễ dàng tự tay đưa giang mạc thiên lên đường diệp thần phong kế tiếp ngươi muốn đi nơi nào tô băng xoáy mở miệng hỏi diệp thần phong không có đối với tô băng xoáy cùng lương tả ý nói diệp môn sự tình hắn chỉ là đưa hắn muốn đi đại khái vị trí cùng phương hướng nói một lần lương tả ý nghe vậy hắn lập tức nói ra thiếu ra chúng ta vừa vặn cùng ngươi cùng đường vạn nguyệt các cũng là hướng về ngươi muốn đi cái hướng kia đi, không bằng chúng ta cùng nhau lên đường đi. Lương tả ý trong lòng nhưng còn băn khoăn được Diệp Thần Phong nắm giữ bản mệnh tinh huyết đây. Tại một lần lại một lần đã được kiến thức Diệp Thần Phong chiến lực cường hãn sau, hắn hiện tại trong lòng đối mặt Diệp Thần Phong là ngay cả hận ý cũng không dám có, hắn chỉ muốn phải mau sớm cầm lại bổn mạng của mình tinh huyết, sau đó từ đây rời đi Diệp Thần Phong rất xa. Tô băng xoáy cũng nói, Diệp Thần Phong, chúng ta cùng nhau lên đường cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, càng đi về phía trước hai canh giờ, có một tòa tên là Thông Thiên Thành người tu luyện thành thị, ta sợ sẽ có tạo hóa cảnh cao thủ đuổi theo, chúng ta đi trước Thông Thiên Thành nghỉ ngơi một ngày. Này Thông Thiên Thành phủ thành chủ cần phải có niết bàn cảnh cao thủ chấn giữ, phàm là rất bao lớn tội người, bọn hắn đều sẽ tụ tập đến này Thông Thiên Thành đến, cho nên này Thông Thiên Thành lại tên tội ác thành. Bất quá, Thông thiên thành bên trong tuy rằng cám mục hỗn tạp, thế nhưng trong thành vô cùng phồn vinh, cho dù rất nhiều không có người của cửu gia, bọn hắn cũng sẽ tình cờ đến thông thiên thành đi một chút, bởi vì tại đây thông thiên thành bên trong tình cờ có thể mua được thứ mà bọn họ cần. Lần sau, này thông thiên thành bên trong là cấm chém giết, này thông thiên thành phủ thành chủ thế lực không kém gì vậy tứ phẩm tông môn, cho nên bình thường không người nào dám tại thông thiên thành bên trong càn rỡ diệp thần phong bởi vì tô băng xoáy cùng lương tả ý hắn vừa vặn cũng không có nghỉ ngơi tốt sau đó lại thi triển hổ gầm rồng gầm hắn cũng xác thực hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe một ngày cho nên hắn đồng ý tô băng xoáy đề nghị ước chừng sau hai canh giờ diệp thần phong lương tả ý cùng tô băng xoáy ba người này bọn hắn cũng đã tiếp cận thông thiên thành cửa thành rồi tại diệp thần phong tiếp cận thông thiên thành cửa thành lúc Thông Thiên thành phủ thành chủ bên trong đại sảnh, một người trung niên nam nhân cùng một tên lão đầu cũng xếp hàng ngồi, tên này trên người tản ra thượng vị giả khí thế đàn ông trung niên, hắn chính là bây giờ Thông Thiên thành thành chủ cổ Nam Hồng, một thân thực lực tại Luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ, có người nói tại trong phủ thành chủ cổ gia lão tổ một mực nằm ở bế quan trạng thái, cổ gia lão tổ thực lực đã tới niết bàn cảnh tầng thứ mà cùng cổ Nam Hồng cũng xếp hàng ngồi chính là luyện khí tông một tên nội môn trưởng lão, lão đầu này tên là Chu Văn Thường, một thân thực lực tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, bất quá, hắn đồng dạng là thứ thiệt tam phẩm luyện khí sư. Tại cổ Nam Hồng bên cạnh còn đứng ở một tên khoảng 30 tuổi thanh niên, hắn và cổ Nam Hồng lớn lên có mấy phần tương tự, hắn chính là cổ Nam Hồng nhi tử cổ thiên trễ, một thân thực lực tại thần niệm cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Cổ thiên chậm đối luyện khí vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đã từng cũng muốn đi luyện khí tông học tập phương pháp luyện khí, đáng tiếc hắn tại luyện khí phương diện tư chất quá kém, luyện khí tông đối đệ tử tư chất luôn luôn là cực kỳ xem trọng, cho nên lúc ban đầu cổ thiên chậm không thể tiến vào luyện khí tông. Mà này Chu Văn thường là cổ Nam Hồng bỏ ra cực kỳ lớn lợi ích mới đưa hắn mời đến thông thiên thành, vì chính là hy vọng Chu Văn thường có thể truyền thụ cho hắn nhi tử phương pháp luyện khí tuy rằng cổ nam hồng thực lực xa xa cao hơn chu văn thường thế nhưng thân phận của luyện khí sư trên đất huyền giới là cực kỳ tôn quý lần sau tại luyện khí tông nội phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là lục phẩm luyện khí sư mà thôi chu văn thường thân là tam phẩm luyện khí sư hắn đã có tư cách để cổ nam hồng lấy lễ để tiếp đón rồi mà ngồi trên ghế giữa chu văn thường lông mày của hắn đột nhiên nhíu nhíu trên mặt mơ hồ có lệ khí hiện lên lúc trước thiên diệu thành thần khí các trưởng quỹ Chu Minh Thiên, chính là này Chu Văn Thường Nhi Tử, Diệp Thần Phong trong tay Chu Minh Thiên nhưng là đã nhận được linh khí vũ dực cùng tím vẫn huyền thiết. Lúc đó Chu Minh Thiên muốn trên trời diệu ngoài thành trong rừng cây giết Diệp Thần Phong, lúc ấy Thủy Tử Yên vẫn là thiên diệu thành tử vân sản đấu giá người phụ trách, người muốn lôi kéo Diệp Thần Phong, người cũng cùng đi theo đến rừng cây trong. Mà cuối cùng, Chu Minh Thiên được Diệp Thần Phong giết đi, bất quá, Chu Văn Thường tại Chu Minh Thiên trong thân thể bố trí một lớp cấm chế, ai giết Chu Minh Thiên, Chu Minh Thiên trong thân thể cấm chế cũng sẽ bị mở ra, một tia khí tức sẽ tiến vào người giết người trong cơ thể. Chu Văn Thường tại trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được luồng hơi thở này, chỉ có luân hồi cảnh cường giả mới có thể hóa giải luồng hơi thở này. Trước mắt, Chu Văn Thường rõ ràng cho thấy mơ hồ cảm thấy không đúng, bất quá, hắn còn chưa thể lập tức xác định trong lòng cảm ứng Bên trong thân thể của hắn nhanh chóng thôi thúc lên linh khí dòng sông, hắn muốn để cảm ứng của mình trở nên càng thêm nhạy cảm một ít. Xem ra này Thông Thiên Thành lại muốn nhắc lên phong ba rồi. Chương 1428, giao đấu luyện khí. Chu trưởng lão, ngươi làm sao? Phải hay không ta có chỗ nào chiêu đãi không Chu toàn? Thông Thiên Thành thành chủ Cổ Nam Hồng, hắn phát hiện Chu Văn thường khác thường, hắn không khỏi mở miệng hỏi chu văn thường trên mặt vẻ mặt càng ngày càng âm trầm hắn hiện tại hầu như có thể khẳng định cảm giác của mình không có sai rồi hắn trong tròng mắt trong nháy mắt được lửa giận cho tràn ngập thanh âm hắn lạnh lẽo nói ra cổ thành chủ con trai của ta tại số tháng trước bị người giết mà căn cứ ta vừa vặn cảm ứng con trai của ta hẳn là liền ở thông thiên thành phụ cận ta đi trước báo mối thủ giết con lại trở về cùng ngươi từ từ nói chuyện nói xong Chu Văn Thường trên người tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thật khí thế bão táp, hắn tay áo bảo vung lên, bóng người trong nháy mắt hướng về đại sảnh bên ngoài lao đi rồi. Đứng ở cổ Nam Hồng bên cạnh cổ thiên chế, con mắt của hắn hơi híp lại, nói ra, phụ thân, này Chu lão đầu chậm chạp không chịu đáp ứng truyền thụ cho ta phương pháp luyện khí, hiện tại ngược lại là một cái cơ hội tốt, chúng ta cũng đi theo đi xem xem đi. Dù sao nơi này chính là chúng ta thông thiên thành. Ừm, um, Cổ Nam Hồng gật gật đầu sau đó hắn nói ra, được, chúng ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui. Tại Chu Văn Thường, Cổ Nam Hồng cùng Cổ Thiên Chậm dồn dập rời đi phủ thành chủ đại sảnh lúc. Diệp thần phong các loại ba người đã đi tới thông thiên thành cửa thành rồi, ở cửa thành có bốn tên thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả canh gác, phàm là muốn đi vào thông thiên thành người nhất định muốn giao nộp một khối linh thạch thượng phẩm, này yếu so với lúc trước Diệp Thần Phong tiến vào thiên diệu thành chi phí còn đắt hơn thượng rất nhiều. Bất quá, Diệp Thần Phong nhưng là trắng trợn vơ vét huyết hồn tộc bảo khố, bây giờ Diệp Thần Phong trong nhẫn chứa đổ nhưng là có 78 triệu tả hữu linh thạch thượng phẩm, bực này khổng lồ linh thạch số lượng. Coi như là địa huyền giới nhất phẩm tông môn cũng phải bị Diệp Thần Phong bỏ qua tốt mấy con phố. Hiện tại Diệp Thần Phong trên người chính là không bao giờ thiếu linh thạch hắn khi theo tay thanh toán ba khối linh thạch thượng phẩm sau. Hắn liền mang theo tô băng xoáy cùng lương tả ý bước chân vào thông thiên thành bên trong. Này thông thiên thành bên trong quả nhiên là vô cùng phồn hoa, trên đường phố bày đầy các loại buôn bán tu luyện vật phẩm quầy hàng, ngoại trừ luân hồi cảnh cùng niết bàn cảnh bên ngoài, mỗi cái cấp độ thực lực người tu luyện đều có, dù sao thực lực đến luân hồi cảnh sau đó trên đất huyền giới đủ để xưng chi là chúa tể một phương rồi những người này căn bản không yêu cầu bất kỳ thế lực nào bảo vệ. Thiếu ra, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Lương Tả Ý mở miệng nói ra. Mà Diệp Thần Phong trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt vẻ nghiêm túc. Chỉ vì trong đầu hắn vang lên bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa phiền toái của ngươi đến rồi. Ngươi còn nhớ ban đầu ở thiên diệu ngoài thành giết chết thần khí các trưởng quỹ chu minh thiên sao? trong cơ thể hắn một đạo cấm chỉ khí tức bay vào trong thân thể ngươi, ta cùng lão hắc chỉ là một sợi tàn hồn, không cách nào thanh luồng khí tức kia xóa đi. Hiện tại tên kia tại Chu Minh Thiên trong cơ thể bố trí cấm chỉ người cần phải cũng tại thông thiên thành bên trong, đồng thời đối phương đã phát hiện hành tung của ngươi rồi, đoán chừng tại ba cái hô hấp bên trong, đối phương sẽ xuất hiện tại ngươi diện bính liễu. Diệp thần phong khi nghe đến bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lời nói sau hắn biết mình là đến không kịp né tránh rồi. Một bên lương tả ý thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không mở miệng, hắn lại hỏi thiếu ra, người thất thần làm gì? liền ở lương tả ý tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, một vệt bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong ba người trước mặt, này lau người bóng chính là luyện khí tông nội môn trưởng lão Chu Văn Thường. Ánh mắt của hắn tại Diệp Thần Phong, lương tả ý cùng tô băng xoáy trên người hơi đảo qua một chút, cuối cùng vững vàng như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Lương tả ý cùng tô băng xoáy rõ ràng cảm thấy Chu Văn Thường trên người ngập trời sát khí, bọn hắn cũng cảm giác được Chu Văn Thường chính là đường đường tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ, này làm cho Lương tả ý trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô được rồi, hắn thận trọng hỏi thiếu ra. Ngươi cũng đừng cùng ta nói người nọ là kẻ thù của ngươi. Chu Văn Thường đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó hắn là trăm phần trăm khẳng định Diệp Thần Phong chính là giết hắn nhi tử người. Hắn miệng quát là ngươi giết con trai của ta, ngươi không dùng tới bất kỳ cái chảy cái cối, ngươi cho ta nạp mạng đi. Chu Văn Thường không có quá nhiều phí lời, trên người hắn khí thế tiêu thăng đến cực điểm, mà Diệp Thần Phong mới thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, cho dù chiến lực của hắn lại làm sao cường hãn, hắn hiện tại cũng không phải là Chu Văn Thường đối thủ về phần lương tả ý cùng tô băng xoáy hai người này, bọn hắn cũng là được chu văn thường thật khí thế ép thở không được, lương tả ý là gương mặt tuyệt vọng, trong miệng tự nói, xong, lúc này là hoàn toàn xong. Diệp thần phong năng lực cảm ứng so với bình thường thần niệm cảnh cao thủ cường hãn rất nhiều lần, hắn rõ ràng cảm giác được chu vi có một tên luân hồi cảnh cao thủ ẩn núp, tại thông thiên thành bên trong xuất hiện luân hồi cảnh cao thủ, có 80% khả năng chính là người của phủ thành chủ. Liên ở Chu Văn Thường chuẩn bị đem Diệp Thần Phong ba người chu diệt thời điểm, Diệp Thần Phong trong miệng đột nhiên quát lên, đây chính là Thông Thiên Thành quy củ không. Thông Thiên Thành bên trong là không cho phép chém giết, lẽ nào Thông Thiên Thành quy củ đều là chó má hay sao? Lẽ nào Thông Thiên Thành phủ thành chủ từng cái mẹ hắn đều là rác rưởi? Diệp Thần Phong cùng Chu Văn Thường đám người động tĩnh bên này, đã sớm là đưa tới trên đường phố chú ý của mọi người. Thông Thiên Thành bên trong rất nhiều đều là kẻ liều mạng. Bọn hắn phát hiện có trò hay tốt hơn diễn sau đó bọn hắn từng cái dồn dập đều tới bên này đến gần rồi một ít. Mà ở Diệp Thần Phong khàn cả giọng giống sau một tiếng sau đó nguyên vốn chuẩn bị núp trong bóng tối cho Chu Văn Thường một cái thuận nước song thuyền thành chủ cổ Nam Hồng cùng con trai của hắn cổ Thiên trễ, Bọn hắn không thể không đi đi ra. Dù sao Diệp Thần Phong đã đem lời nói nói đến nước này rồi nếu như bọn hắn không đi nữa đi ra để Diệp Thần Phong cứ như vậy chết ở Chu Văn Thường trong tay, như vậy e sợ thông thiên thành danh dự đem xuống dốc không phanh. Luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ cổ Nam Hồng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Văn Thường bên cạnh, ngăn cản Chu Văn Thường động thủ đồng thời, hắn nhỏ giọng nói Chu trưởng lão, thông thiên thành quy củ đặt tại đó đây. Lại nói tiểu tử này giết ngươi nhi tử, khiến hắn cứ như vậy chết ở trong tay ngươi, này chẳng phải là bạch bạch tiện nghi hắn chuyện nơi đây để cho ta tới xử lý ta bảo đảm cho ngươi một cái hài lòng trả lời chu văn thường khi nghe đến cổ nam hồng lời nói sau hắn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng bất quá hắn cũng không có lại yếu động thủ ý tứ rồi hắn tính là đồng ý cổ nam hồng cách nói cổ nam hồng nhi tử cổ thiên trễ hắn ánh mắt không lành nhìn chằm chằm diệp thần phong diệp thần phong vừa vặn nhưng là cố sức chửi phủ thành chủ Tại cổ thiên chậm trong mắt Diệp Thần Phong đã là một kẻ đã chết rồi, hắn quát lên tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Phủ thành chủ cũng là loại người như ngươi có thể chửi rủa Diệp Thần Phong nhìn thấy cổ nam hồng cùng cổ thiên chậm xuất sau khi đến, hắn đối với chu vi trên đường phố người, nói ra các vị, các ngươi cho chúng ta phân xử thử, ta nghĩ các người phần lớn đều là đến thông thiên thành tị nạn A. Mà ba người chúng ta mới vừa vừa bước vào thông thiên thành suýt chút nữa bị người giết này gọi đạo lý gì? Cái này phải hay không chứng minh thông thiên thành phủ thành chủ không có tận cùng hẳn là tận trách nhiệm? Kỳ thực Diệp Thần Phong trong lòng rõ ràng, vừa vặn cho dù cổ Nam Hồng cùng cổ thiên chậm không xuất hiện, hắn hẳn là cũng sẽ không chết, dù sao Lão Bạch cùng Lão Hắc chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn tin tưởng Lão Bạch cùng Lão Hắc ở tình huống như vậy đảm bảo hắn một mạng năng lực vẫn phải có. Tại Diệp Thần Phong điều động dưới, chu vi trên đường phố người tu luyện mỗi một người đều vì Diệp Thần Phong đám người minh bất bình, dù sao trong bọn họ phần lớn người đích thật là đến thông thiên thành tị nạn, nếu như thông thiên thành bên trong cho phép chém giết, bọn hắn trả lại thông thiên thành tránh cái dám khó a hát. Thông thiên thành thành chủ cổ Nam Hồng, hắn cười lạnh liếc nhìn Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong tâm tư phi thường kín đáo, hắn đối với chu vi trên đường phố người, nói ra, vị lão tiên sinh này chính là luyện khí tông nội môn trưởng lão Chu Văn Thường, Chu trưởng lão chính là ta phủ thành chủ quý khách, mà Chu trưởng lão nhi tử lại bị tiểu tử này giết đi, Chu trưởng lão nhìn thấy kẻ thù khó tránh khỏi hội không kìm chế được nỗi lòng. Vừa vặn ta nguyên bản vốn đã yếu đứng ra ngăn cản được rồi, nhưng tiểu tử này lại nói khoác không biết ngượng vũ nhục ta phủ thành chủ, chuyện này quả thật là tội không thể tha thứ. Bất quá, ta cổ Nam Hồng là một cái khoan hồng độ lượng người, bây giờ suýt chút nữa phát sinh ở nơi này chém giết ta cho rằng song phương cũng đã có sai như vậy ta ở nơi này đề nghị không bằng để cho song phương tới một lần giao đấu thế nhưng thông thiên thành quy củ không thể phá hủy trong thành này là không cho phép động thủ như vậy chúng ta có thể tỉ thí cái khác không bằng liền giao đấu luyện khí đi phương nào thua liền tất cần phải tùy ý một phe khác xử trí các vị ở tại đây có ý kiến gì hay không giao đấu luyện khí trên đường phố một đám người tu luyện, bọn hắn liếc mắt là đã nhìn ra cổ Nam Hồng là muốn đem Diệp Thần Phong hướng về trong hố lửa đầy, cùng luyện khí tông nội môn trưởng lão giao đấu luyện khí, chuyện này quả thật cùng tự sát không có gì khác nhau rồi. Bất quá, một cái chúng người tu luyện, bọn hắn không lại biểu đạt bất kỳ ý kiến gì rồi, vừa đến luyện khí tông trên đất huyền giới địa vị phi thường đặc thù, bọn hắn không muốn pha đến chuyện này chúng rồi, thứ hai thông thiên thành phủ thành chủ rõ ràng cho thấy đứng ở chu văn thường bên này lần sau bọn hắn cũng cũng không quen biết diệp thần phong bọn hắn không có lý do gì lại vì diệp thần phong đứng ra nói chuyện chương 1429, sắp chết giấy ruộng thông thiên thành thành chủ cổ nam hồng hắn thấy trên đường phố người tu luyện toàn bộ tịt ngòi rồi trong lòng của hắn đối với cái này phi thường hài lòng hắn ánh mắt nhìn một bên luyện khí tông nội môn trưởng lão chu văn thường hỏi chu trưởng lão người nguyện ý cùng tiểu tử này giao đấu luyện khí sao người đối với đề nghị của ta có không có ý kiến gì chu văn thường biết cổ nam hồng đây là tại giúp hắn dưới cái nhìn của hắn chính mình thân là đường đường luyện khí tông nội môn trưởng lão khiến hắn cùng trước mặt tiểu tử này giao đấu luyện khí tiểu tử này e sợ cơ bản phương pháp luyện khí cũng sẽ không chứ cho nên chu văn thường cho rằng chàng tỷ đấu này còn chưa có bắt đầu Kỳ thực kết cục liền sớm đã xác định rõ ràng rồi. Bất quá, Chu Văn Thường biết một khi hắn đồng ý, như vậy hắn liền thiếu nợ Cổ Nam Hồng một cái nhân tình, đến lúc đó hắn liền tất cần phải truyền thụ Cổ Nam Hồng nhi tử Cổ Thiên Trạm phương pháp luyện khí rồi. Nhưng, Diệp Thần Phong giết Chu Văn Thường nhi tử Chu Minh Thiên, này mối thù giết con không thể không báo, hắn vừa nãy là báo thù suốt ruột rồi, hiện tại cẩn thận nghĩ đến hắn nhất định muốn để Diệp Thần Phong nhận hết rằn vặt mà chết. Chu Văn Thường bàn tay gầy guộc thật chặt nắm thành quyền đầu, trên mặt tràn ngập sát khí nói, được, cổ thành chủ, ta liền cùng tiểu tử này vui đùa một chút, nhưng chàng tỷ đấu này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cổ Nam Hồng thấy Chu Văn Thường tiếp nhận rồi hắn sắp xếp, trong lòng của hắn là hài lòng cười cười, hắn biết mình như tử học tập phương pháp luyện khí sự tình tính là có chỗ dựa rồi. Đứng ở cổ Nam Hồng bên cạnh cổ thiên chậm đồng dạng rõ ràng dụng ý của cha mình, ánh mắt của hắn cực kỳ khinh thường như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, ngữ khí bất thiện quát lên tiểu tử, chàng tỷ đấu này chả cần phải bắt đầu sao. Chu trưởng lão chính là đường đường tam phẩm luyện khí sư, người hiểu cái gì gọi là luyện khí sao. Đứng ở Diệp Thần Phong hai bên lương tả ý cùng tô băng xoáy, bọn hắn không nghĩ tới tiến vào thông thiên thành sẽ xảy ra chuyện như thế. Tam phẩm luyện khí sư tại luyện khí tông bên trong nhưng có địa vị nhất định được rồi, bình thường không có tông môn nguyện ý đắc tội luyện khí sư, nhưng Diệp Thần Phong lại giết một tên tam phẩm con trai của luyện khí sư. Bây giờ liền ngay cả thông thiên thành phủ thành chủ đều đứng ở Chu Văn Thường phía bên kia, lương tả ý cùng tô băng xoáy trên mặt biểu lộ đều phi thường khó coi. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn không để ý đến cổ thiên chậm khiêu khích ngôn ngữ, trong lòng của hắn đang cùng bóng đen người giang vận thiên trò chuyện đây. Bây giờ Diệp Thần Phong chỉ biết luyện chế chữ vật giới chỉ. Mà chữ vật giới chỉ chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc không gian là có thể luyện chế, nói hiểu rõ một chút bây giờ Diệp Thần Phong vẫn còn không tính là một tên luyện khí sư, hắn liền cấp thấp nhất pháp khí cũng không có luyện chế qua đây. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong lòng lại là dị thường bình tĩnh, này Chu Văn thường chỉ là một cái tam phẩm luyện khí sư, hắn liền dám ở Diệp Thần Phong trước mặt đắc chí hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt có tư cách ra vẻ sao. Tuy rằng Diệp Thần Phong liền nhất phẩm luyện khí sư cũng không tính được, nhưng bóng đen người Giang Vận Thiên nhưng là đường đường trí tôn luyện khí sư đây. Trí tôn luyện khí sư nhưng là ngự trị ở cửu phẩm luyện khí sư bên trên nhân vật hàng đầu. Tiểu tử, chàng tỷ đấu này ngươi có thể đồng ý, tuy rằng ngươi ngay cả nhất phẩm luyện khí sư cũng không tính, thế nhưng có ta này trí tôn luyện khí sư chỉ huy ngươi, chỉ là tam phẩm luyện khí sư, hắn liền cái không bằng cái rắm." Bóng đen người giang vận thiên cực kỳ ngạo nghễ nói. Tại Diệp Thần Phong cùng bóng đen người giang vận thiên trò chuyện thời điểm, Lương Tả ý lấy hết dũng khí. Nói ra, "Này không công bằng, cùng luyện khí tông nội môn trưởng lão giao đấu luyện khí, này bằng với là để cho chúng ta tự sát." Cổ Nam Hồng nhi tử Cổ Thiên chậm khinh thường cười lạnh nói, "Không công bằng?" tại đây thông thiên thành bên trong chúng ta phủ thành chủ lời nói chẳng khác nào là công bình, lại dám nghi vấn chúng ta phủ thành chủ. Người quả thực tội đáng muôn chết. Cổ thiên chậm khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, này làm cho lương tả ý mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong cổ họng hắn khô khốc cũng lại nói không ra lời. Thông thiên thành thành chủ cổ Nam Hồng, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong. Hỏi, tiểu tử, người đồng ý cùng chu trưởng lão giao đấu luyện khí sao? chuyện mới vừa rồi các ngươi song phương đều có sai, nếu như ngươi bất đồng ý sắp xếp của ta, như vậy các ngươi chuyện chúng ta phủ thành chủ đem sẽ không lại nhúng tay, ba người các ngươi cũng nhất định phải lập tức rời đi thông thiên thành. Xem ra cổ Nam Hồng là quyết tâm phải đem Diệp Thần Phong ba người bọn hắn hướng chỗ chết chỉnh rồi, Diệp Thần Phong trên mặt cũng không hề biểu hiện ra cái gì hoang mang, trong thân thể hắn nhưng là có một tên trí tôn luyện khí sư trợ trận, trong lòng của hắn là mười phần phấn khích hắn hỏi ngược lại nếu như ta thắng chàng tỷ đấu này đâu này các người phủ thành chủ sẽ đem chu văn thường trị phục sau đó giao cho ta xử trí sao ta đối với các người phủ thành chủ nhưng là không có bất kỳ lòng tin hiện tại liền ngay cả người mù đều nhìn ra được các người phủ thành chủ là đứng tại ông lão này tây phía bên kia này thông thiên thành bên trong quy củ là không cho phép chém giết cùng chiến đấu các người phủ thành chủ đã thất tín một lần lời của các ngươi cùng đánh giám không có khác gì sao. Diệp thần phong ngón tay chỉ vào Chu Văn Thường, trong miệng hắn một câu lão già, cái này Chu Văn Thường là khí sắc mặt đỏ lên cực kỳ. Lần này đến thông thiên thành ngược lại là gặp phải một ít chuyện thú vị rồi, liền để lão phu để ta làm cái chủ đi. Một đạo có chút thanh âm già nua từ bên đường phố một quán rượu lầu hai truyền tới, sát theo đó. Một tên trên đầu mang đấu bồng, thân mặc trường bào màu đen người trong nháy mắt xuất hiện tại diệp thần phong đám người trước mặt đấu bồng đem người này diện mạo cho che lại hắn đem đấu bồng từ trên đầu hái xuống người này chính là là một gã đã có tuổi lão đầu bất quá lão đầu này màu máu trên mặt hồng hào thân thể cũng là cực kỳ cường tráng vừa nhìn cũng không phải là một người bình thường luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế từ lão đầu này trên người đột nhiên phóng lên trời này làm cho diệp thần phong là hơi sững sờ lão đầu này dĩ nhiên là luân hồi cảnh cao thủ. Ta thiên hỏa lão nhân tới làm chàng tỷ đấu này trọng tài, ta nghĩ các vị ở tại đây đều sẽ không có ý kiến chứ. Ta lần này chỉ là đến thông thiên thành tìm kiếm luyện khí dùng tài liệu, không nghĩ tới trả gặp bực này chuyện thú vị. Cái này tên là thiên hỏa lão nhân lão đầu, hắn chính là là một gã tán tu, không dựa vào tông môn tài nguyên có thể đem thực lực tăng lên tới luân hồi cảnh, xem ra hôm nay hỏa lão nhân tư chất tu luyện cũng phi thường xuất chúng năm đó hôm nay hỏa lão người là muốn bái vào luyện khí tông bên trong đáng tiếc hắn luyện khí tư chất kém không thể lại tranh lệch hắn năm đó chẳng những không có bái vào luyện khí tông không nói trái lại còn bị luyện khí tông người làm nhục một phen sau đó thiên hỏa lão nhân liền một bên nỗ lực tu luyện một bên chính mình nghiên cứu phương pháp luyện khí hắn bây giờ tu luyện mặc dù có thành nhưng là đối với luyện khí hay là một chữ cũng không biết, chỉ là tình cờ có thể luyện chế ra một hai kiện hạ phẩm pháp khí, phi thường miễn cưỡng có thể xưng là nhất phẩm luyện khí sư. Cổ Nam Hồng, ta nghĩ người ra cổ lão đầu đang lúc bế quan chứ. Năm đó cổ lão đầu lập xuống thông thiên thành quy củ, hắn không phải là để như ngươi vậy phá hoại, ta mặc dù đối với cổ lão đầu không có hảo cảm, nhưng hắn người này tối thiểu rất nhiều lúc vẫn có làm người điểm mấu chốt. Thiên Hỏa lão nhân ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Cổ Nam Hồng, nhìn Cổ Nam Hồng trong lòng một trận sợ hãi. Ngược lại, Thiên Hỏa lão nhân rồi hướng Diệp Thần Phong, nói ra: "Tiểu tử, ngươi liền yên tâm cùng luyện khí tông người giao đấu, nếu như ngươi thật sự có thể thắng hắn, như vậy ta Thiên Hỏa lão nhân tới giúp ngươi trị phục hắn, có ta Thiên Hỏa lão nhân tới làm công chứng, Thông Thiên thành phủ thành chủ không dám đùa tâm tư rồi." Trừ phi Thông Thiên thành không muốn trên đất huyền giới tiếp tục tồn tại, bằng không ta đem thông thiên thành phủ thành chủ không giữ lời hứa sự tình tuyên truyền đi, e sợ về sau không người nào dám đến thông thiên thành được rồi. Đương nhiên nếu như tiểu tử ngươi thua, ta thiên hỏa lão nhân cũng sẽ không ra tay giúp một tay, dù sao ta chỉ là tới làm công chứng mà thôi. Luyện khí tông nội môn trưởng lão Chu Văn Thường, dưới cái nhìn của hắn có hay không trọng tài cũng không đáng kể, hắn cũng không cần thông thiên thành đến giúp hắn dối trá, Hắn cho là mình tại luyện khí thượng căn bản không khả năng bại bởi Diệp Thần Phong. "Được, ta đồng ý thiên hỏa lời của lão nhân." Chu Văn thường cắn răng nghiến lợi nói ra. Diệp Thần Phong thấy hôm nay hỏa lão người có tới luân hồi cảnh thực lực, hơn nữa hắn nhìn ra được lão đầu này hẳn là cực kỳ coi trọng chữ tín, trong lòng của hắn duy nhất một vẻ lo âu cũng đã biến mất, nói ra, chàng tỷ đấu này ta đáp ứng rồi. Tuy rằng chính giữa ra thiên hỏa lão nhân cái ý này bên ngoài nhưng sự tình vẫn là hướng về cổ nam hồng dự liệu phương hướng phát triển, Diệp Thần Phong có thể tại luyện khí thượng thắng được Chu Văn Thường. Trừ phi ngày mai Thái Dương từ phía tây bay lên. Tiểu tử, sắp chết giấy ruộng hữu dụng không? Sau đó ta sẽ cho người triệt để tuyệt vọng, người lại dám giết con trai của ta, người nhất định phải trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn, không riêng người muốn chết, sau khi người chết. Ta sẽ điều tra rõ ràng người bên cạnh ngươi, để cho bọn họ cũng toàn bộ đi theo ngươi. Chu văn thường trong cổ họng thanh âm âm trầm tới cực điểm. Nhưng diệp thần phong đúng là tại sắp chết giấy ruộ sao. chương 1430, con vịt chết mạnh miệng. Thiếu ra, người làm sao có thể đáp ứng như thế không công bình giao đấu. Người căn bản cũng không biết cách luyện khí, người này không phải là mình chịu chết ma. Đứng ở diệp thần phong bên cạnh lương tả ý, hắn thấy diệp thần phong đáp ứng rồi giao đấu sau đó hắn hoang mang hoảng loạn mở miệng nói ra. Lương tả ý tính mạng nhưng là cùng Diệp Thần Phong móc nối, thua chàng tỷ đấu này, Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết, mà thông thiên thành phủ thành chủ cùng Chu Văn Thường cho dù nguyện ý thả lương tả ý cùng Tô Băng xoáy rời đi, chỉ cần Diệp Thần Phong vừa chết, lương tả ý căn bản không có còn sống khả năng, hắn không hoảng hốt không được a hát. Tô Băng xoáy cũng mở miệng nói ra, Diệp Thần Phong, bọn hắn rõ ràng cho thấy yếu đem chúng ta hướng về tử lộ thượng bức, người đáp ứng rồi bọn hắn giao đấu, bọn hắn giết chết chúng ta liền có lý do chính đáng rồi. Lương tả ý cùng tô băng xoáy tuy rằng cố ý đem âm thanh giảm thấp xuống, thế nhưng ở đây rất nhiều người nhưng vẫn là nghe thấy được. Thông thiên thành thành chủ cổ nam hồng nhi tử cổ thiên trễ, cười lạnh nói, lộ chân tướng A. Nguyên lai chỉ là cái đối luyện khí một chữ cũng không biết người mà thôi, quả thực là lãng phí chu trưởng lão thời gian, lãng phí mọi người chúng ta thời gian, chẳng bằng ngươi trực tiếp chịu thua được diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai nói ra còn chưa bắt đầu so với đây giao đấu kết quả còn không biết tiểu tử người hai người đồng bạn đều đem lời nói thành như vậy người căn bản không hiểu cái gì gọi là luyện khí nếu như loại người như ngươi đều có thể thắng tam phẩm luyện khí sư chu trưởng lão lời nói như vậy ta đang tại nơi này mặt của mọi người phát thệ ta trực tiếp cắt cổ tự sát cổ thiên chậm lời thề son sắt quát lên Cổ Nam Hồng vỗ vỗ con trai của hắn cổ thiên chậm vai, ra hiệu cổ thiên chậm trước tiên ngậm miệng, hắn đối với Chu Văn Thường. Hỏi, Chu trưởng lão, ngươi cho rằng trận này luyện khí giao đấu ứng với nên tiến hành như thế nào? Cổ ra tiểu tử, ngươi không khỏi làm quá minh mục trương đảm chứ. Tràng tỷ đấu này nội dung để ta làm quyết định là không thể thích hợp hơn được rồi. Thiên hỏa lão nhân chừng hai mắt nói ra. Cổ Nam Hồng liếc mắt nhìn Chu Văn Thường hắn thấy Chu Văn Thường cũng không hề ý phản đối, hắn liền nói ra, được, trận này luyện khí giao đấu liền giao cho thiên hỏa tiền bối người tới chủ trì. Thiên hỏa lão nhân vuốt vuốt trên cằm dâu mép, trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, hai cái trường kiếm màu lửa đỏ liền xuất xuất hiện ở trong tay của hắn rồi. Hắn mở miệng nói ra, hai thanh kiếm này tên là hỏa vân kiếm, chính là ta một lần ngẫu nhiên ở giữa lấy. Cái này hai thanh hỏa vân kiếm là giống nhau như đúc, nguyên bản cái này hỏa vân kiếm là hạ phẩm linh khí bất quá bây giờ hai cái hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ bị phá hỏng rồi cái này hai thanh hỏa vân kiếm biến thành phổ thông bảo kiếm không cách nào nữa cho người nắm giữ tăng cường lực công kích rồi quan trọng nhất là cái này hai thanh hỏa vân kiếm bên trong linh trận đồ hư hao trình độ cũng giống nhau như đúc hôm nay ai có thể đem hỏa vân kiếm khôi phục lại hạ phẩm linh khí như vậy người đó là người chiến thắng đúng rồi Ngược lại, thiên hỏa lão nhân lại vỗ một cái chán của mình, nói ra ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tam phẩm luyện khí sư nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, ta xem các ngươi hai cái đều không thể đem hỏa vân kiếm triệt để khôi phục rồi. Như vậy ai đem hỏa vân kiếm cấp bậc khôi phục cao, người đó là hôm nay người chiến thắng đi. Xì xì, xì xì, hai tiếng. Nói xong, thiên hỏa lão nhân trực tiếp đem trong tay hai cái hỏa vân kiếm phi bắn ra ngoài, một cái cắm vào diệp thần phong trước mặt một cái cắm vào chu văn thường trước mặt này luyện khí trọng yếu nhất một bước chính là khắc họa linh trận đồ này linh trận đồ có thể hấp thu bên trong đất trời linh khí dùng này đến tăng cường người nắm giữ lực công kích cùng sức phòng ngự một khi linh trận đồ bị phá hỏng rồi như vậy bất kể là pháp khí linh khí bảo khí vẫn là tiên khí chúng nó đều sẽ trong nháy mắt biến thành phàm vật luyện khí tông nội môn trưởng lão chu văn thường hắn trước tiên đem một cây đuốc vân kiếm nắm trong tay, hắn cẩn thận cảm ứng hỏa vân kiếm nội bộ hư hao linh trận đồ. Hắn bình thường luyện chế thượng phẩm pháp khí cũng không phải 100% có thể thành công, càng đừng nói hỏa vân kiếm chính là hạ phẩm linh khí rồi, cái này hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ đối với Chu Văn Thường đến nói quá mức phức tạp. Chu Văn Thường lông mày tại chăm chú chiếu khởi mấy giây sau đó lông mày của hắn lại từ từ lỏng ra, hắn mặc dù không có nắm chắc đem linh trận đồ bù đến cùng nguyên lai like như thế, để hỏa vân kiếm khôi phục hy hạ phẩm linh khí cấp bậc, nhưng hắn vẫn có niềm tin đem hỏa vân kiếm khôi phục lại trung phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí ở giữa. Chu Văn thường tại đầy mặt cười gần liếc nhìn Diệp Thần Phong sau đó hắn liền bắt đầu cảm ứng lên hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ, hắn lợi dùng thần niệm bắt đầu từng điểm từng điểm bổ sung hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ. Tại Chu Văn thường động thủ bổ sung linh trận đồ thời điểm, Diệp Thần Phong đồng dạng là đem hỏa vân kiếm nắm trong tay, cảm ứng hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ, bất quá, hắn đối này linh trận đồ là một chữ cũng không biết, trong lòng của hắn hỏi, lão hắc, người có thể bổ sung hoàn chỉnh hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ sao? Bóng đen người giang vận thiên giản lược nói, e sợ không thể. Diệp Thần Phong nghe vậy, hắn suýt chút nữa trực tiếp được nước miếng của mình sặc chết này lão hắc lại đang thời điểm mấu chốt cho hắn tuột xích trong lòng của hắn quát lão hắc ngươi cũng không nên cùng ta đùa giỡn ngươi không phải là đường đường trí tôn luyện khí sư sao ngươi liền hạ phẩm linh khí nội bộ linh trận đồ cũng bổ sung không được ừm ta là bổ sung không được bóng đen người giang vận thiên không có một chút nào xấu hổ nói ra bất quá sát theo đó giang vận thiên câu chuyện lại lập tức nhất chuyển Tuy rằng Hỏa Vân kiếm nội bộ linh trận đồ hư hại rất nhiều, nhưng ta vẻn vẹn từ nơi này hư hao linh trận đồ thượng, ta là có thể nhìn ra này linh trận đồ khắc hỏa quả thực giám chó không kêu, thật không biết là tên khốn kiếp nào khắc hỏa. Nếu để cho ta đến khắc hỏa cái này Hỏa Vân kiếm linh trận đồ, ta tối thiểu có thể làm cho Hỏa Vân kiếm phẩm bậc tăng cao đến thượng phẩm linh khí. Tiểu tử, này giám chó không kêu linh trận đồ ta thì không cách nào bổ sung hoàn chỉnh ngươi chỉ có thể đem này hư hao linh trận đồ toàn bộ xóa đi ngươi tiếp tục nghe sự chỉ huy của ta một lần nữa khắc họa linh trận đồ bởi vì ngươi chưa từng có khắc họa qua linh trận đồ đang khắc họa trong quá trình khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sai lầm bất quá ta có thể bảo đảm chỉ cần ngươi nghe sự chỉ huy của ta ngươi một lần nữa khắc họa xong linh trận đồ sau ngươi tối thiểu có thể làm cho hỏa vân kiếm khôi phục lại hạ phẩm linh khí phẩm bậc diệp thần phong đang nghe xong bóng đen người giang vận thiên lời nói sau hắn biết bây giờ không phải là thời điểm do dự rồi trong lòng của hắn trực tiếp hỏi lão hắc ta phải như thế nào xóa đi hỏa vân kiếm nội bộ nguyên bản linh trận đồ tiểu tử người nghe lời của ta làm là được rồi bóng đen người giang vận thiên hồi đáp diệp thần phong trong đầu đang vang lên bóng đen người giang vận thiên chỉ huy sau hắn tay phải cầm hỏa vân kiếm tay trái khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa tại Hỏa Vân kiếm kiếm tăng thượng đột nhiên xẹt qua, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa nhất thời được rạch ra hai đạo miệng nhỏ. Diệp Thần Phong trên ngón tay tiên huyết tại nhiễm đến Hỏa Vân kiếm kiếm tăng thượng sau, hắn chỉnh cái tay trái nắm chặt rồi lây dính tiên huyết thân kiếm, trong biển ý thức của hắn thần niệm hơi động, từng luồng thần niệm lực lượng hướng về tay trái của hắn bàn tay tụ tập, hắn miệng quát: "Phá!" Một trận tế vi gợn sóng ở trong không khí vén lên, Diệp Thần Phong trong tay Hỏa Vân kiếm nội bộ nguyên bản linh trận đồ được hủy diệt hoàn toàn rồi. Một bên Thiên Hỏa lão nhân, hắn cảm giác được Diệp Thần Phong bên kia động tĩnh sau đó hắn khẽ cau mày, hỏa cấp hỏa liệu quát lên, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ngươi làm sao thanh Hỏa Vân kiếm nội bộ nguyên bản linh trận đồ toàn bộ xóa đi? Hiện tại có ai vẫn có thể khôi phục, ta vẫn không có đem Hỏa Vân kiếm nội bộ linh trận đồ nghiên cứu triệt để, quả thực tức chết lão phu thiên hỏa lão nhân là dựng dâu trừng mắt, trong miệng tiếp tục nói tiểu tử, nguyên bản nhìn ngươi không chút hoang mang dáng dấp, ta còn tưởng rằng ngươi có phần năng lực, nhưng ai biết tiểu tử ngươi chính là cái bao cỏ, thực sự là tức chết lão phu, thực sự là tức chết lão phu. Đang tại bổ sung linh trận đồ chu văn thường, hắn cũng phát hiện diệp thần phong động tính bên này rồi, hắn khinh thường nói, quả thực là trò đùa, quả thực là trò đùa a hát, để cho ta đường đường tam phẩm luyện khí sư cùng ngươi đến giao đấu, Chuyện này căn bản là đang làm nhục ta, chàng tỷ đấu này còn cần tiếp tục nữa sao?" Đem Hỏa Vân kiếm nội bộ linh trận đồ toàn bộ xóa đi Diệp Thần Phong, hắn nói ra, giao đấu còn chưa kết thúc, nếu như ngươi không muốn tiếp tục, như vậy ta có thể cho rằng ngươi thua. "Con việc chết mạnh miệng, ta xem ngươi vẫn có thể mạnh miệng đến khi nào." Nói xong, Chu Văn Thường liền lần nữa bổ sung khởi linh trận đồ, hắn không lại đi để ý tới Diệp Thần Phong rồi. Một bên trọng tài Thiên Hỏa lão nhân, trong lòng của hắn khí phải không đánh một chỗ đến, hắn đối luyện khí tông một mực không có quá nhiều hảo cảm, hắn đứng ra lấy tư cách giao đấu trọng tài, có một phần lớn nguyên nhân ở chỗ Chu Văn thường chính là luyện khí tông nội môn trưởng lão. Đối với Thiên Hỏa lão nhân mà nói, nghiên cứu luyện khí đối với hắn mà nói so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu trước mắt Diệp Thần Phong đưa hắn vẫn không có nghiên cứu triệt để một cây đuốc vân kiếm nội bộ linh trận đồ cho xóa đi, này làm cho hắn càng xem Diệp Thần Phong là càng không vừa mắt. chương 1431, khôi phục một non nửa linh khí. Tô băng xoáy, người nói chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thần Phong căn bản sẽ không luyện khí, hắn càng sẽ không khắc họa linh trận đồ. Hắn dĩ nhiên đem hỏa vân kiếm nội bộ nguyên bản linh trận đồ đều xóa đi, xem ra hai chúng ta mệnh dã yếu ném vào rồi. Lương tả ý đem thiên hỏa lão nhân cùng Chu Văn Thường lời nói là nghe được nhất thanh nhị sở, ở tình huống như vậy hắn đã không lo được lại xưng hô diệp thần phong vì thiếu gia. Trước mắt tô băng xoáy làm sao biết nên làm gì, thông thiên thành phủ thành chủ căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó được, người âm thanh lành lạnh nói chúng ta chỉ có thể chờ mong phát sinh kỳ tích. Lương tả ý nghe vậy, hắn ủ rũ cúi đầu nói ra, tô băng xoáy, ngươi cho rằng sẽ có kỳ tích phát sinh sao. Hiện tại chúng ta chỉ còn nước chờ chết, sớm biết chúng ta nên đi suốt đêm. Tô băng xoáy mặc dù không có trả lời nữa lương tả ý lời nói, nhưng trong lòng nàng cũng phi thường rõ ràng, Chu văn thường chính là đường đường tam phẩm luyện khí sư, diệp thần phong cái này căn bản sẽ không người luyện khí, hắn làm sao có thể tại luyện khí thượng vượt qua Chu văn thường phải cầm trong tay một cây đuốc vân kiếm Chu Văn Thường, hắn đang tại phân tích hỏa vân kiếm nội bộ tổn hại linh trận đồ, này linh trận đồ do từng cái từng cái dây nhỏ tạo thành một cái cực kỳ phức tạp đồ án, bất quá, này linh trận đồ chính giữa một phần dây nhỏ được xóa đi, Chu Văn Thường nhất định phải đem này một phần dây nhỏ bổ sung đi ra. Một điều này đầu tạo thành linh trận đồ dây nhỏ chính là do thần niệm lực lượng phối hợp linh khí cộng đồng khắc vẽ đi ra. Chu Văn Thường tại đại khái phân tích xong tổn hại linh trận đồ sau, hắn một bên đem trong cơ thể linh khí không ngừng truyền vào Hỏa Vân kiếm nội bộ, sau đó, hắn lại dụng thần niệm lực lượng dẫn dắt không ngừng truyền vào linh khí. Thần niệm lực lượng đem linh khí dẫn tới tổn hại linh trận đồ thượng, Chu Văn Thường căn cứ phân tích của mình, hắn bắt đầu từ từ bổ sung lên linh trận đồ đến. Thời khắc này hỏa linh trận đồ là cực kỳ hao tâm tổn sức, lần sau Hỏa Vân kiếm nhưng là hạ phẩm linh khí này hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Văn Thường năng lực, cũng may chỉ là khiến hắn bổ sung xong tổn hại linh trận đồ mà thôi. Bằng không hắn căn bản không có năng lực khắc hỏa hạ phẩm linh khí nội bộ linh trận đồ. Nhưng cho dù như thế, Chu Văn Thường cái chán cùng trên gương mặt mồ hôi hột cũng như nấm mọc sau mưa măng bình thường trong biển ý thức của hắn thần niệm lực lượng là nhanh chóng tiêu hao. Về phần Diệp Thần Phong phía bên kia, Diệp Thần Phong tại cầm trong tay hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ xóa đi sau trong đầu hắn lập tức hiển hiện một bức tinh thần đồ án, này tấm tinh thần đồ án là do từng cái từng cái dây nhỏ tạo thành, sát theo đó, bóng đen người giang vận thiên thanh âm lại vang lên, tiểu tử, này tấm chính là người yếu khắc hỏa tại hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ. Thời giờ của ngươi không nhiều lắm, ngươi nhất định muốn nghe sự chỉ huy của ta khắc họa chính giữa xuất hiện một ít sai lệch không sao cả. Ngươi chỉ cần đem này tấm linh trận đồ đại khái khắc vẽ đi ra là được rồi. Tiểu tử, người nghe kỹ cho ta, trước đem bên trong cơ thể ngươi linh khí truyền vào hỏa vân kiếm nội bộ, thử lại do thần của ngươi niệm lực lượng đi dẫn dắt truyền vào hỏa vân kiếm bên trong linh khí. Trước đem ngươi trong đầu bức tranh các vì sao thấp nhất một cái dây nhỏ khắc vẽ đi ra. Đây là diệp thần phong lần thứ nhất khắc họa linh trận đồ, hắn tại bình thản sau đó hắn căn cứ giang vận thiên chỉ thị. Hắn lợi dùng thần niệm lực lượng dẫn dắt linh khí, Hắn tại Hỏa Vân kiếm bên trong khắc họa bức tranh các vì sao thấp nhất một cái dây nhỏ rồi. Nhưng tại Hỏa Vân kiếm nội bộ chậm rãi hình thành dây nhỏ thời điểm, Diệp Thần Phong cảm giác mình trong đầu thần niệm lực lượng đang nhanh chóng bị rút lấy, liền ngay cả trong cơ thể linh khí cũng tiêu hao thập phần nghiêm trọng, trong miệng hàm răng trong nháy mắt bị hắn cắn thật chặt. "Tiểu tử, linh khí bên trong linh trận đồ không phải là dễ dàng như vậy khắc họa." vốn là lấy thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ để khắc họa linh khí nội bộ linh trận đồ. bất quá, người bây giờ chỉ có thể cắn răng gắng gượng qua. bóng đen người giang vận thiên nghiêm túc nói. kế tiếp khắc họa bức tranh các vì sao bên phải nhất một cái dây nhỏ, đưa nó cùng thấp nhất dây nhỏ liên tiếp lại. trong đầu không ngừng vang lên bóng đen người giang vận thiên chỉ huy diệp thần phong phải không đoạn khắc họa ra một cái lại một cái dây nhỏ này bức tranh các vì sao tổng cộng có 49 đầu dây nhỏ tạo thành, mà Diệp Thần Phong khắc họa đến thứ 10 đầu dây nhỏ thời điểm, trong biển ý thức của hắn thần niệm lực lượng cùng trong cơ thể linh khí hầu như tiêu hao hết tất rồi. Diệp Thần Phong sắc mặt là trắng xanh cực kỳ, quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi cho thâm ướt. Nhưng hắn còn đang không ngừng nghiền ép trong óc thần niệm lực lượng, cùng với trong cơ thể linh khí. Theo Diệp Thần Phong nghiền ép, hắn mi tâm màu trắng cùng màu đen thức hải trở mình vọt lên tại hai mảnh thức hải bốc lên trong nháy mắt thậm chí có từng tia từng tia thần niệm lực lượng tại sinh ra mà cùng lúc đó diệp thần phong trong gân mạch linh khí dòng sông cũng lao nhanh tới cực điểm linh khí từ hắn trong gân mạch cũng đang chậm rãi tràn ra tới diệp thần phong giờ khác này là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trong đầu hắn chỉ còn dư lại bóng đen thanh âm của người rồi hắn không ngừng căn cứ bóng đen người chỉ huy khắc họa linh trận đồ, mỗi khắc họa suốt một cái dây nhỏ, diệp thần phong sắc mặt liền biến được trắng xanh một phần. Thông thiên thành thành chủ cổ nam hồng cùng con trai của hắn cổ thiên trễ. Ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng hội liếc về phía diệp thần phong, cổ thiên chậm nhìn thấy diệp thần phong mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt dáng dấp sau, hắn châm chọc khiêu khích nói, phụ thân, tiểu tử này giả y như thật, bây giờ hắn đem hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ đều môn xóa đi, lẽ nào hắn là tại chính mình khắc họa linh trận đồ sao? Đây chính là hạ phẩm linh khí nội bộ linh trận đồ, hắn cho là mình là tứ phẩm luyện khí sư. Vẫn là ngũ phẩm luyện khí sư, mà đang ở cổ thiên chậm trong khi nói chuyện, một bên cầm trong tay hỏa vân kiếm chu văn thường, trong miệng hắn chậm rãi nôn thở ra một hơi, mờ u bàn tay xoa xoa cái chán rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, nói ra ta đem hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ bổ sung hoàn chỉnh. Lấy tư cách chàng tỷ đấu này trọng tài thiên hỏa lão nhân, hắn chính là vừa vận diệp thần phong xóa đi hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ mà tức giật, hắn trong lỗ mũi khó chịu hừ lạnh một tiếng, trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một khối ước chừng có cao 2 mét bia đá xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tấm bia đá này tên là chắc khí bia, chính là chuyên môn dùng để trắc nghiệm các loại vũ khí phẩm bậc, khối này chắc khí bia từ dưới đến thượng được phân làm 9 tầng, mỗi một tầng đều đại diện cho một phẩm thứ. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba đại diện cho hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí, tầng thứ tư, đệ ngũ tầng, tầng thứ sáu đại diện cho hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí, đệ thất tầng, đệ bát tầng, đệ cửu tầng đại diện cho hạ phẩm bảo khí, trung phẩm bảo khí cùng thượng phẩm bảo khí khối này chắc khí bia chỉ có thể kiểm tra đến bảo khí giai đoạn, dù sao trong truyền thuyết tiên khí trên đất huyền giới đã tuyệt tích rồi, liền ngay cả luyện khí tông tông chủ cũng chỉ có thể đủ luyện chế ra thượng phẩm linh khí mà thôi, một ít đại tông môn bên trong bảo khí đều là bọn hắn lão tổ tông truyền thừa xuống. Thiên hỏa lão nhân tuy rằng trong lòng cực kỳ không sảng khoái diệp thần phong, nhưng hắn đối luyện khí tông người cũng không có hảo cảm, hắn không lạnh không nhạt đối với Chu Văn Thường, nói ra, ngươi có thể thử một chút được ngươi bổ sung xong linh trận đồ hỏa vân kiếm đến cái gì phẩm bậc. Chu Văn thường liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhật diệp thần phong sau đó hắn nhanh chân đi đã đến chắc khí bia trước mặt, yếu kiểm tra vũ khí phẩm bậc, chỉ cần đem vũ khí cùng chắc khí bia đụng vào nhau là được rồi. Trong tay cầm hỏa vân kiếm Chu Văn thường, hắn trong gân mạch vi vi khởi động linh khí dòng sông, ầm. Một tiếng, trong tay hỏa vân kiếm đột nhiên bổ vào chắc khí trên tấm bia, tiếp lấy từ chắc khí bia dưới đáy xuất hiện một vệt màu xanh lam này bôi màu xanh lam nhẹ nhóm vượt qua tầng thứ nhất cuối cùng vững vàng ngừng lưu tại tầng thứ hai bên trên nói cách khác cái này hỏa vân kiếm bây giờ phẩm bậc tại trung phẩm pháp khí tầng thứ chu trưởng lão luyện khí thủ đoạn quả nhiên khiến người ta bội phục ah có thể đem tổn hại hạ phẩm linh khí khôi phục lại trung phẩm pháp khí tầng thứ này đã phi thường không dễ dàng thông thiên thành thành chủ cổ nam hồng cười nói xem như là đem hạ phẩm linh khí khôi phục gần một nửa rồi. Thiên hỏa lão nhân tuy rằng ngoài miệng phi thường khinh thường, nhưng trong lòng của hắn đã là vô cùng chấn kinh rồi. Chu Văn Thường lấy tam phẩm luyện khí sư trình độ, đem hỏa vân kiếm power khôi phục gần một nửa, này làm cho nhiều năm nghiên cứu luyện khí thiên hỏa lão nhân trong lòng là kinh ngạc không thôi. Nguyên bản khi hắn đoán chừng Chu Văn Thường nhiều nhất có thể thanh hỏa vân kiếm khôi phục lại hạ phẩm pháp khí tầng thứ. Ở trong lòng khiếp sợ thời điểm, thiên hỏa lão nhân vừa liếc nhìn Diệp Thần Phong, hắn không khỏi lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong hôm nay là khó thoát khỏi cái chết rồi, hắn chỉ là tới làm trọng tài, lần sau hắn đã khẳng định Diệp Thần Phong chính là một cái bao cỏ rồi, hắn không cần thiết vì cứu một cái bao cỏ đại động can qua rồi, còn có hắn phi thường không sảng khoái Diệp Thần Phong đưa hắn hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đổ xóa đi. Trường 1432, phẩm bậc tăng lên, Trận này luyện khí giao đấu kết quả vô cùng rõ ràng, là Chu trưởng lão thắng được. Thông Thiên thành thành chủ Cổ Nam Hồng nhi tử Cổ Thiên trễ, hắn đối với Chu Văn thường luyện khí thực lực phi thường hài lòng, dưới cái nhìn của hắn hiện nay Chu Văn thường có tư cách làm sư phụ của hắn rồi, mà Diệp Thần Phong từ đầu tới cuối ở trong mắt hắn đều chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Cổ Nam Hồng liếc mắt nhìn Thiên Hỏa lão nhân, hắn nói ra, Thiên Hỏa tiền bối Ta cho rằng tấm này giao đấu không có tiếp tục nữa ý nghĩa, lẽ nào Thiên Hỏa Tiền Bối tin tưởng tiểu tử kia có thể đem Hỏa Vân kiếm khôi phục lại trung phẩm pháp khí bên trên. Được Cổ Nam Hồng hỏi lên như vậy, Thiên Hỏa lão nhân trong lòng là tức sôi ruột, hắn không có ý định quản này việc sự tình, tại trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng sau đó hắn là trầm mặc không nói, hắn chấp nhận Cổ Nam Hồng cách nhìn rồi. Cổ Nam Hồng mỗi ngày Hỏa lão người không lên tiếng nữa rồi, hắn cười đối Chu Văn Thường nói ra, chu trưởng lão, chàng tỷ đấu này ngươi thắng, này vô chi tiểu tử liền giao xử lý cho ngươi. Luyện khí tông nội môn trưởng lão chu văn thường, khóe miệng hắn nứt ra một đạo nụ cười, trong cơ thể tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thật khí thế tuôn ra chuyển động, khi hắn sẽ đối chính đang khắc họa linh trận đồ diệp thần phong động thủ lúc, vẻ mặt lành lạnh tô băng xoáy, người quát lên, chậm đã. Giao đấu còn chưa kết thúc, các ngươi như vậy một mình quyết định căn bản không công bằng. Tô băng xoáy đem Diệp Thần Phong chắn phía sau, trong tay nắm thật chặt một cái trường kiếm màu tím, về phần lương tả ý, hắn cũng chỉ có thể đủ kiên trì cùng Tô băng xoáy đứng chung một chỗ, hít sâu một hơi, quát lên, đúng, tràng tỷ đấu này còn chưa kết thúc, các ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta thua. Cổ thiên chậm một mặt châm chọc nói, hai người các ngươi không nên ở chỗ này đóng kịch, ta xem các ngươi là kéo dài thời gian chứ nếu như tiểu tử này cả đời đều không thể khắc họa song linh trận đồ lẽ nào chúng ta phải ở chỗ này các loại trên cả đời sao ta đã nói rồi nếu như tiểu tử này có thể thắng chu trưởng lão ta cổ thiên chậm liền lập tức cắt cổ tự sát đáng tiếc tiểu tử này không có bản lãnh này a chu văn thường trên mặt được lệ khí cho tràn ngập hắn nhìn xem tô băng xoáy cùng lương tả ý quát lên yên tâm hai người các ngươi cũng nghỉ muốn rời khỏi các ngươi đã cùng tiểu tử này là cùng nhau, như vậy trên đường hoàng tuyền ba người các ngươi cũng có thể có người bạn. Trong tay nắm chặt trường kiếm màu tím tô băng xoáy, người đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hỏa lão nhân. Nói ra, Thiên Hỏa tiền bối, ngài là chàng tỷ đấu này trọng tài, lẽ nào ngài yếu ngồi yên không để ý đến sao? Xuất hiện đang tỷ đấu còn chưa kết thúc, cho dù yếu thua, chúng ta cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Thiên hỏa lão nhân nghe tô băng xoáy kiên định ngôn ngữ, nhìn xem đầy mặt tàn nhẫn Chu Văn Thường, hắn thở dài. Nói ra cũng được, cũng được, lão đầu ta liền bồi các ngươi lại dần vặt một hồi đi. Ngược lại, thiên hỏa lão nhân rồi hướng cổ nam hồng cùng Chu Văn Thường, nói ra, bọn hắn nói có lý, giao đấu còn chưa kết thúc, vừa nãy là ta sơ sót không có định ra giao đấu thời gian, đương nhiên ta cũng sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, trong ngày hôm nay nếu như tiểu tử này vẫn không có đem linh trận đồ khắc họa xong, như vậy tiểu tử này cùng đồng bạn của hắn tự tùy ý các ngươi xử trí. Thiên hỏa tiền bối, này e sợ có phần không ổn đâu. Ta cho rằng hôm nay chàng tỷ đấu này đã kết thúc rồi. Thông thiên thành thành chủ cổ Nam Hồng nói ra. Mà bị tô băng xoáy cùng lương tả ý ngăn ở phía sau diệp thần phong. Thân thể hắn đã trở nên lung la lung lay được rồi, hắn mồ hôi trên trán như là thác nước sắc mặt trắng bệch giống tử thi. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong đã khắc hỏa 48 đầu dây nhỏ rồi, hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ là hầu như phải hoàn thành rồi. Cảm thụ hỏa vân kiếm bên trong từng cái từng cái đan dệt dây nhỏ, bóng đen người giang vận thiên nói ra, tiểu tử, một bước cuối cùng, đem này bức tranh các vì sao phần sau cùng phần đầu dùng một cái dây nhỏ liên tiếp lại. Trong đầu hỗn loạn Diệp Thần Phong, trong cổ họng hắn nuốt một ngụm nước bọt, thức hải cùng trong gân mạch có loại xé rách đau đớn, hắn thần niệm lực lượng dẫn dắt linh khí đem cuối cùng một cái dây nhỏ cực kỳ chậm rãi khắc vẽ ra. Hỏa vân kiếm nội bộ bức tranh các vì sao tránh qua một ánh hào quang, này tấm linh trận đồ là hoàn toàn hoàn thành, mà đang khắc họa xong linh trận đồ sau đó phốc. Một tiếng, diệp thần phong trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong tay hỏa vân kiếm cắm vào trong lòng đất, cả người hắn hoàn toàn dựa vào hỏa vân kiếm chống đỡ trong miệng thở hổn hển Diệp Thần Phong, thanh âm hắn có phần hư nhược nói ra ta cũng hoàn thành. Diệp Thần Phong động tính bên này hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người, cổ thiên chậm quát lên, tiểu tử, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, người đều đem hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ cho xóa đi, chẳng lẽ nói người thật sự chính mình khắc họa một bức linh trận đồ sao? Dùng hỏa vân kiếm chống đỡ lấy thân thể Diệp Thần Phong, nói ra thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Lẽ nào các ngươi liền thử cũng không dám để cho ta thử sao? Buồn cười, quả thực buồn cười quá. Hạ phẩm linh khí chỉ có tứ phẩm luyện khí sư hoặc là tứ phẩm trở lên luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến. Trên đất huyền giới trẻ tuổi nhất tứ phẩm luyện khí sư chỉ sợ cũng có trăm tuổi rồi. Người nghĩ rằng chúng ta người nơi này đều là ốc heo sao? Cổ Thiên chậm trong miệng là liên tục cười lạnh. Khắc họa linh trận đồ là luyện khí bên trong khó nhất cũng là một bước mấu chốt nhất nếu như có thể khắc họa xuất linh trận đồ như vậy luyện khí liền cơ hồ không lại lời nói rơi xuống một mực nóng lòng muốn thử chuẩn bị động thủ chu văn thường hắn nói ra thiên trễ để tiểu tử này chết được rõ ràng khiến hắn nhanh chóng thử xong hết hy vọng ta xem trong tay hắn hỏa vân kiếm bản liền hạ phẩm pháp khí cũng không tính được tiếp lấy chu văn thường ánh mắt lạnh lẽo chừng lên diệp thần phong quát lên tiểu tử đem trong tay ngươi hỏa vân kiếm bổ vào chắc khí trên tấm bia đi ta nhưng rất chờ mong kết quả đây. Chu trưởng lão, tiểu tử này thật đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Thông thiên thành thành chủ cổ Nam Hồng thuận miệng nói ra, dù sao dưới cái nhìn của hắn kết cục là dù như thế nào cũng sẽ không thay đổi được rồi. Diệp thần phong, ngươi cho ta thấu cái đáy ngọn nguồn, ngươi có phải không thật sự hội luyện khí? Lương tả ý một mặt hy vọng mà hỏi. Tô băng xoáy cũng ánh mắt không nháy một cái nhìn xem Diệp thần phong, mà Diệp Thần Phong lại nhún nhún vai, nói ra, lương tả ý, người xưng hô như thế nào ta đâu này. Xem ra ngươi là lại quên mất, các ngươi cho là ta có thể hay không luyện khí, có thể hay không vượt qua luyện khí tông nội môn trưởng lão. Nói xong, trong tay cầm hỏa vân kiếm Diệp Thần Phong, thân thể hắn lung la lung lay hướng về chắc khí bia đi tới, lương tả ý nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng, nói ra tô băng xoáy. Xem ra không có kỳ tích xảy ra, Luyện khí sư đều là xuất thân từ luyện khí tông. Cho dù Diệp Thần Phong từ trong bụng mẹ chính mình nghiên cứu phương pháp luyện khí, hắn luyện khí trình độ lại có thể cao minh đi nơi nào? Bởi hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ được Diệp Thần Phong một lần nữa khắc họa rồi, nhất định muốn truyền vào linh khí mới có thể đem linh trận đồ kích hoạt. Cho nên ở những người khác xem ra giờ khắc này Diệp Thần Phong cầm trong tay hỏa vân kiếm không có bất kỳ chỗ đặc thù, đứng ở chắc khí bia bên cạnh thiên hỏa lão nhân hắn thở phì phò nói, tiểu tử, là ai cho ngươi đem hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đổ xóa đi? Được rồi, lão phu cũng không cùng ngươi này con ma chết sớm so đo, ngươi nhanh chóng kiểm tra đi. Ta muốn rời đi. Dưới chân bước chân đều không thể đứng vững diệp thần phong, hắn đem người bên trong còn sót lại không có mấy linh khí truyền vào hỏa vân kiếm bên trong. Hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ trong nháy mắt hào quang trói lọi, tại diệp thần phong đem hỏa vân kiếm hướng về chắc khí bia bổ tới thời điểm. Cổ Nam Hồng là gương mặt không có hứng thú, Cổ Thiên Chậm là gương mặt trào phúng, Chu Văn Thường là gương mặt cười gần, Thiên Hỏa Lão Nhân là mặt không hề cảm xúc. Về phần lương tả ý cùng tô băng xoáy hai người, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng biết Diệp Thần Phong có thể đủ thắng quá Chu Văn Thường tỷ lệ hầu như là số 0. ầm uhm, một tiếng. Diệp Thần Phong trong tay hỏa vân kiếm cùng chắc khí bia lẫn nhau chạm đến, cổ thiên chậm không kịp chờ đợi nói ra, được rồi, được rồi, giao đấu kết thúc, tiểu tử ngươi cũng có thể có thể chết tâm phục khẩu phục, ngươi. Nhưng mà, cổ thiên chậm trong cổ hỏng thanh âm bỗng nhiên im bặt đi, trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt như gặp phải quỷ, mà ở chàng những người khác cũng trong nháy mắt trợn to hai mắt, bởi vì chắc khí bia tầng thứ nhất được màu xanh lam cho che kín. Thật không nghĩ tới A Hát, tiểu tử này thật là có chút bản lĩnh, nguyên bản mặt không thay đổi thiên hỏa lão nhân nhấc lên một ít tinh thần, nhưng tại thiên hỏa lời của lão nhân âm vừa vận hạ xuống xong, màu xanh lam ung dung lướt qua tầng thứ nhất, lại ung dung vượt qua tầng thứ hai, lại ung dung vượt qua tầng thứ ba, tiến vào tầng thứ tư bên trong. Hỏa Vân kiếm khôi phục được hạ phẩm linh khí phẩm bậc. Thiên Hỏa lão nhân lúc này là không bình tĩnh rồi, trên mặt hắn được nồng nặc khiếp sợ cho lấp đầy. Có thể dò khí bia tầng thứ tư bên trong màu xanh lam lại không an phận chuyển động, trong nháy mắt tiến vào đệ ngũ tầng. Tại đệ ngũ tầng bên trong mới xem như là vững vàng định dạng hoàn chỉnh xuống. Này đệ ngũ tầng nhưng là đại diện cho trung phẩm linh khí. Chuyện này ý nghĩa là Diệp Thần Phong không chỉ có để Hỏa Vân kiếm khôi phục hạ phẩm linh khí phẩm bậc, trái lại còn đem Hỏa Vân kiếm tăng lên một phẩm thứ. Không khí chung quanh vào đúng lúc này thật giống ngưng kết lại, liền ngay cả ở đây tất cả mọi người tiếng hít thở cũng biến mất không còn chút nào chương 1433, người có cái giấm mặt mũi. Thiên hỏa lão nhân nhìn xem dừng lại ở chắc khí bia đệ ngũ tầng màu xanh lam, hai con mắt của hắn trong nháy mắt trở nên rực nóng lên, trong lỗ mũi hô hấp dồn dập cực kỳ, khóe mắt cơ bắp không ngừng co quắp, thân thể đột nhiên run lên một cái, hắn kích động bắt lại diệp thần phong cánh tay, âm thanh run rẩy nói tiểu, tiểu tử, ngươi, ngươi dĩ nhiên đem hỏa vân kiếm tăng lên một phẩm thứ chỉ có ngũ phẩm luyện khí sư mới có thể khắc họa trung phẩm linh khí linh trận đồ, chẳng lẽ nói tiểu tử ngươi là ngũ phẩm luyện khí sư sao? Chuyện này quả thật quá điên cuồng, nhanh, nhanh cho ta nhìn một chút trong tay ngươi hỏa vân kiếm. Người luyện khí sư này đẳng cấp từ thấp đến cao chia ra làm nhất phẩm đến cửu phẩm, mà cửu phẩm bên trên nhưng là trí tôn luyện khí sư, nhất phẩm luyện khí sư có thể luyện chế ra hạ phẩm pháp khí, nhị phẩm luyện khí sư có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí, Tam phẩm luyện khí sư có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Cứ thế mà suy ra, tứ phẩm luyện khí sư có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí, ngũ phẩm luyện khí sư có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí, lục phẩm luyện khí sư có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí, thất phẩm luyện khí sư có thể luyện chế ra hạ phẩm bảo khí, bát phẩm luyện khí sư có thể luyện chế ra trung phẩm bảo khí, cửu phẩm luyện khí sư có thể luyện chế ra thượng phẩm bảo khí đến từ truyền thuyết bên trong tiên khí chỉ có trí tôn luyện khí sư có thể luyện chế, hơn nữa luyện chế tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Bây giờ trên đất huyền giới luyện khí thực lực cao nhất chính là luyện khí tông tông chủ rồi, hắn cũng chỉ bất quá mới đạt tới lục phẩm luyện khí sư mà thôi. Thiên hỏa lão nhân đối luyện khí là cực kỳ chấp nhất, hắn không nói lời gì liền đem diệp thần phong trong tay hỏa vân kiếm nắm trong tay, hắn bắt đầu cảm ứng lên hiện tại hỏa vân kiếm nội bộ linh trận đồ, hắn tại cảm ứng được hỏa vân kiếm nội bộ giống như ngôi sao bình thường linh trận đồ sau, hắn đỏ mặt lên nói ra, rượu a hát. Thật sự là thật khéo rồi. Một bên trên mặt nguyên bản đần độn vô vị thông thiên thành thành chủ cổ Nam Hồng. Hắn đang nhìn đến chắc khí trên tấm bia kết quả sau đó hắn suýt chút nữa khiếp sợ không thanh con người của chính mình tử trừng ra ngoài, trong miệng hắn tự nhủ không thể. Trung phẩm linh khí linh trận đồ chỉ có ngũ phẩm luyện khí sư mới có thể khắc vẽ đi ra, tiểu tử này căn bản không thể nào là ngũ phẩm luyện khí sư, liền ngay cả luyện khí tông tông chủ cũng mới lục phẩm luyện khí sư mà thôi, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi. Cổ thiên chậm trên mặt là khó mà che giấu không dám tin tưởng, hắn nói ra, nhất định là thiên hỏa lão nhân tại chắc khí trên tấm bia động chân động tay, ngũ phẩm luyện khí sư tưởng rằng cái gì chó và mèo đều có thể đến đấy sao. Hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện khí sư, chuyện này quả thật là đùa giỡn, theo ta được biết luyện khí tông tông chủ 200 tuổi mới bước vào ngũ phẩm luyện khí sư cấp bậc. Mà luyện khí tông tông chủ tại luyện khí thượng đã được gọi là thiên tài tuyệt thế rồi. Nguyên bản cơ hồ đã triệt để tuyệt vọng lương tả ý cùng tô băng xoáy hai người này, bọn hắn giờ khắc này trên mặt biểu lộ là đặc sắc vạn phần, bọn hắn được kết quả này đã làm choáng váng đầu óc. Trong khoảng thời gian ngắn trong miệng không biết nên nói cái gì. Mà luyện khí tông nội môn trưởng lão Chu Văn Thường, trên mặt hắn cười gần hoàn toàn sơ cứng rồi, hắn đương nhiên không thể nào tiếp thu được cái kết quả này rồi, cho nên. Hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, từ hắn trong nhẫn chứa đồ cũng bay ra một khối chắc khí bia, nói ra tiểu tử này sẽ là ngũ phẩm luyện khí sư. Nhất định muốn một lần nữa kiểm tra. Chính lưu luyến không rời cầm hỏa vân kiếm thưởng thức thiên hỏa lão nhân, hắn bây giờ là càng xem diệp thần phong càng vừa mắt rồi, đặc biệt là khi hắn cảm ứng được diệp thần phong khắc họa linh trận đồ sau hắn dám trăm phần trăm khẳng định kết quả này sẽ không có sai thiên hỏa lão nhân ánh mắt không lành chừng lên chu văn thường nói ra được lúc này liền để lão phu ta đến tự mình kiểm tra cái này hỏa vân kiếm cấp bậc thiên hỏa lão nhân đi tới chu văn thường lấy ra chắc khí bia trước hắn đem trong cơ thể linh khí truyền vào hỏa vân kiếm bên trong ầm um, một tiếng hắn trực tiếp đem hỏa vân kiếm bổ vào chắc khí trên tấm bia. Rất nhanh, chắc khí bia tầng thứ nhất liền xuất hiện một vệt màu xanh lam, này bôi màu xanh lam thuận lợi tiến vào tầng thứ hai, lại tiến vào tầng thứ ba, lại tiến vào tầng thứ tư, cuối cùng vẫn là vững vàng đứng tại đệ ngũ tầng. Thiên hỏa lão nhân đối với trong tay hỏa vân kiếm là yêu thích không buông tay, hắn khinh thường đối với Chu Văn Thường, nói ra, hiện tại có thể xác định cái này hỏa vân kiếm cấp bậc chính là thứ thiệt trung phẩm linh khí đi nha. Chàng tỷ đấu này là vị tiểu huynh đệ này thắng được. Thiên hỏa lão nhân ngón tay chỉ vào diệp thần phong, trong miệng một tiếng tiểu huynh đệ là kêu cực kỳ thân thiết. Nhìn thấy chính mình lấy ra chắc khí trên tấm bia kết quả sau, chu văn thường là trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, hung hăng dao động cái đầu, thân thể cũng hơi có chút run rẩy trong miệng không ngừng tự nhủ, không thể, không thể, tiểu tử này tuyệt đối không thể nào là ngũ phẩm luyện khí sư. Sắc mặt tái nhợt vô cùng Diệp Thần Phong, giờ khắc này, trong lòng của hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn đương nhiên không thể nào là ngũ phẩm luyện khí sư rồi, hắn liền ngay cả nhất phẩm luyện khí sư cũng không tính được, nếu không có bóng đen người giang vận thiên chỉ huy, hắn căn bản không khả năng khắc họa suốt này tấm linh trận đổ đến, nhưng cho dù như thế, Diệp Thần Phong cũng hầu như hết sạch thần niệm lực lượng cùng linh khí. Lương tả ý cùng tô băng xoáy hai người này, bọn hắn đang nhìn đến hỏa vân kiếm lại khảo nghiệm một lần, hơn nữa lần khảo nghiệm này kết quả nhưng vẫn là trung phẩm linh khí, lúc này chắc khí bia nhưng là chu văn thường lấy ra, bọn hắn biết kết quả này chắc chắn sẽ không có sai rồi. Lương tả ý nói lắp bắp diệp, diệp thần phong, dĩ nhiên, dĩ nhiên là ngũ phẩm luyện khí sư. Ta, ta không phải đang nằm mơ chứ. Vẻ mặt lành lạnh tô băng xoáy, người tuy nhiên tại cực lực che giấu, nhưng vẫn cô có thể từ trên mặt nàng nhìn ra một vệt kích động, người nhỏ giọng nói kỳ tích quả nhiên xảy ra. Thân thể cực kỳ hư nhược Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem một bên cầm hỏa vân kiếm thiên hỏa lão nhân, hắn nói ra, thiên hỏa tiền bối, ngươi là chàng tỷ đấu này trọng tài, hiện tại ta phải hay không có thể tùy tiện xử trí vị này luyện khí tông nội môn trưởng lão rồi. Thiên hỏa lão nhân tạm thời đem ánh mắt nóng bỏng từ hỏa vân kiếm thượng rời đi, nhưng hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt lại là càng thêm nóng rực, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi thầm nói, lão đầu này sẽ không phải là có những gì đặc thù yêu thích chứ. Thiên hỏa lão bên trong cơ thể nhấp nhô luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế, luồng khí thế này trong nháy mắt đem mặt xám như cho tàn chu văn thường cho bao phủ lại rồi. Hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra tiểu huynh đệ, có lão phu tại, ngươi liền cứ yên tâm trăm phần trăm được rồi thông thiên thành thành chủ cổ Nam Hồng, hắn hiện tại trong đầu vẫn là không cách nào lập tức quay lại, hắn không tin Diệp Thần Phong đem hỏa vân kiếm phẩm bậc tăng lên tới trung phẩm linh khí, nhưng sự thực liền bày ở trước mắt, này làm cho hắn là căn bản vô pháp cãi chảy cãi cối, bất quá, hắn tuyệt đối không thể để Chu Văn Thường chết ở hắn thông thiên thành bên trong, dù sao Chu Văn Thường là luyện khí tông nội môn trưởng lão, hắn nhưng không muốn đắc tội luyện khí tông, hắn nói ra thiên hỏa tiền bối. Ta xem chuyện này chúng ta tại thật tốt thương lượng một chút. Ngược lại, cổ Nam Hồng rồi hướng Diệp Thần Phong, nói ra, cho ta một bộ mặt, cho ta thông thiên thành một bộ mặt, ngươi thấy thế nào? Đứng ở cổ Nam Hồng bên cạnh cổ thiên chế, hắn cũng lập tức mở miệng nói ra, đúng, phụ thân ta nói không sai, như vậy đối mọi người đều có chỗ tốt. Diệp Thần Phong nhìn xem cổ thiên chế, diễu cợt nói, vừa vặn ta nhớ được ngươi đã từng nói ta nếu có thể thắng luyện khí tông lão đầu này, ngươi liền lập tức cắt cổ tự sát, ngươi bây giờ như nào đây đứng ở chỗ này. Ngươi có thể lập tức động thủ. Cổ thiên chậm được Diệp Thần Phong câu nói này sang được xanh cả mặt, mà Diệp Thần Phong ánh mắt vừa nhìn về phía cổ Nam Hồng, nói ra cổ thành chủ, ta nhớ được ngươi đã nói các ngươi sẽ bảo đảm công bình chứ. Lẽ nào các ngươi thông thiên thành người của phủ thành chủ nói chuyện đều giống như là đánh giám sao? Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? người có cái rắm mặt mũi a hát diệp thần phong nhìn ra được thiên hỏa lão nhân hoàn toàn là đứng ở bên này nếu vừa vặn chu văn thường muốn đem hắn hướng chỗ chết chỉnh như vậy hắn như thế nào lại buông tha chu văn thường đâu này ha 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 tiểu huynh đệ người quá hợp ta tánh khí người nói thì tốt hơn cổ nam hồng lão già này có cái rắm mặt mũi a hát cho dù cổ gia lão đầu đến rồi ta tuy rằng không phải là đối thủ của hắn nhưng là mang theo tiểu huynh đệ ngươi an toàn rời đi vẫn là có thể. Thiên hỏa lão nhân chỉ vào cổ Nam Hồng tiếp tục nói, cổ Nam Hồng, hôm nay ngươi tốt nhất không nên đem mình nói chuyện lời nói xem thành là thúi lắm, bằng không các loại lão phu rời đi thông thiên thành sau, ta bảo đảm đem chuyện ngày hôm nay truyền khắp địa huyền giới, xem về sau các ngươi thông thiên thành còn có thể hay không có đất đặt chân. Thiên hỏa lão nhân lời nói này hoàn toàn là dọa dẫm cổ Nam Hồng, lần sau cổ nam hồng thực lực yếu hơn thiên hỏa lão nhân cổ gia lão tổ hiện nay chính đang bế quan nếu như thiên hỏa lão nhân đem sự tình truyền khắp địa huyền giới lời nói như vậy bọn hắn thông thiên thành trả thật không có đất đặt chân rồi mà đang ở cổ nam hồng trầm tư thời khắc thiên hỏa thân ảnh của lão nhân đi tới chu văn thường trước mặt trên trời hỏa lão người khí thế cường hãn chèn ép xuống chu văn thường liền ý niệm phản kháng cũng không có trên người của hắn mấy chỗ huyệt đạo trong nháy mắt được thiên hỏa lão nhân cho phong bế, hắn đối với Diệp Thần Phong nói ra tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ có thể động thủ. Thân thể lung la lung lay Diệp Thần Phong, hắn đi tới Chu Văn Thường trước mặt, hắn cật lực đem sau lưng hắc huyền kiếm rút ra, hoàn toàn hoảng hồn Chu Văn Thường, hắn chừng hai mắt quát lên tiểu tử, ngươi dám. Ta nhưng là luyện khí tông nội môn trưởng lão. Diệp thần phong trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt uy nghiêm đáng sợ nụ cười nói ra ta có những gì không dám. Nói xong, Diệp Thần Phong trong tay hắc huyền kiếm liền hướng về Chu Văn Thường cổ chém tới rồi, bị phong bế huyệt đạo Chu Văn Thường căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may, mà một bên cổ nam hồng hắn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng hắn được thiên hỏa lão nhân gắt gao ngăn cản, chỉ có thể miệng quát chậm đã, ngươi dừng tay cho ta. Xì xì, một tiếng, Diệp Thần Phong nào có để ý tới cổ nam hồng ý tứ, trong tay hắn hắc huyền kiếm trực tiếp lướt qua chu văn thường cổ chu văn thường đầu trong nháy mắt lăn rơi xuống đất bên trên cổ của hắn khẩu là trực phún tiên huyết chương 1434, thu đồ đệ luyện khí tông nội môn trưởng lão chu văn thường đầu an tĩnh nằm ở trên mặt đất chu văn thường trên mặt che kín vẻ không cam lòng nhớ hắn chu văn thường tốt xấu cũng là đường đường tạo hóa cảnh cao thủ nhưng quay đầu lại hắn lại đã bị chết ở tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ Diệp Thần Phong trong tay. Hắn vốn là muốn giết Diệp Thần Phong vì con trai của chính mình trả thù, nhưng kết quả lại là hắn thanh tính mạng của mình đáp đi vào. Cổ Nam Hồng cùng cổ thiên chậm hai cha con họ, bọn hắn có phần ngây người nhìn xem Chu Văn Thường đầu, mà thiên hỏa lão nhân nhưng là đem hai cái hỏa vân kiếm cùng mình chắc khí bia thu hồi trong nhẫn chứa đồ. Hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra tiểu huynh đệ, chúng ta rời đi thông thiên thành đi tìm một chỗ yên tĩnh hảo hảo tâm sự diệp thần phong dĩ nhiên đã giết luyện khí tông chu văn thường như vậy có thể nói hắn và luyện khí tông thù xem như là kết lại rồi hắn không chút hoang mang ngồi sổ người xuống đem chu văn thường trên ngón tay chữ vật giới chỉ nắm xuống sau đó hắn lại tại chu văn thường trên người lục lọi một trận chung quanh người tu luyện nhìn thấy diệp thần phong chấn định tại chu văn thường trên người cướp đoạt chiến lợi phẩm bộ giáng bọn hắn suýt chút nữa không có bị nước miếng của mình sặc chết, Diệp Thần Phong đem luyện khí tông nội môn trưởng lão giết đi, này dưới cái nhìn của bọn họ đã coi như là gây hỏa tài đình rồi. Hào tiểu tử, có lão phu năm đó ta phong độ. Thiên hỏa lão nhân cười ha hà nói. Thân thể cực kỳ hư nhược Diệp Thần Phong, hắn hiện tại yêu cầu thiên hỏa lão nhân cường giả như vậy bảo vệ, hắn siêu xong chu văn thường sau, hắn đối với thiên hỏa lão nhân, nói ra, được rồi, thiên hỏa tiền bối, chúng ta có thể rời khỏi. Thiên hỏa lão nhân bắt lại Diệp Thần Phong, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cổ Nam Hồng một mắt. Hắn liền dẫn Diệp Thần Phong nhanh chóng hướng về thông thiên thành bên ngoài lao đi rồi, mà Diệp Thần Phong thấy đứng tại chỗ không nhúc nhích lương tả ý cùng tô băng xoáy. Hắn quát lên, hai người các ngươi chẳng lẽ còn dự định để cổ thành ở hảo hảo chiêu đãi thượng một phen. Nghe vậy, lương tả ý cùng tô băng xoáy vội vã từ ngây người bên trong phản ứng lại, hai người bọn họ lập tức hướng về thiên hỏa ông trời cùng Diệp Thần Phong đuổi tới. Rời đi thông thiên thành sau, thiên hỏa lão nhân tìm một chỗ bí ẩn rừng cây tạm làm nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong sau dựa lưng vào trên một cây đại thụ, hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất, trong cơ thể bắt đầu luân phiên vận chuyển thần huyết quyết cùng ma thiên quyết rồi, hắn muốn phải mau sớm đem linh khí cùng thần niệm lực lượng khôi phục như cũ. Diệp thần phong cùng thiên hỏa lão nhân tại trong rừng cây nghỉ ngơi một hồi lâu. Lương tả ý cùng tô băng xoáy mới đã tới nơi này, hai người bọn họ trong miệng hơi có chút thở hổn hển. Lương tả ý lại tại diệp thần phong trước mặt khôi phục một mực cung kính dáng dấp. Hắn nói ra, thiếu ra, không nghĩ tới ngài vẫn là ngũ phẩm luyện khí sư. Sau dựa lưng vào trên cây diệp thần phong, hắn nhìn ra được thiên hỏa lão nhân đối luyện khí cảm thấy hứng thú vô cùng, xuất hiện ở bên cạnh hắn liền một cái ra dáng bảo tiêu đều không có hôm nay hỏa lão người ngược lại là phi thường thích hợp. Kết quả là, Diệp Thần Phong trong lòng lên hôm nay hỏa lão nhân chủ ý, hắn cố ý một mặt không sao cả nói ra ta là luyện khí sư thật kỳ quái sao. Lương tả ý lập tức hồi đáp, thiếu ra, trên đất huyền giới chỉ có luyện khí tông mới có thể bồi dưỡng được luyện khí sư, những người khác coi như mình nghiên cứu thuật luyện khí, đoán chừng cả đời cũng khó có thể có thành tựu quá lớn. Trong khi nói chuyện, lương tả ý trả hữu ý vô ý liếc nhìn thiên hỏa lão nhân năm đó thiên hỏa lão nhân được luyện khí tông cự tuyệt ở ngoài cửa còn bị luyện khí tông làm nhục một bữa sự tình trên đất huyền giới nhưng là có rất nhiều người đều biết mà hôm nay hỏa lão người nghiên cứu nhiều năm như vậy luyện khí hắn hiện tại cực kỳ miễn cưỡng có thể xưng là nhất phẩm luyện khí sư nếu như nghiêm ngặt một chút lời nói hắn nhất phẩm luyện khí sư cũng không tính được thiên hỏa lão nhân tại cảm thấy được lương tả ý ánh mắt sau hắn không sảng khoái quát lên tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy có tin hay không lão phu ta quất ngươi tiếp lấy thiên hỏa lão nhân rồi hướng diệp thần phong vẻ mặt ôn hòa nói ra tiểu huynh đệ lão phu cùng ngươi thật là có duyên a hát không bằng lão phu thu ngươi vì đồ làm sao chuyện này đối với ngươi tuyệt đối hữu ích vô hại diệp thần phong trực tiếp lắc lắc đầu nói ra thiên hỏa tiền bối chỉ sợ ngươi không phải là muốn thu ta làm đồ đệ ngươi là muốn từ trên người ta học tập thuật luyện khí chứ? Được Diệp Thần Phong một lời vạch trần, thiên hỏa lão nhân một bộ lợn chết không sợ nước nóng bộ dáng nói ra tiểu huynh đệ, chúng ta học hỏi lẫn nhau ma. Chuyện này với chúng ta đều có chỗ tốt. Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, giả vờ cao thâm nói ra, ta đây e sợ không thể đáp ứng ngươi rồi, thuật luyện khí của ta không thể tùy tiện truyền thụ cho những người khác, dưới cái nhìn của ta luyện khí tông thuật luyện khí quả thực là rác rưởi bên trong rác rưởi thiếu gia ngài ngài lời này là không phải là nói quá khoa trương lương tả ý là gương mặt không tin tô băng xoáy cũng nói diệp thần phong luyện khí tông thuật luyện khí không có ngươi nói như thế không thể tả chứ cho dù đối luyện khí tông cực kỳ không có hảo cảm thiên hỏa lão nhân hắn cũng nói tiểu huynh đệ ăn ngay nói thật luyện khí tông thuật luyện khí cũng là cường hãn vô cùng điểm này ngay cả ta đều không thể phủ nhận diệp thần phong dĩ nhiên đã động để thiên hỏa lão nhân làm bảo tiêu tâm tư rồi như vậy hắn liền yếu tiếp tục giả bộ nữa rồi hắn cuồng ngạo nói ra luyện khí tông thuật luyện khí tại trong mắt các người có cao như vậy sao được rồi khả năng mỗi người nhãn quang cũng khác nhau đi ta đã đáp ứng sư phụ của ta ta không thể đem thuật luyện khí tùy tiện truyền thụ cho những người khác tiểu huynh đệ người còn có sư phụ Sư phụ ngươi là cái gì cấp bậc luyện khí sư? Thiên hỏa lão nhân không kịp chờ đợi hỏi, liền ngay cả tô băng xoáy cùng lương tả ý cũng là nhìn không chớp mắt chờ đợi diệp thần phong trả lời. Diệp thần phong một mặt nghiêm túc nói: gia sư chính là chí tôn luyện khí sư. Cái gì? Chí tôn luyện khí sư? Thiên hỏa lão nhân, lương tả ý cùng tô băng xoáy ba người này trên mặt bọn họ biểu lộ trong nháy mắt hóa đá, sao lại có thể như thế a à liền ngay cả luyện khí tông tông chủ cũng mới lục phẩm luyện khí sư mà thôi, trên đất huyền giới thật sự hội tồn tại trong truyền thuyết trí tôn luyện khí sư. Diệp thần phong đem thiên hỏa lão nhân vẻ mặt của bọn họ thu vào đáy mắt sau đó hắn tiếp tục nói, làm sao? Lẽ nào các người không tin, nếu như gia sư cũng không phải trí tôn luyện khí sư, ta vì cái gì trẻ tuổi như vậy là có thể khắc họa trung phẩm linh khí linh trận đồ. Gia sư nói ta chính là luyện khí thiên tài tuyệt thế, không ra trăm năm nhất định có thể tại luyện khí trên đường trèo lên đỉnh, đến trí tôn luyện khí sư cấp bậc. Diệp thần phong lời nói như một viên lại một viên bom nặng cân, nổ thành thiên hỏa lão nhân, lương tả ý cùng tô băng xoáy ba người này là thất điên bát đảo, bất quá, ba người bọn họ lại cho rằng Diệp thần phong nói phi thường có đạo lý. Bọn hắn hiện tại đã khẳng định Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện khí sư rồi, nếu như không có trong truyền thuyết trí tôn luyện khí sư chỉ đạo, Diệp Thần Phong làm sao có khả năng tại hơn 20 tuổi liền đến ngũ phẩm luyện khí sư cấp bậc. Tại lương tả ý cùng tô băng xoáy còn không phản ứng đến đây thời điểm, chỉ thấy thiên hỏa lão nhân bay thẳng đến Diệp Thần Phong quỳ xuống, cung kính nói kính xin tiểu huynh đệ ngài thu ta làm đồ đệ, sau này đồ nhi nhất định cần tuân sư phụ giáo huấn. Hôm nay hỏa lão người đối luyện khí chấp nhất đã sâu tận xương tủy rồi, bây giờ khi biết Diệp Thần Phong chính là trong truyền thuyết trí tôn luyện khí sư đồ đệ sau, hắn làm sao có thể buông tha cái này ngàn năm khó phân cơ hội kỳ thực diệp thần phong cũng không có toàn bộ nói dối bóng đen người đích thật là trí tôn luyện khí sư chỉ bất quá bóng đen nhân hòa diệp thần phong trong lúc đó tạm thời còn không phải thầy chó quan hệ nhìn xem quỳ ở trước mặt mình thiên hỏa lão nhân diệp thần phong không nghĩ tới thiên hỏa lão nhân hội đến như vậy vừa ra hắn chỉ là muốn để thiên hỏa lão nhân làm của mình một quãng thời gian bảo tiêu mà thôi Thiên hỏa lão nhân thấy Diệp Thần Phong không mở miệng, hắn lại nói, sư phụ, ngài hôm nay nếu là không đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta liền không đứng lên, ta biết sư phụ khả năng lo lắng tuổi tác của ta, bất quá, đạt giả vi sư, ngài có tư cách làm sư phụ của ta rồi, có thể là ta không tư cách làm ngài đồ đệ, nhưng ta còn là muốn mời ngài nhận lấy ta. Để thiên hỏa lão nhân quỳ cũng không phải chuyện như vậy, Diệp Thần Phong cũng nhìn ra được thiên hỏa lão nhân là một cái cực kỳ quật cường lão đầu, nếu như hắn không đồng ý như vậy đoán chừng thiên hỏa lão nhân chả thật sự sẽ không đứng lên dù sao có đen bóng người đang hắn phải cho thiên hỏa lão nhân truyền thụ một ít phương pháp luyện khí này còn không phải dễ như ăn cháo ma thế là diệp thần phong phất phất tay một mặt bất đắc dĩ nói được rồi người trước đứng lên đi ta đáp ứng ngươi rồi một bên lương tả ý nhìn thấy luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ thiên hỏa lão nhân lại muốn cúng bái thần linh niệm cảnh nhất trọng thiên diệp thần phong vi sư, này làm cho hắn nhất thời cảm giác thế giới này quá điên cuồng, mà diệp thần phong lại còn biểu hiện ra gương mặt bất đắc dĩ, lương tả ý vẫn đúng là muốn tìm một chỗ đập đầu chết, trong lòng của hắn lấy chính mình cùng diệp thần phong so với, hắn đột nhiên cảm giác mình làm sao lại như một đống không có một chút tác dụng nào phân đâu này. Trường 1435, Diệt Khẩu, Ngu Xuẩn, cùng lúc đó, trên trời hỏa lão nhân hòa diệp thần phong bọn hắn rời đi thông thiên thành thời điểm thông thiên thành bên trong thành chủ cổ nam hồng cùng con trai của hắn cổ thiên trễ hai người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên hỏa lão nhân mang theo diệp thần phong rời đi vừa đến chàng tỷ đấu này là bọn hắn nói ra bọn hắn bên này không có đạo lý có thể nói thứ hai cổ nam hồng căn bản không cản được thiên hỏa lão nhân cho dù hắn ra tay đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ là bị thua kết cục Cổ Nam Hồng sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ, hắn nhìn xem đường phố Chu Vi xem náo nhiệt người tu luyện, hắn biết nếu như chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, luyện khí tông có thể sẽ giận lây sang thông thiên thành, dù sao luyện khí giao đấu là cổ Nam Hồng nói ra, mà luyện khí tông tại toàn bộ địa huyền giới giao thiệp vô cùng cường hãn, nếu như nói luyện khí tông thanh minh muốn tiêu diệt thông thiên thành lời nói, e sợ rất nhiều tông môn đều nguyện ý động thủ. Cổ thành chủ, ta chỗ này có cái tin tức, không biết ngài có nguyện ý hay không nghe. Một tên tạo hóa cảnh nhất trọng thiên người tu luyện đứng ra nói ra. Cổ nam hồng mặt không thay đổi nói ra, người có tin tức gì? Ta nhận ra cùng tiểu tử kia cùng nhau một nam một nữ khác, hai người bọn họ chính là vạn nguyệt các đệ tử lương tả ý cùng tô băng xoáy, ta đã từng đi quan sát qua vạn nguyệt các đệ tử giao đấu. Tên kia tạo hóa cảnh nhất trọng thiên người tu luyện hồi đáp. Vạn nguyệt các, Cổ Nam Hồng khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn nụ cười, trong cơ thể hắn luân hồi cảnh nhị trọng thiên thật khí thế đột nhiên tăng vọt, tại trước mặt tên kia tạo hóa cảnh nhất trọng thiên người tu luyện chả chưa kịp phản ứng thời khắc, cổ Nam Hồng thủ trưởng trong nháy mắt giữ ở cổ của đối phương, răng rác. Răng rác, hai tiếng, tên kia tạo hóa cảnh nhất trọng thiên người tu luyện cổ trực tiếp được bóp nát. Thiên chế, phàm là ở nơi này xem qua vừa vặn cái kia chàng giao đấu người, một cái không lưu cổ nam hồng thân ảnh trong nháy mắt lách vào trong đám người, khí thế của hắn lập tức đem ở đây còn dư lại ba tên tạo hóa cảnh cường giả cho bao phủ lại rồi. Về phần những người tu luyện khác, bình thường thực lực đều tại hợp biển cảnh đến thần niệm cảnh, trong đó liền ngay cả thần niệm cảnh ngũ trọng thiên thực lực cao thủ cũng không có. Mà cổ thiên chậm thực lực tại thần niệm cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ, chỉ cần cha của hắn giải quyết xong còn dư lại ba tên tạo hóa cảnh cao thủ, như vậy những người khác đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào rồi. Cổ thiên chậm trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên. Một cái ngân bạch sắc nguyễn kiếm nhất thời xuất hiện tại trong tay hắn, trong tay hắn nguyễn kiếm giống như một đầu nhanh chóng du động ngân xà bình thường từ lần lượt người tu luyện trên cổ xẹt qua, nhanh chóng thu cắt một cái lại một cái tính mạng. Một phút sau, trên mặt đất nằm đầy một bộ lại một bộ thi thể, tiên huyết đem mặt đất đều hoàn toàn nhiễm đỏ, bất quá, cổ Nam Hồng cùng cổ thiên chậm hai cha con họ. Trên mặt bọn họ không hề dị sắc, cổ Nam Hồng mở miệng nói, khiến người ta tạm thời đóng cửa thành. Hôm nay thông thiên thành không lại tiếp nhận bất kỳ người tiến vào rồi, lại để cho người thanh nơi này dọn dẹp một chút. Thông báo ở tại thông thiên người bên trong thành, gần nhất hai thiên không muốn đi khắp nơi động. Tốt nhất cho ta thành thành thật thật ngốc tại trong phòng của mình. Tại phân phó xong cổ thiên chậm sau, cổ nam hồng sắc mặt âm trầm hướng về phủ thành chủ đi đến, hắn đem quan sát vừa vặn cái kia chàng giao đấu người toàn bộ diệt khẩu, như vậy hôm nay tin tức liền tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài rồi. Hiện tại cổ nam hồng còn có một kiện sự tình muốn làm, hắn yếu bằng tốc độ nhanh nhất thông báo luyện khí tông, hắn đương nhiên sẽ không nói cho luyện khí tông, chu văn thường là chết ở luyện khí giao đấu bên trong. Hắn chỉ cần thêm dầu thêm mở nói cho luyện khí tông, Chu Văn Thường là chết ở Diệp Thần Phong cùng Thiên Hỏa lão nhân trong tay bọn họ là được rồi. Cổ Nam Hồng tại trở về phủ thành chủ sau, hắn lập tức khiến người ta đem Thiên Hỏa lão nhân, Diệp Thần Phong, Tô Băng xoáy cùng Lương Tả ý dáng dấp vẽ vào, sau đó, hắn liền phân phó một tên tạo hóa cảnh nhất trọng thiên cao thủ, khiến hắn khống chế đầu sư tử ưng lập tức đi một chuyến luyện khí tông, thanh Diệp Thần Phong đám người chân dung cùng với hắn tự tay viết một phong thư giao cho luyện khí tông tông chủ. Này đầu sư tử ưng chính là là một loại hình thể khổng lồ hơn nữa có thể ở trên bầu trời phi hành yêu thú, loại này yêu thú một khi bị tuần phục. Người tu luyện liền có thể cưới đầu sư tử ưng ở trên bầu trời chạy đi rồi, này đầu sư tử ưng tốc độ phi thường nhanh, cưới đầu sư tử ưng từ thông thiên thành đến luyện khí tông nhiều nhất 7 ngày lộ trình. Ở đằng kia tên tạo hóa cảnh nhất trọng thiên cao thủ cưới đầu sư tử ưng sau khi xuất phát, cổ thiên chậm đi vào phủ thành chủ bên trong đại sảnh, Hắn nhìn xem ngồi trên ghế dựa cổ Nam Hồng, nói ra, phụ thân, những thi thể này toàn bộ xử lý xong. Thông Thiên Thành cửa thành cũng tạm thời đóng cửa, chúng ta có muốn hay không thông báo một tiếng đang lúc bế quan lão tổ tông. Cổ Nam Hồng khoát tay áo một cái, nói ra, ta đã thông báo lão tổ rồi, lão tổ hẳn là lập tức sẽ từ bế quan trong mật thất đi ra. Tại Cổ Nam Hồng tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, một tên tiên phong đạo cốt bạch y lão đầu liền đi vào đại sảnh, cổ nam hồng đang nhìn đến lão đầu này sau, hắn lập tức từ trên ghế đứng lên, cung kính nói, lão tổ, ngài đang bế quan chả muốn làm phiền ngài, nam hồng ta thực sự là quá không nên rồi. Cổ thiên chậm cũng ở một bên cúi đầu gọi một tiếng, lão tổ tông. Tên kia bạch y lão đầu, hắn dơ dơ ống tay áo, nói ra, nói đi. Ta biết nếu như không gặp được đại sự, các người cũng sẽ không tới quấy giày của ta. Ai, này bạch y lão đầu không khỏi thở dài một hơi, trên mặt vẻ mặt có phần cô đơn, hắn lắc lắc đầu tiếp tục nói, ta đã dừng lại tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ trọn vẹn 50 năm rồi, yếu khi nào mới có thể đột phá. Này bạch y lão đầu chính là thông thiên thành phủ thành chủ lão tổ cổ hưng nguyên rồi, một thân thực lực tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ, lão đầu này trên người không hề khí thế, cũng không hề uy nghiêm, giống như là một cái bình thường lão đầu mà thôi, phàm là đã tới niết bàn cảnh cao thủ, thực lực đó đều sẽ phản phát quy chân rồi. Cổ Nam Hồng một mực cung kính đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình đối cổ Hưng Nguyên nói một lần, nghe xong được cổ Nam Hồng tự thuật cổ Hưng Nguyên, hắn nhíu nhíu mày, trong nháy mắt mắng to, ngu xuẩn, các ngươi hai cha con họ quả thực quá ngu xuẩn. Lão Tổ, ngài đây là, cổ Nam Hồng thấy cổ Hưng Nguyên động khí rồi, hắn một mặt không hiểu hỏi. Về phần cổ thiên trễ, thân thể của hắn đã bắt đầu run rẩy, xem ra hắn hết sức e ngại cổ hưng nguyên vị lão tổ tông này. Các ngươi đem người ở chỗ này diệt khẩu, điểm này làm tốt vô cùng, thế nhưng, các ngươi lẽ nào hiện tại còn không biết ta vì cái gì mắng các ngươi ngu xuẩn sao? Cổ hưng nguyên ánh mắt nhìn cổ nam hồng cùng cổ thiên trễ, tiếp tục nói các ngươi hòa giải luyện khí tông nội môn trưởng lão giao đấu tiểu tử mới hơn 20 tuổi chứ. Nếu hắn có thể đủ khắc họa xuất trung phẩm linh khí linh trận đồ, vậy đã nói rõ hắn chính là ngũ phẩm luyện khí sư rồi. Bằng chừng ấy tuổi, là hắn có thể đủ đến như vậy luyện khí trình độ, tương lai hắn luyện khí trình độ 100% hội vượt qua bây giờ luyện khí tông tông chủ, mà ai có thể bồi dưỡng được còn trẻ như vậy ngũ phẩm luyện khí sư. E sợ tiểu tử này sau lưng có một vị cao nhân đang chỉ điểm, vị cao nhân kia luyện khí trình độ tuyệt đối tại bát phẩm bên trên thậm chí là trí tôn luyện khí sư cũng không phải là không thể được. Cái gì gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm? Nếu như các người có thể vào lúc này giúp một lần tiểu tử kia đồng thời thành khẩn hướng về đối phương xin lỗi, nói không chắc có thể đem tiểu tử kia kéo vào chúng ta phủ thành chủ đây. Đáng tiếc các người bỏ lỡ một lần cơ hội ngàn năm một thuở a hát. Bây giờ các người đã để người khống chế đầu sư tử ưng xuất phát, này đầu sư tử ưng tốc độ cực cực kỳ nhanh, lần sau đi hướng luyện khí tông con đường hữu hảo mấy cái hiện tại đuổi tới cũng không kịp rồi các ngươi đã đã sai rồi như vậy các ngươi cũng chỉ có thể đủ mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống thông thiên thành cùng tiểu tử kia thù xem như là kết lại rồi về sau nếu như gặp lại tiểu tử kia nhất định muốn nghĩ tất cả biện pháp đem đối phương tàn phá tuyệt đối không thể khiến hắn chân chính trưởng thành được cổ hưng nguyên như vậy vừa nhắc nhở Cổ Nam Hồng mới nghĩ tới một tên hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện khí sư giá trị, trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một tia hối hận, hắn đối với cổ Hưng Nguyên, nói ra, lão tổ, ngài dạy phải a hát. Nam Hồng ta cân nhắc không chu toàn, hiện tại chỉ có đánh giết tiểu tử kia, ta sẽ để thông thiên thành cao thủ đi siêu tầm tiểu tử kia tung tích. Cổ Hưng Nguyên cũng không có hứng thú ngốc ở đại sảnh rồi, bây giờ hắn một lòng đều tại trên việc tu luyện, chỉ muốn phải mau sớm đột phá thực lực, hắn nói ra, được rồi, chuyện kế tiếp chính các ngươi xử lý, ta phải tiếp tục bế quan, không có chuyện gì không nên tới quấy rầy ta. Tại cổ hưng nguyên sau khi rời đi, cổ thiên chậm lập tức hỏi, phụ thân, tiểu tử kia sư phụ thật sự hội là một gã trí tôn luyện khí sư sao? Cái này không thể nào a hát, luyện khí tông tông chủ chính là địa huyền giới lợi hại nhất luyện khí sư, hắn cũng mới lục phẩm luyện khí sư trình độ. Cổ Nam Hồng vỗ vỗ cổ thiên chế, nói ra, đây chỉ là lão tổ suy đoán mà thôi, ta cũng không tin địa huyền giới sẽ có trong truyền thuyết trí tôn luyện khí sư, nói không chắc là tiểu tử kia có mặt khác một phen kỳ ngộ, nếu như chúng ta có thể sống nắm tiểu tử kia, như vậy thiên chậm ngươi hay là cũng có thể trở thành một tên luyện khí thiên tài. Nghe vậy, cổ thiên chậm là gương mặt kích động, hắn nắm chặt nắm đấm, nói ra, phụ thân, nếu như gặp phải tiểu tử kia, như vậy chúng ta nhất định phải làm cho người bắt sống hắn chương 1436, chấn nộ luyện khí tông. Sau 7 ngày, íp đu, địa huyền giới nơi nào đó núi cao nguy nga dưới chân núi. Diệp thần phong, thiên hỏa lão nhân, lương tả ý cùng tô băng xoáy bốn người này, bọn hắn trọn vẹn là đuổi 7 ngày 7 đêm đường. Diệp thần phong trong óc thần niệm lực lượng cùng trong cơ thể linh khí cũng khôi phục, trải qua lần này thần niệm lực lượng cùng linh khí ép khô thức tiêu hao sau đó Diệp Thần Phong thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thật khí thế lại trở nên không ổn định lên, Diệp Thần Phong cảm giác thực lực của mình yếu không được bao nhiêu ngày liền lại có thể đột phá. Giờ khắc này, thiên hỏa lão nhân cùng Diệp Thần Phong bọn bốn người ngồi ở dưới chân núi trên tảng đá nghỉ ngơi, bọn hắn chả cũng không biết thông thiên thành truyền tin đến luyện khí tông sự tình, bất quá, coi như là bọn hắn biết, bọn hắn hiện tại cũng không làm được cái gì. Từ khi Diệp Thần Phong đáp ứng rồi Thu Thiên Hỏa lão nhân làm đồ đệ, sau đó tại trong 7 ngày này Thiên Hỏa lão nhân đối Diệp Thần Phong là cực kỳ chiếu cố, đặc biệt là Diệp Thần Phong giúp hắn giải đáp lần lượt luyện, luyện khí thượng vấn đề sau, hắn đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng tôn kính rồi, hắn bây giờ đối với Diệp Thần Phong lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thực, Thiên Hỏa lão nhân hỏi những vấn đề này đều là bóng đen người Giang Vận Thiên cho Diệp Thần Phong đáp án. Dù sao bây giờ Diệp Thần Phong ngoại trừ 7 ngày trước khắc họa một bức linh trận đồ ở ngoài, hắn chỉ là luyện chế qua chữ vật giới chỉ mà thôi, có thể nói bây giờ Diệp Thần Phong đối luyện khí hay là một chữ cũng không biết. Bất quá, trong 7 ngày này Thiên Hỏa lão nhân hỏi đều là cơ bản luyện khí vấn đề, dù sao Thiên Hỏa lão nhân một mực mình ở nghiên cứu luyện khí, rất nhiều vấn đề cơ bản hắn đều không có triệt để biết rõ. Bóng đen người Giang Vận Thiên tự cấp Diệp Thần Phong các loại vấn đề đáp án lúc Diệp Thần Phong cũng bắt đầu từ từ thực sự hiểu rõ luyện khí là chuyện gì xảy ra. Mỗi khi thiên hỏa lão nhân muốn hướng về Diệp Thần Phong thỉnh giáo thời điểm, thiên hỏa lão nhân liền sẽ niêm phong lại lương tả ý cùng tô băng xoáy thính giác. Dưới cái nhìn của hắn sư phụ của hắn Diệp Thần Phong nhưng là đường đường trí tôn luyện khí sư đồ đệ, bực này quý báu luyện khí tri thức làm sao có thể bị người ngoài nghe qua. Ngồi ở dưới chân núi thiên hỏa lão nhân, hắn tại hướng về Diệp Thần Phong thỉnh giáo xong hôm nay cái vấn đề sau. Hắn liền đem lương tả ý cùng tô băng xoáy thính giác cho khôi phục lại, lương tả ý lập tức nói ra, thiên hỏa tiền bối, ngài có thể hay không không yếu mỗi lần đều phong ở của ta thính giác. Ta căn bản đối luyện khí một chữ cũng không biết, cho dù để cho ta nghe được, ta cũng không thể nào hiểu được. Thiên hỏa lão nhân nghe vậy, hắn lập tức là dựng dâu chừng mắt quát lên, tiểu tử, sư phụ ta phương pháp luyện khí người biết quá giá đến mức nào sao? Người có tư cách nghe sư phụ ta truyền thụ cho ta phương pháp luyện khí sao? Người liền mỗi ngày cho ta thành thành thật thật ở lại là được rồi. Ta nghe nói bổn mệnh tinh huyết của ngươi được sư phụ của ta cho nắm giữ. Đây là người đời trước đã tu luyện phúc khí người có hiểu hay không? Sư phụ ta tương lai nhất định là muốn trở thành trí tôn luyện khí sư nam nhân. Thiên hỏa lão nhân là càng nói càng hăng hái, nói là chính bản thân hắn đều nhiệt huyết dâng trào lên, một tấm mặt mo là đỏ lên. Được thiên hỏa lão nhân gian dậy một trận, lương tả ý trong lòng là hoàn toàn lệ rơi đầy mặt, bất quá, trong lòng của hắn cũng là so sánh tán đồng thiên hỏa lời của lão nhân, chỉ cần diệp thần phong chiếu tốc độ như vậy tiếp tục trưởng thành. Nói không chắc tương lai thật sự có thể trở thành trí tôn luyện khí sư. Bất quá, nếu như cho hắn biết hiện tại Diệp Thần Phong liền nhất phẩm luyện khí sư cũng không tính, không biết trong lòng của hắn hội có ý kiến gì. Ngồi ở thiên hỏa trước mặt lão nhân Diệp Thần Phong, hắn mở miệng nói, thiên hỏa tiền bối, kỳ thực ngươi không dùng tới bái ta làm thầy, ta chỉ cần ngươi bảo vệ ta một quãng thời gian là được rồi, trong đoạn thời gian này ta đồng dạng hội toàn tâm toàn ý truyền dạy cho ngươi phương pháp luyện khí. Trong 7 ngày này, thiên hỏa lão nhân là lĩnh giáo Diệp Thần Phong tại luyện khí phương diện thâm hậu nội tình trong lòng của hắn là thật sự rõ ràng coi Diệp Thần Phong là làm sư phụ đối xử, hắn vội vàng nói, sư phụ, ta đã bái ngài làm thầy rồi, ta chính là ngài đồ đệ, trừ phi ngài muốn đem ta trục xuất sư môn. Sư phụ, ngài yên tâm đi, chỉ cần đồ nhi có một hơi tại, đồ nhi hội một mực bảo vệ sư phụ an toàn của ngài, ta tin tưởng sư phụ thực lực của ngài chẳng mấy chốc sẽ vượt qua của ta, còn có mời sư phụ ngài về sau gọi ta thiên hỏa là được rồi. Nói thật, trong 7 ngày này, Diệp Thần Phong được thiên hỏa lão nhân trái một câu sư phụ, phải một câu sư phụ làm cho cực kỳ không được tự nhiên, dù sao thiên hỏa lão nhân nhưng là đã sống mấy trăm tuổi lão đầu. Mỗi ngày hỏa lão người là sát tâm đã nhận định hắn người sư phụ này rồi, Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng thở dài một hơi, hắn cũng không lại củ kết, nói ra, được, thiên hỏa, người xem như là ta đúng nghĩa cái thứ nhất đồ đệ, người đã như thế chấp nhất, như vậy sư phụ tương lai của ta nhất định sẽ làm cho ngươi luyện khí trình độ càng ngày càng cao. Thiên hỏa lão nhân nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, trên mặt hắn lại lập tức khôi phục vẻ mặt kích động, nói ra, sư phụ, thiên hỏa có thể lấy tư cách ngài người thứ nhất đệ tử, này chính là thiên hỏa vinh hạnh a hát. Thiên hỏa lão nhân lấy tư cách luyện khí si mê người, hắn là được Diệp Thần Phong luyện khí nội tình cho hoàn toàn khuất phục. Mà ở Diệp Thần Phong đám người tạm làm lúc nghỉ ngơi. Địa Huyền giới, Luyện Khí Tông bên trong đại điện. Tại toàn bộ Địa Huyền giới hầu như chỉ có Luyện Khí Tông bên trong mới có thể bồi dưỡng được luyện khí sư, mà Luyện Khí Tông hàng năm luyện chế các loại cấp bậc vũ khí cũng cực kỳ có hạn, cho nên tất cả đại tông môn đều cùng Luyện Khí Tông duy trì quan hệ tốt đẹp, Luyện Khí Tông tại toàn bộ Địa Huyền giới nội có siêu phàm địa vị. Giờ khắc này, luyện khí tông bên trong xa hoa mà lại hùng vĩ bên trong đại điện. Luyện khí tông tông chủ vương chấn núi ngồi ở vị trí đầu não bên trên, trên mặt hắn che kín vẻ giận dữ, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hai bàn tay nắm chặt rồi cái ghế tay vịn, trên người mơ hồ tản ra luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế. Tại vương chấn núi phía dưới đứng ở chừng 10 tên luyện khí tông nội môn trưởng lão, trong đó cầm đầu hai cái lão đầu, bọn hắn chính là luyện khí tông đại trưởng lão Dương Phàm Đức cùng nhị trưởng lão dài trăm khoảng không, hai người này chính là luyện khí tông bên trong lĩnh ngộ pháp tắc không gian người, tại luyện khí tông bên trong chỉ có hai người bọn họ có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ đến, đồng dạng hai người bọn họ cũng là thứ thiệt ngũ phẩm luyện khí sư. Đại trưởng lão Dương Phàm Đức thực lực tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ, nhị trưởng lão dài trăm chống không thực lực tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, Ban đầu ở thiên diệu thành tử vân sản đấu giá thời điểm, Diệp Thần Phong ủy thác Thủy Tử Yên giúp hắn bán đấu giá chữ vật giới chỉ, lúc đó này dài trăm khoảng không cũng tham dự qua đấu giá. liền tại một canh giờ trước, Thông Thiên Thành đến đây truyền tin người đi tới luyện khí tông, bây giờ luyện khí tông tông chủ cùng với tất cả nội môn trưởng lão, bọn hắn đã xem qua Diệp Thần Phong đám người chân dung cùng cổ nam hồng thư tay rồi. Coi trời bằng vung, quả thực là quá vô pháp vô thiên, lại dám sát hại ta luyện khí tông nội môn trưởng lão. Bọn hắn thật đúng là bắt nạt ta luyện khí tông không ai. Ngồi ở chủ vị luyện khí tông tông chủ vương chấn núi, trong thân thể hắn toát ra không cách nào ức chế lửa giận, nhớ hắn luyện khí tông trên đất huyền giới địa vị siêu phàm nhiều năm như vậy. Có bao nhiêu năm không người nào dám đối luyện khí tông đệ tử cùng trưởng lão động thủ. Hôm nay cư nhiên có người dám phá cái này lệ. Tông chủ, chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể nuông chiều, chúng ta luyện khí tông uy nghiêm không thể bị người đạp ở dưới bàn chân rồi. Tông chủ, nếu chúng ta biết hung thủ bộ dáng rồi, như vậy chuyện này liền cực kỳ tốt làm. Ở đây nội môn trưởng lão là lần lượt phát biểu ý kiến của mình, mà đại trưởng lão Dương phàm Đức nói ra, Tông chủ, thiên hỏa lão nhân năm đó được chúng ta luyện khí tông cự tuyệt ở ngoài cửa, chuyện này hay là hắn làm lên cũng nói không chắc. Thiên hỏa lão nhân, vương chấn núi trong miệng lầm bầm một câu, tiếp lấy, trên mặt hắn là sát khí ngập trời, quát lên, lúc này chính là 10 cái Thiên Hỏa lão nhân, ta cũng yếu đem bọn hắn toàn bộ tru diệt. Vương trấn núi lời nói tại vi vi dừng lại một chút sau đó hắn tiếp tục uống nói, trong đó còn có hai cái Vạn Nguyệt các đệ tử tham dự. Xem ra Vạn Nguyệt các cũng nhất định muốn thích đường gõ một cái rồi, khiến người ta lập tức truyền tin cho Vạn Nguyệt các tông chủ, nếu như chuyện này bọn hắn không cách nào cho chúng ta Luyện Khí tông một cái hài lòng trả lời như vậy chúng ta luyện khí tông sẽ không còn cho vạn nguyệt các bán ra bất kỳ vũ khí nào, hơn nữa bọn hắn vạn nguyệt các sắp trở thành chúng ta luyện khí tông kẻ địch vĩnh viễn. Đem thiên hỏa lão nhân, vạn nguyệt các hai tên đệ tử, còn có cuối cùng cái kia không biết tên tiểu tử chân dung cho hết thảy luyện khí tông bên trong đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ vừa thấy lần, các ngươi đều trước tiên tản đi đi. Các ngươi phái một người đi cho vạn nguyệt các tạo áp lực đi. Vương Trấn Núi phất phất tay nói ra. Bởi cổ nam hồng đem so với đấu luyện khí sự tình không nói tới một chữ, cho nên, tại Vương trấn núi đám người xem ra chuyện này có thể là Thiên Hỏa lão nhân dẫn đầu, mà bọn hắn không biết chân chính nhân vật chính chính là Vương trấn núi trong miệng cái kia không biết tên tiểu tử. Chương 1437, Diệp Môn biến cố. Thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt lại 10 ngày trôi qua. Diệp Thần Phong đám người đối với luyện khí tông tức giận không chút nào biết Tại 10 ngày này bên trong ngoại trừ chạy đi bên ngoài, Diệp Thần Phong hay là tại truyền thụ Thiên Hỏa lão nhân phương pháp luyện khí rồi. Đương nhiên Diệp Thần Phong thông qua cơ hội này, hắn cũng là đang không ngừng hướng về bóng đen người học tập luyện khí. Hắn hiện tại đã chân chính đem nhất phẩm đến nhị phẩm luyện khí sư luyện khí chi thức cùng thủ pháp thông hiểu đạo lý rồi, hắn hiện tại chỉ kém mình tự tay luyện chế ra. Về phần Thiên Hỏa lão nhân năng lực lĩnh ngộ thì kém nhiều lắm hắn chả đang không ngừng tiêu hóa nhất phẩm luyện khí sư hẳn là nắm giữ tri thức cùng thủ pháp bất quá những ngày qua tại diệp thần phong giải đáp dưới thiên hỏa lão nhân luyện khí trình độ đề cao rất nhiều hiện tại hắn tối thiểu có thể xưng là một tên thứ thiệt nhất phẩm luyện khí sư rồi hắn đối diệp thần phong là càng thêm sùng kính rồi dọc theo con đường này thiên hỏa lão nhân chiếu cố diệp thần phong từng ly từng tí chỉ lo sư phụ của hắn đói bụng bị lạnh vân vân các loại Lương tả ý cùng tô băng xoáy phải về vạn nguyệt các, bọn hắn liền phải trải qua diệp môn vị trí, bây giờ diệp thần phong hắn cũng không cần ẩn giấu hắn chính là một cái tông môn tông chủ rồi. Lương tả ý đang nghe nói diệp thần phong thậm chí có tông môn của mình, hắn liền mặt dày mày dạn muốn đi diệp môn ở mấy ngày, kỳ thực hắn là muốn tìm cơ hội để diệp thần phong đem bổn mạng của hắn tinh huyết trả lại cho hắn. Nếu lương tả ý đều phải tại diệp môn lưu lại mấy ngày, như vậy tô băng xoáy cũng chỉ có thể đủ lưu lại, rất nhanh, Diệp Thần Phong đám người liền đã tới nguyên bản Bạch Tuyết Sơn Trang, bây giờ Diệp cửa vị trí rồi, thiên hỏa lão nhân hỏi, sư phụ, nơi này chính là ngài tông môn sao? Diệp Thần Phong sau đó nói ra, bây giờ còn chỉ là cái không ra thể thống gì tông môn mà thôi. Diệp Thần Phong trong đầu không khỏi nghĩ tới Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng giết rằng ba người này, lúc trước ba người bọn họ nhưng là cùng Diệp Thần Phong đồng thời tại Hàn Băng Tông Hàn Băng trong thánh địa hoạn qua khó khăn ba người bọn họ cũng thật tâm thật ý nhận diệp thần phong làm lão đại diệp thần phong rời đi diệp môn lúc tạm thời đem diệp môn giao cho hà bình ba người xử lý đi thôi về đi xem xem diệp môn bây giờ có biến hóa gì hay không diệp thần phong nhảy lên đi về diệp cửa bậc thang hắn ngược lại cũng có chút tưởng niệm hà bình ba người ước chừng sau một phút diệp thần phong cùng thiên hỏa lão nhân liền đi tới diệp môn quảng trường lối vào chỉ thấy tại cửa vào địa phương đứng ở hai cái lão đầu, Diệp Thần Phong lập tức liền cảm giác ra cái này hai cái lão đầu thực lực, một tên trong đó ăn mặc trường sa màu đen lão đầu, thực lực của hắn tại thần niệm cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ, một người khác mặc trường sa màu xám lão đầu, thực lực của hắn tại thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Tại Diệp Thần Phong cảm ứng hai cái này lão đầu đồng thời. Hai cái này lão đầu cũng đang cảm ứng Diệp Thần Phong đám người, hai người bọn họ rõ ràng cảm thấy diệp thần phong lương tả ý cùng tô băng xoáy đều tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên tầng thứ này tại hai người bọn họ trước mặt căn bản không đáng sợ duy nhất để cho bọn họ đoán không ra chỉ có thiên hỏa lão nhân bọn hắn căn bản cảm giác không ra thiên hỏa lão nhân thực lực thiên hỏa lão nhân bình thường đều đem khí tức nội liếm lên trừ phi là so với thực lực của hắn cao người có thể cảm giác được trong cơ thể hắn khí thế chỉ bằng trước mặt hai cái này thần niệm cảnh ngũ trọng thiên lão đầu còn chưa đủ tư cách. Sư phụ, hai người kia là ngài trong môn phái đệ tử. Thiên Hỏa lão nhân luôn cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng. Hắn đối với Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Cái kia hai cái lão đầu mỗi ngày Hỏa lão nhân xưng hô Diệp Thần Phong là sư phụ, hai người bọn họ trong lòng nghi ngờ nhất thời biến mất rồi, làm là sư phụ Diệp Thần Phong cũng mới thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ làm làm đồ đệ thiên hỏa lão nhân lại sẽ cường hãn đi nơi nào bọn hắn biết có một ít công pháp có thể che giấu hơi thở của mình cho nên bọn hắn cho rằng thiên hỏa lão nhân là đem hơi thở của mình cho che giấu rồi nếu trong lòng nghi ngờ biến mất rồi như vậy hai cái này lão đầu cũng không có cái gì tốt lo lắng trong đó ăn mặc trường sa màu đen lão đầu hắn chất vấn bốn người các ngươi là người nào diệp thần phong hiện tại cũng không biết cả sự tình đây cho nên Hắn thuận miệng hồi đáp, "Ta là Diệp Cửa tông chủ, các ngươi là người nào? Các ngươi cùng Diệp Môn là quan hệ như thế nào?" Có luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thiên hỏa lão nhân tại. Diệp Thần Phong căn bản cũng không tất có bất kỳ lo lắng. Hắc Y lão đầu nghe vậy, hắn nói ra, "Ngươi chính là Diệp Cửa tông chủ. Ngươi trở về rồi cũng tốt, này Diệp Cửa tông chủ cũng mới chỉ là thần niệm cảnh nhất trọng thiên thực lực, xem ra này Diệp Môn trả thật không có nhất định muốn tồn tại." bốn người các ngươi có thể tiến vào, cái gì đều không cần thiết hỏi. Khi nghe đến hắc y lời của lão đầu sau, Diệp Thần Phong biết Diệp trong môn khẳng định phát sinh biến cố rồi, này làm cho lông mày của hắn là triệt để nhanh nhíu lại, hắn không có để thiên hỏa lão nhân lập tức đối hai cái này lão đầu động thủ, hắn không chút do so dự bước chân vào Diệp cửa trên quảng trường, hắn nhất định muốn trước tiên xác định một cái Diệp môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại Diệp môn rộng rãi trên quảng trường, có tụm năm tụm ba diệp môn đệ tử, trên mặt bọn họ dồn dập đều hiện lên vẻ lo âu, diệp thần phong mang theo thiên hỏa lão nhân bọn hắn đi tới trong đó hai người đệ tử trước mặt. Này hai người đệ tử đang nhìn đến diệp thần phong sau, bọn hắn lập tức kinh ngạc nói tông, tông chủ. Diệp thần phong tùy ý gật gật đầu, lập tức hỏi, diệp môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tên trong đó diệp cửa đệ tử hồi đáp, tông chủ, liền ở 10 ngày trước. Đang nghe xong tên này Diệp môn đệ tử tự thuật sau đó Diệp thần phong cuối cùng cũng coi như đi hiểu chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Tại 10 ngày trước, Diệp phía sau cửa núi đột nhiên hào quang trói lọi, này lập tức đưa tới Hà Bình các loại ba người chú ý. Tại Hà Bình bọn hắn đi tới phía sau núi thời điểm, bọn hắn phát hiện ở sau núi dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một hóa màu ôn tuyền, hơn nữa này hóa màu trong ôn tuyền hàm chứa năng lượng khổng lồ. Nguyên bản Diệp môn xem như là vị trí hẻo lánh, như vậy động tính bình thường sẽ không khiến người ta phát giác, nhưng chính xảo bất xảo, địa huyền giới thiên đao cửa thiếu chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trải qua nơi này, bọn hắn cũng nhìn thấy diệp phía sau cửa núi ánh sáng, bọn hắn không nói lời gì xông vào diệp môn bên trong, tại diệp môn người thực lực mạnh nhất cũng chỉ có hợp biển cảnh mà thôi, diệp môn căn bản không cản được thiên đao môn người. Trên trời đao cửa người nhìn thấy diệp phía sau cửa núi bảy màu ôn tuyền sau, bọn hắn lập tức lên đem bảy màu ôn tuyền chiếm thành của mình tâm tư, bọn hắn cũng cảm giác được suốt này bảy màu ôn tuyền cực kỳ không tầm thường, e sợ rót cái này ôn tuyền sau đó có thể tu luyện nhanh hơn người thực lực tăng lên, cho nên... Thiên đao cửa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lập tức đem diệp môn cửa vào cho thanh canh chừng. Về phần thiên đao cửa thiếu chủ, hắn nhưng là hồi thiên đao thủ môn chuyện nơi đây thông báo cha của hắn rồi xem ra diệp môn quảng trường cửa vào cái kia hắc y lão đầu và áo xám lão đầu chính là trời đao cửa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rồi hôm nay đao môn trên đất huyền giới chính là lục phẩm tông môn trên đất huyền giới cử phẩm tông môn cần phải có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ tỏa chấn bát phẩm tông môn cần phải có hợp biển cảnh cao thủ tỏa chấn thất phẩm tông môn cần phải có thần niệm cảnh cao thủ tỏa chấn lục phẩm tông môn cần phải có tạo hóa cảnh cao thủ tỏa chấn, ngũ phẩm tông môn cần phải có luân hồi cảnh cao thủ tỏa chấn. Về phần ngũ phẩm bên trên tông môn đều cũng có niết bàn cảnh cao thủ chấn giữ, mà ngũ phẩm bên trên tông môn nội tình đều vô cùng thâm hậu. Diệp thần phong khi biết thiên đao môn chỉ là lục phẩm tông môn sau, hắn căn bản là không có coi là chuyện to tát rồi, lục phẩm trong tông môn cường hãn nhất cũng chỉ có tạo hóa cảnh cao thủ mà thôi, mà đồ đệ của hắn thiên hỏa lão nhân nhưng là đường đường luân hồi cảnh cao thủ, chỉ bằng thiên hỏa lão nhân một người hắn đều có thể trực tiếp đem thiên đao môn cho hủy diệt rồi. Hiện tại Diệp Thần Phong càng cảm giác hứng thú là Diệp phía sau cửa núi bảy màu ôn tuyền, dù sao chỉ cần thiên đao cửa bao nhiêu người, hắn liền để thiên hỏa lão nhân giết bao nhiêu người. Diệp Thần Phong đối lên trước mặt hai tên Diệp cửa đệ tử, nói ra các người nói cho còn lại Diệp cửa đệ tử. Diệp môn không có bất cứ chuyện gì, có ai dám thanh suy nghĩ động đến chúng ta diệp môn trên đầu tới ta nhất định sẽ để cho bọn họ trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn hà bình bọn hắn ở nơi nào diệp thần phong lại mở miệng hỏi tông chủ bọn hắn ở trong đại điện hai tên đệ tử kia cung kính hồi đáp diệp thần phong gật gật đầu sau đó hắn liền hướng diệp cửa đại điện đi đến mà thiên hỏa lão nhân lương tả ý cùng tô băng xoáy là đi sát diệp thần phong phía sau thiên hỏa lão nhân thêm nhanh hơn một chút bước tiến, hắn hiện tại trong lòng mặt là bốc cháy lên hừng hực lửa giận, dĩ nhiên có người dám đối với sư phụ hắn tông môn động thủ. Đây không phải đến đánh hắn thiên hỏa trên mặt của ông lão ma. Hắn lập tức bảo đảm nói, sư phụ, ngài yên tâm đi, có đồ đệ tại, bất kể hắn là cái gì thiên đao môn, vẫn là chó má cửa, đồ đệ ta hết thảy để cho bọn họ đi gặp diêm vương gia. Trường 1438, sợ tráng váng địa huyền giới, diệp cửa trong đại điện. Giờ khắc này, bầu không khí có phần nghiêm nghị. Hà Bình, hãng giết giàng cùng Hoàng Sung Nghĩa ba người này, trên mặt bọn họ dồn dập hiện lên một vệt hoang mang vẻ. Diệp trong môn phái hợp biển cảnh cao thủ toàn bộ bị giết chết rồi, mà Hà Bình nguyên bản chỉ có thông linh cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thực lực. Bây giờ thực lực của hắn tăng lên tới thông linh cảnh tứ trọng thiên trung kỳ rồi. Nguyên bản hạng giết giàng chỉ có thông linh cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, bây giờ thực lực của hắn tăng lên tới thông linh cảnh tam trọng thiên sơ kỳ rồi, nguyên bản Hoàng Sung Nghĩa chỉ có thông linh cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Bây giờ thực lực của hắn tăng lên tới thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Có Diệp Thần Phong trước khi rời đi lưu lại tài nguyên cùng sửa chữa công pháp sau đó này Diệp Môn là phát triển cực kỳ thuận sướng, nhưng ai biết Diệp cửa phía sau núi đột nhiên xuất hiện một cái bảy màu ôn tuyền, cái này bảy màu ôn tuyền triệt để đem Diệp Môn đẩy hướng kề cận cái chết đương nhiên rời đi diệp môn cửa ra vào không chỉ một thế nhưng thiên đao cửa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã nói chỉ cần để cho bọn họ phát hiện có bất luận cái nào diệp môn đệ tử dám thoát đi diệp môn như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức tàn sát diệp cửa diệp môn có nhiều như vậy đệ tử căn bản không khả năng toàn bộ cùng rời đi cho nên diệp cửa đệ tử đều chỉ có thể lựa chọn an phận ở lại diệp cửa hà bình chúng ta bây giờ nên làm gì hiện tại tuy rằng thiên đao môn không có đối với chúng ta động thủ, thế nhưng đợi được tông chủ của bọn họ đến nơi này, e sợ diệp môn từ trên xuống dưới đều khó thoát khỏi cái chết. Hãng giết ràng trong giọng nói mang theo tia chút tuyệt vọng. âm um, một tiếng. Hoàng sung nghĩa trực tiếp một quyền đánh vào trong đại điện một cái trên trụ đá, hắn song mắt đỏ bừng một mảnh, hắn cắn răng nghiến lợi quát lên, thực sự là quá không cam lòng. Nếu như lão đại ở nơi này là tốt rồi hà bình là trong ba người bình tĩnh nhất một cái hắn lắc lắc đầu nói ra hoàng sung nghĩa nói thật ta không hy vọng chúng ta lão đại xuất hiện ở đây thiên đao môn chính là thứ thiệt lục phẩm tông môn tông chủ của bọn họ thực lực càng là tại tạo hóa cảnh tầng thứ lão đại rời đi diệp cửa thời điểm hắn cũng mới thông linh cảnh thực lực vừa mới qua đi thời gian bao lâu cho dù lão đại trở về rồi chỉ sợ cũng chỉ sẽ liên lụy lão đại nghe vậy Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng giết dàng hai người này, bọn hắn dồn dập cúi đầu. Bọn hắn tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng là bọn hắn không phải không thừa nhận Hà Bình nói đúng vô cùng, mà đến ở trong đại điện bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại thời điểm, Diệp Thần phong thanh âm ở trong đại điện vang lên, làm sao? Ba người các người tự đối ta đây sao không có lòng tin sao? Hà Bình, hãng giết dàng cùng Hoàng Sung Nghĩa ba người này bọn hắn đang nhìn đến đi vào trong đại điện thân ảnh sau. Bọn hắn tại sửng suốt hai giây đồng hồ sau, bọn hắn không hẹn mà cùng hô, lão đại. Diệp thần phong đi tới Hà Bình ba người trước mặt, hắn vỗ vỗ Hà Bình vai của bọn họ, nói ra, Hà Bình, ba người các ngươi cực khổ rồi. Ta đã đại khái hiểu rõ bây giờ Diệp môn chuyện đã xảy ra rồi. Thấy Diệp thần phong nhắc tới Diệp môn, Hà Bình lập tức từ trong sự kích động tỉnh táo lại, nói ra, lão đại, ngươi không nên nên trở về thiên đao cửa tông chủ tại trong ngày hôm nay liền hẳn có thể chạy tới nơi này rồi dù sao chúng ta cũng là một lần chết chẳng bằng lão đại ngươi tìm một cơ hội rời đi nơi này đi chúng ta đều nguyện ý vì lão đại ngươi hy sinh lão đại hiện tại diệp trong môn phái toàn bộ đều là thông linh cảnh đệ tử đã tới hợp biển cảnh ba tên trưởng lão toàn bộ được thiên đao cửa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giết lão đại tương lai ngươi nhất định phải vì chúng ta báo thù Hoàng Sung Nghĩa bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu nói ra. Diệp Thần Phong vừa vặn ở bên ngoài cũng không nghe thấy Diệp trong môn phái hợp biển cảnh trưởng lão toàn bộ bị giết chết sự tình, sắc mặt của hắn là trong nháy mắt băng lạnh xuống, nhìn xem Hà Bình đám người nói, ba người các ngươi cứ như vậy không đối với tin lão đại của các ngươi. Nếu thiên đao cửa tông chủ hôm nay bên trong liền sẽ chạy tới nơi này, như vậy ta liền kiên nhẫn chờ thêm một hồi đi ba người các ngươi cũng không cần dài dòng văn tự được rồi, bằng không các ngươi không nên kêu nữa lão đại ta rồi. Diệp thần phong tùy tiện ở trong đại điện chính giữa trên một cái ghế ngồi xuống, mà thiên hỏa lão nhân là một mực cung kính đứng ở diệp thần phong bên trái, về phần lương tả ý cùng tô băng xoáy nhưng là đứng ở diệp thần phong bên phải, hai người bọn họ trong lòng cũng không có một chút nào lo lắng, chỉ cần có thiên hỏa lão nhân tại, chỉ là một cái lục phẩm tông môn thiên đao môn cho dù phát động rồi tất cả cao thủ cũng căn bản không làm gì được diệp cửa. Hà Bình ba người mới thông linh cảnh thực lực, đừng nói là có thể cảm giác được thiên hỏa lão nhân thực lực, liền ngay cả diệp thần phong, tô băng xoáy cùng lương tả ý thực lực bọn hắn cũng cảm giác không ra, bất quá, bọn hắn nghe được diệp thần phong đều thanh nói tới cái này phân thượng rồi, bọn hắn chỉ có thể trầm mặc đứng ở một bên rồi. Tại Hà Bình ba người xem đến lão đại của mình Diệp Thần Phong là quá trọng tình nghĩa rồi, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong là phải bồi bọn hắn cùng chết rồi. Ba người bọn hắn không khỏi từng cái viền mắt ẩm ướt, trong lòng bọn họ đối lão đại mình hành vi là phi thường cảm động. Ngồi ở đại điện vị trí đầu não Diệp Thần Phong không có mở miệng nói chuyện, ở đây những người còn lại cũng từng cái duy trì trầm mặc loại này không khí trầm mặc trọn vẹn duy trì hai canh giờ sau đó có bốn bóng người không nhanh không chậm đi vào bên trong đại điện, cầm đầu chính là một cái dáng dấp cực kỳ thô lỗ đàn ông trung niên, hắn chính là trời đao cửa tông chủ giang vạn năm rồi, một thân thực lực tải tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Đứng ở giang vạn năm bên cạnh một tên thanh niên, hắn và giang vạn năm lớn lên có mấy phần tương tự, hắn chính là giang vạn năm nhi tử giang đào tên, một thần thực lực tại hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Về phần đi theo Giang Vạn Năm cùng Giang Đào tên sau lưng hai cái lão đầu, bọn hắn liền là phụ trách canh gác Diệp môn quảng trường cửa vào Thiên Đao cửa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rồi. Giang Đào tên ánh mắt không lành nhìn xem ngồi ở chủ vị Diệp thần phong, hắn đã từ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong miệng biết được Diệp cửa tông chủ trở về sự tình, hắn quát lên: "Tiểu tử, tại trước mặt chúng ta ngươi có tư cách ngồi sao?" Lập tức cút cho ta lên. Thiên Đao cửa tông chủ Giang Vạn Năm, hắn đã lần lượt cảm ứng qua Diệp Thần Phong đám người thực lực, hắn đồng dạng là cảm giác không ra Thiên Hỏa lão nhân thực lực, bất quá, hắn đã biết Thiên Hỏa lão nhân chính là Diệp Thần Phong đồ đệ, là một tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên cao thủ đồ đệ, hắn sẽ không cho là Thiên Hỏa lão nhân thực lực có thể rất cường hãn đi nơi nào. Ngồi ở chủ vị Diệp Thần Phong, hắn đối với Giang Đào tên lời nói là thờ ơ không động lòng về phần đứng ở hắn bên cạnh thiên hỏa lão nhân tại không có được mệnh lệnh của hắn trước đó, thiên hỏa lão nhân nhưng vẫn là một mực cung kính đứng đấy. Tiểu tử, lỗ tai của ngươi điếc sao? Ngươi còn dám tại trước mặt chúng ta sĩ diện? Ngươi chẳng qua là một cái trèo lên không lên mặt bàn tông môn tông chủ mà thôi, ngươi tại trước mặt chúng ta liền cái chả là cái cóc khô gì. Giang đào tên cực kỳ khó chịu nổi giận mắng. Thiên đào cửa đại trưởng lão, hắn cũng đúng diệp thần phong, nói ra tiểu tử, nhanh chóng đứng lên bái thấy tông chủ của chúng ta, nếu như các ngươi thức thời, như vậy chúng ta có thể đồng ý để Diệp Môn nhập vào chúng ta thiên đao trong môn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng mình là một cái môn phái nhỏ tông chủ liền không dậy nổi, đây là ngươi hiện tại duy nhất có thể sống cơ hội. Thiên đao cửa nhị trưởng lão cũng lập tức quát lên. Ngồi trên ghế dựa Diệp Thần Phong, hắn đối với thiên đao cửa tông chủ Giang Vạn Năm, nói ra, nếu như ngươi có thể đánh thắng đồ đệ của ta, như vậy ta sẽ đồng ý đem diệp môn nhập vào thiên đao môn thiên hỏa ngươi liền cùng bọn họ vui đùa một chút đi thuận tiện đưa bọn hắn đi diêm vương điện đăng báo nói thiên hỏa lão nhân lập tức hồi đáp tốt sư phụ giang đào tên đang nhìn đến thiên hỏa lão nhân đứng sau khi đi ra hắn là trực tiếp phát phì cười rồi hắn cười lạnh nói tiểu tử đầu ngươi không thành vấn đề chứ để đồ đệ của ngươi đến cùng phụ thân ta đối chiến phụ thân ta nhưng là đường đường tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Tông chủ, xem ra nhất định phải đem tiểu tử này cùng đồ đệ của hắn giết, bọn hắn mới có thể thuận lợi tiếp nhận diệp cửa. Thiên đao cửa đại trưởng lão nói ra. Giang vạn năm rất có chuyện lạ gật gật đầu, nói ra, được, vậy ta liền đến hoạt động một chút gân cốt. Giang vạn năm chỉ vào diệp thần phong tiếp tục nói, bất quá, một khi ta động thủ, đồ đệ của ngươi liền tất cần phải chết mà ngươi cũng phải chết ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao thiên hỏa bọn hắn thật sự là quá táo lưỡi rồi diệp thần phong lãnh đạm nói tại diệp thần phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong chỉ thấy vừa vặn bước ra hai bước thiên hỏa lão nhân hắn không lại thu lại trong cơ thể khí thế luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí tức từ trong thân thể hắn tuôn trào ra thiên hỏa lão nhân tay áo bảo hướng về giang đào tên nhẹ nhàng vung lên nhất cổ cường hãn năng lượng liền hướng Giang Đào Tên tập kích tới. Phải biết Giang Đào Tên mới chỉ là hợp biển cảnh thực lực, hắn nơi nào thừa nhận được luân hồi cảnh cao thủ công kích. Chỉ nghe ầm, một tiếng, Giang Đào Tên thân thể trực tiếp ở trong không khí hóa thành huyết vụ. Mà đứng tại Giang Đào Tên bên cạnh Giang Vạn Năm, hắn nhìn thấy con trai của chính mình biến thành huyết vụ, trên mặt hắn là ngốc như gà gỗ biểu lộ, cảm thụ thiên hỏa trên thân lão nhân luân hồi cảnh thật khí thế, trong lòng của hắn điên cuồng quát, đua gì thế? Luân hồi cảnh cao thủ dĩ nhiên sẽ là thần niệm cảnh cao thủ đồ đệ. nay chuyện này, về phần đứng ở giang vạn năm sau lưng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hai người bọn họ đã sớm là bị thiên hỏa lão nhân khí thế cho sợ tráng váng, tại luân hồi cảnh cao thủ trước mặt, bọn hắn liền liền một cái trả là cái cóc khô gì, thân thể bọn họ không kiềm hãm được bắt đầu run rẩy căn bản cả cái gì tâm tư phản kháng cũng không có nhưng thiên hỏa lão nhân cũng không hề dừng tay ý tứ, thân ảnh của hắn hướng về được sợ tráng váng giang vạn năm đám người lao đi rồi, dám đắc tội hắn thiên hỏa lão nhân sư phụ, đây không phải con ruồi tiến toilet tìm phân, muốn chết ma. chương 1439, thịt nát, xương vỡ, nát tan gân, toái hồn. Âm, âm, âm. Ba tiếng vang trầm trầm tại diệp cửa trong đại điện vang lên. Thiên đao cửa tông chủ giang vạn năm, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ba người này, thân thể của bọn họ lần lượt ở trong không khí hóa thành huyết vụ. Một bên Hà Bình, hãng giết ràng cùng Hoàng Trung Nghĩa bọn hắn đã sớm là thấy choáng váng mắt, bọn hắn cảm thụ thiên hỏa trên thân lão nhân cái kia cực kỳ khí thế bàng bạc, trong cổ họng điên cuồng nuốt nước miếng, lão đầu này nhưng là tiện tay có thể đem tạo hóa cảnh cao thủ giết chết, lão đầu này lại sẽ là lão đại bọn họ đồ đệ. Hà Bình ba người nguyên vốn cho là bọn họ chỉ còn nước chờ chết, nhưng thiên đao cửa tông chủ giang vạn năm đám người còn chưa đủ thiên hỏa lão nhân nóng người này để cho bọn họ trong lúc nhất thời có loại cảm giác đang nằm mơ rồi thiên hỏa lão nhân tại ung dung giải quyết xong thiên đao cửa người sau hắn đi tới diệp thần phong trước mặt nói ra sư phụ này bốn con dẹp toàn bộ giải quyết xong diệp thần phong hiện tại cảm thấy thu thiên hỏa lão nhân làm đồ đệ kỳ thực cũng thật không tệ về sau diệp thần phong khẳng định không cách nào một mực ở lại diệp cửa Tại Diệp trong môn phái yêu cầu một vị cường giả tỏa chấn, hôm nay hỏa lão người là lại thích hợp cực kỳ nhân tuyển. Thiên đao môn là hướng về phía Diệp phía sau cửa núi bảy màu ôn tuyền mà đến, ai biết thiên đao môn có còn hay không ai biết Diệp môn sự tình. Địa huyền giới từ trước đến giờ là nhược nhục cường thực, hôm nay đao môn tuyệt đối không thể lưu lại, thế là, Diệp thần phong nói ra, thiên hỏa, ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, đợi ngày mai ngươi liền đi một chuyến thiên đao môn, tốt nhất là lựa chọn buổi tối, không nên nháo suất động tính quá lớn đến, đem thiên đao môn một lần hủy diệt. Đối với mình sư phụ chuyện phân phó, thiên hỏa lão nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, hắn nói ra tốt, sư phụ. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong vừa nhìn về phía một bên trợn tròn mắt Hà Bình ba người, nói ra, Hà Bình, các người mang ta đi phía sau núi nhìn xem. Hà Bình ba người lúc này mới tỉnh táo lại bọn hắn lập tức mang theo Diệp Thần Phong đám người hướng về Diệp cửa phía sau núi đi đến. Tại Hà Bình ba người dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới phía sau núi trên sườn núi. Chỉ thấy tại trên sườn núi có một cái hố sâu to lớn, tại cái hố sâu này bên trong có một loại chất lỏng bảy màu, hơn nữa loại này chất lỏng bảy màu bên trong chả đang bốc lên một chút nhiệt khí. Tại đây bảy màu ôn tuyển bốn phía được một tầng hầu như trong suốt kết giới cho bao trùm rồi, bất quá, cho dù có kết giới bao vây. Đứng ở bên ngoài người vẫn có thể cảm nhận được bảy màu trong ôn tuyển năng lượng bằng bạc. Diệp thần phong xòe bàn tay ra sờ sờ hầu như trong suốt kết giới, hắn cảm giác được suốt kết giới này cũng không phải thần niệm cảnh cao thủ có thể phá vỡ, chẳng trách thiên đao cửa người yếu vội vội vàng vàng như vậy đem tông chủ của bọn họ tìm tới. Diệp thần phong đối với thiên hỏa lão nhân nói, thiên hỏa, người có thể hay không đem kết giới này phá tan. Thiên hỏa lão nhân hồi đáp, sư phụ, ta có thể thử một lần. Nói xong, thiên hỏa lão bên trong cơ thể thật khí thế liền kịch liệt bắt đầu lăn lộn. Hắn quần áo trên người theo khí thế không ngừng nhấp nhô. Trong tròng mắt tránh qua một đạo lang lệ ánh sáng, hắn cái kia khô héo bàn tay phải hướng về kết giới đập tới. Một trường này, thiên hỏa lão nhân toàn lực đánh ra. Luân hồi cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh cao toàn lực một trường không phải là đùa giỡn, một trưởng này phảng phất có thể khai thiên tích địa bình thường không gian chung quanh đều trong nháy mắt vặn vẹo lên ầm một tiếng trên trời hỏa tay của ông lão trưởng cùng kết giới đụng vào nháy mắt bao vây lấy bảy màu ôn tuyền kết giới rất có rung động chuyển động oanh một tiếng bao vây lấy bảy màu ôn tuyền toàn bộ kết giới bỗng nhiên tan vỡ rồi mà ở kết giới tan vỡ thời điểm bảy màu ôn tuyền không có kết giới cách trở sau Diệp thần phong đám người có thể cảm giác được rõ rệt bảy màu trong ôn tuyển năng lượng, chỉ thấy khiến người ta run sợ ngập trời năng lượng hướng về diệp thần phong đám người phả vào mặt. Liền ngay cả luân hồi cảnh thiên hỏa lão nhân, hắn đều không thể chống đỡ nguồn năng lượng này, dưới chân hắn bước chân không khỏi hung hăng lùi về sau, mà chính lúc thời điểm này, diệp thần phong bên phải nơi ngực khảm nạm tinh không chi thạch đột nhiên có phản ứng, tinh không chi thạch dĩ nhiên chủ động xoay tròn. Theo, Diệp thần phong bên phải nơi ngực tinh không chi thạch xoay tròn, này tinh không chi thạch thật giống cùng bảy màu ôn tuyển sinh ra một loại nào đó cực kỳ vi diệu liên hệ. Này bảy màu ôn tuyển năng lượng cũng không hề bài xích diệp thần phong, trái lại đối diệp thần phong sinh ra nhất cổ sức hút, tại tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới tình huống, phu phu. Một tiếng, diệp thần phong được hít mạnh vào bảy màu trong ôn tuyền. Thiên hỏa lão nhân, tổ băng xoáy cùng lương tả ý một nhóm người, bọn hắn tại lui về phía sau hơn 30 mét sau, bảy màu trong ôn tuyền tràn ra năng lượng không ảnh hưởng tới bọn họ. Thiên hỏa lão nhân nhìn thấy sư phụ của mình lọt vào bảy màu trong ôn tuyển, hắn vội vã hô, sư phụ. Thiên hỏa lão nhân đem trong cơ thể khí thế tăng lên tới cực hạn, hắn muốn trở về bảy màu ôn tuyền bên, hắn muốn đem sư phụ của hắn từ bảy màu trong ôn tuyển cứu ra, nhưng là bảy màu trong ôn tuyển tràn ra năng lượng quá mức cường hãn, chỉ cần bước vào bảy màu ôn tuyển 30 mét trong vòng phạm vi, liền sẽ phải chịu bảy màu ôn tuyển tràn ra năng lượng bài xích, thiên hỏa lão nhân căn bản vô pháp tới gần. Mà không chút nào chuẩn bị tâm tư liền rơi vào bảy màu trong ôn tuyển diệp thần phong, này bảy màu trong ôn tuyển năng lượng so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập từng trận đâm nhói, hắn muốn rời khỏi này bảy màu ôn tuyển, nhưng thân thể của hắn thật giống được lực lượng nào đó hút vào bình thường hắn căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may ồ đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất sắc xin sen bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh thanh âm đột nhiên vang lên phải là thất sắc xin sen rồi vừa vặn này thất sắc xin sen nhưng là cùng tinh không chi thạch sinh ra một tia liên hệ tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen đều là trong thiên địa kết quả thứ tầm thường căn bản vô pháp cùng tinh không chi thạch sản sinh liên hệ Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng mở miệng nói ra, thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may, trên người thừa nhận từng trận đâm nhói Diệp Thần Phong, hắn khi nghe đến bóng trắng nhân hỏa bóng đen nhân sau, hắn lập tức hỏi cái gì là thất sắc xin sen. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh giải thích, người ngược tinh không chi thạch truyền thuyết chính là bầu trời trái tim, mà này thất sắc xin sen truyền thuyết chính là đại địa huyết dịch, bên trong vùng thế giới này trái tim cùng huyết dịch tự nhiên sẽ sản sinh một tia vi diệu liên hệ rồi tiểu gia hỏa thật không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sẽ xuất hiện thất sắc xin sen ta thật không biết nên nói ngươi là vận khí tốt đâu này vẫn là vận khí không tốt ngươi kế tiếp nhất định muốn có chuẩn bị tâm tư này thất sắc xin sen có thể tăng cao ngươi khắp mọi mặt năng lực bất quá một khi rơi vào này thất sắc xin sen tại thất sắc xin sen chưa hề hoàn toàn cải thiện xong thể chất của ngươi trước ngươi là không thể đủ rời đi trước thời hạn bằng không ngươi đem lập tức biến thành một kẻ tàn phế trận này trận đau đớn cảm giác Diệp Thần Phong vẫn có thể chịu được, đang nghe được thất sắc xin sen có thể cải thiện hắn khắp mọi mặt năng lực sau, Diệp Thần Phong lập tức hưng phấn, hắn hiện tại cần nhất chính là thực lực, hắn nói ra, lão bạch, chịu đựng điểm ấy đâm nhói năng lực ta vẫn phải có, người hãy yên tâm. Nhưng bóng trắng người kế tiếp một câu nói là hoàn toàn để Diệp Thần Phong trợn tròn mắt, hắn nói ra, tiểu gia hỏa, thất sắc xin sen căn bản vẫn không có phát huy tác dụng đây này thất sắc xin sen tác dụng là thịt nát, xương vỡ, nát tan gân, toái hồn. cái gọi là thịt nát chính là nát tan người sở hữu tất cả máu thịt. cái gọi là xương vỡ chính là nát tan người hết thảy xương cốt. cái gọi là nát tan gân chính là nát tan người hết thảy gân mạch. cái gọi là toái hồn chính là nát tan người thức hải. này thất sắc xin sen sẽ đem tất cả những thứ này nát tan sau đó lại giúp người từng điểm từng điểm toàn bộ tái tạo. cái gì, lão bạch, người không cùng ta nói đùa sao? không ít chữ Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng trắng người lời nói này sau đó tim đập của hắn trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, này thịt nát, xương vỡ, nát tan gân, toái hồn, này không phải là bằng với muốn nặng tạo thân thể hắn hết thảy sao. Cho dù muốn nghĩ cũng biết chuyện này sẽ là chuyện thống khổ dường nào rồi. Nhưng mà, tại bạch bóng người còn chưa kịp trả lời Diệp Thần Phong lúc, thất sắc xin sen bên trong hào quang bảy màu đột nhiên đem Diệp Thần Phong cho bao phủ lại rồi, thất sắc xin sen bên trong cường hãn năng lượng một lần nữa tăng lên. Được hào quang bảy màu bao phủ lại Diệp Thần Phong, hắn chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt có loại tổn thương đau đớn, sát theo đó, từ hai tay của hắn bắt đầu, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết nhục đang không ngừng bị nát tan, cho dù Diệp Thần Phong năng lực chịu đựng phi thường kinh người, trong cổ họng hắn cũng không nhịn được xảy ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, a hát khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết nhục được một chút xíu nát tan, loại này cực hạn thống khổ căn bản không phải người có thể thừa nhận được, cái cảm giác này giống như bị vô số côn trùng xuyên vào trong máu thịt tại gặm cắn như thế, đang không ngừng đem máu thịt của hắn gặm cắn thành bùn nhão hình dáng, diệp thần phong cái chán cùng trên gương mặt mồ hôi thật giống không cần tiền liều mạng chảy xuống phun đầy. Diệp thần phong trong miệng hàm răng thật chặt cắn, trừng lớn trong tròng mắt là huyết hồng một mảnh, đây mới là dễ dàng nhất thịt nát đây xương vỡ, nát tan gần cùng toái hồn thống khổ hội từng bước từng bước đi lên nhanh chóng leo lên. chương 1440, toàn bộ tái tạo, thực lực tăng lên. Địa huyền giới, diệp cửa phía sau núi. Thiên hỏa lão nhân cùng tô băng xoáy đám người đứng ở thất sắc xin sen 30 mét bên ngoài địa phương. Bọn hắn thấy rõ ràng đầu tiên là diệp thần phong ra trên người được một tấc một tấc cắn nát. Sau đó là diệp thần phong huyết nhục cũng đang được nhanh chóng cắn nát. Bất quá, những này được cắn nát ra thịt cùng huyết nhục cũng không hề tan vào thất sắc xin sen bên trong, mà là vẫn cứ bám vào Diệp Thần Phong cốt trên đầu. Giờ khắc này, ngoại trừ đầu bên ngoài, Diệp Thần Phong cả người là máu thịt be bé bét. Sư phụ, thiên hỏa lão nhân vẫn muốn vào tới thất sắc xin sen trước, nhưng là cho dù hắn đem thực lực phát huy vô cùng nhuần nguyễn rồi, hắn vẫn là được ngăn cản tại khoảng cách thất sắc xin sen ba phía ngoài 10 mét địa phương ở đây muốn nói lo lắng nhất diệp thần phong an nguy chính là lương tả ý rồi hắn nhìn xem thất sắc xin sen bên trong máu thịt be bét diệp thần phong hắn một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi nguyên bản hắn cho rằng diệp thần phong nhất định sẽ chết ở viễn cổ thần ma trong mộ địa rồi hắn cũng đối tương lai của mình tràn đầy tuyệt vọng nhưng cuối cùng diệp thần phong lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt hắn lương tả ý bây giờ đối tương lai của mình lại là tràn đầy hy vọng rồi tính mạng của hắn cùng Diệp Thần Phong liên kết, hắn không thể không vì Diệp Thần Phong lo lắng a hát. Trong cổ họng hắn quát, thiếu ra, người nhưng ngàn vạn không thể chết a hát. Hà Bình, hạng giết giàng cùng Hoàng Sung nghĩa ba người này, bọn hắn cũng dồn dập lo lắng hô, lão đại. Mà tô băng xoáy nhưng là nhìn hướng thiên hỏa lão nhân, hỏi thiên hỏa cũng bối phận, Diệp Thần Phong không có sao chứ. Thiên hỏa lão nhân cũng không hề nhìn ra thất sắc xin sen lai lịch, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghiêm nghị, hắn đã trầm mặc một lát sau, nói ra: "Này từ bảy màu trong Ôn Tuyển Tứ Tán đi ra ngoài năng lượng liền ngay cả ta đều không thể tới gần, này hay là đối với sư phụ tới nói là một cái cơ duyên lớn, bất quá, cơ duyên càng lớn kèm theo nguy hiểm lại càng lớn, bây giờ nhìn lại chỉ có thể dựa vào sư phụ chính mình rồi, ta tin tưởng sư phụ là cái có người có vận may lớn." Đang ở thất sắc xin sen bên trong Diệp Thần Phong, khuôn mặt của hắn hoàn toàn trở nên vặn vẹo lên. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Diệp thần phong sắc mặt đã sớm trở nên trắng xanh một mảnh, cắn chặt miệng bên trong tràn ra từng tia từng tia tiên huyết, trong lỗ mũi khí thức vô cùng suy yếu. Hắn rõ ràng cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết nhục toàn bộ được cắn nát rồi, loại này cảm giác đau đớn căn bản không phải có thể diễn tả bằng ngôn từ được rồi. Tại Diệp Thần Phong huyết nhục toàn bộ được cắn nát sau đó thất sắc xin sen bên trong năng lượng từ từ co rút lại, cũng không hề lập tức đối Diệp Thần Phong tiến hành bước thứ hai xương vỡ. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nói ra tiểu ra hỏa. Người phải kiên trì lên, ta cùng lão hắc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này thất sắc xin sen, tại ngươi được được hút vào này thất sắc xin sen trong, ta cùng lão hắc mới suy đoán ra được lai lịch của nó, Bằng không chúng ta nhất định sẽ cho ngươi trước đó làm chuẩn bị thật đầy đủ lại tiến vào này Thất Sắc Xin Sen bên trong. Bất quá, hiện tại ngươi đã không cách nào quay đầu lại. Ngươi nhất định muốn dựa vào chính mình gắng gượng qua, này Thất Sắc Xin Sen có thể làm cho cơ thể ngươi trở nên càng cường hãn hơn, có thể làm cho ngươi thức hải trở nên càng càng minh mông, bất quá, này Thất Sắc Xin Sen cũng không phải nhằm vào tăng cao thực lực, ta đoán chừng thực lực của ngươi cũng sẽ không tăng cao quá nhiều. Trong lỗ mũi khí tức càng ngày càng hư nhược Diệp Thần Phong, hắn nghe trong đầu vang lên bóng trắng nhân. Hắn giờ khắc này liền ở trong lòng nói chuyện sức mạnh cũng không có. Tại bạch bóng nhân vừa vặn nói xong 5 giây, chỉ thấy thất sắc xin sen bên trong không ngừng co rút lại lên năng lượng, tại thu giúp vào trình độ nhất định sau, lần nữa đột nhiên phóng thích ra ngoài, lần này thả ra năng lượng càng thêm khổng lồ, tại đây thất thải thần tuyền trong sản sinh lần lượt vòng xoáy. Lập tức, Diệp thần phong liền cảm giác trên người mình bị vô số hình thể khổng lồ voi lớn cho dẫm đạp mà qua, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương trong nháy mắt toàn bộ biến thành nát tan. Lúc này diệp thần phong trong cổ họng gầm rú đều trở nên khàn giọng a hát. Chính là tay đứt ruột sót, vẹn vẹn là 10 ngón tay đầu nát tan, đây đều là lớn lao thống khổ, chớ nói chi là khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy xương toàn bộ vỡ vụn. Diệp thần phong bắp thịt trên mặt không tự chủ co quắp, một tiếng, trong miệng của hắn trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại trở nên tái nhợt mấy phần. Trong lỗ mũi khí tức lại suy yếu một ít. Tiểu tử, kiên trì, ngẫm lại người tới tới đất huyền giới mục đích, người chả có rất nhiều chuyện đều chưa hoàn thành. Bóng đen người Giang Vận Thiên mở miệng khích lệ nói. Huyết nhục nát tan, xương phấn nát tan diệp thần phong, hắn khi nghe đến bóng đen nhân sau, hắn cắn nát đầu lưỡi của mình, nỗ lực dùng này đến để cho mình duy trì tỉnh táo trạng thái. Tại Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương toàn bộ nát tan sau đó thất sắc xin sen bên trong năng lượng lại co rút lại, nhưng tại thu rút vào mức độ nhất định sau, thất sắc xin sen bên trong năng lượng lần thứ hai bạo phát ra, lần này so với xương vỡ lúc năng lượng lại đề cao nhiều gấp mấy lần. Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch tại những năng lượng này xung kích dưới, một cái lại một cái bị nát tan, Diệp thần phong sắc mặt đã trắng bệch như cùng chết thi một loại, hắn mũi cùng trong miệng hô hấp cũng biến thành đứt quãng rồi, trong con người sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi qua. Mà ở diệp thần phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch toàn bộ được nát tan sau đó lúc này thất sắc xin sen bên trong năng lượng không có lại co giúp rồi, này xin sen bên trong năng lượng trực tiếp lại đi thượng kéo lên mười mấy lần. Này mười mấy lần năng lượng một mạch trào vào diệp thần phong mi tâm trong óc, Diệp thần phong nghi tâm màu trắng cùng màu đen thức hải, chúng nó nhận được ngoại lai sức mạnh công kích sau, chúng nó vốn là muốn phải phản kích, đáng tiếc là này thất sắc xin sen bên trong năng lượng quá mức cường hãn, căn bản không phải màu trắng cùng màu đen thức hải có thể ngăn cản, thức hải của hắn cũng trong nháy mắt được nát bấy không còn chút nào. Tại bạch sắc cùng màu đen thức hải được nát bấy nháy mắt, nguyên bản cũng đã thoi thóp một hơi diệp thần phong, hắn lập tức cảm giác đầu của mình yếu bạo bình thường trắng bệch vô cùng trên mặt được một tầng tử khí cho bao phủ lại rồi. Diệp thần phong trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan, nếu như lại tiếp tục như thế lời nói, như vậy diệp thần phong là chắc chắn phải chết rồi. Huyết nhục được nát tan, xương được nát tan, gân mạch được nát tan, thức hải được nát bấy diệp thần phong, hắn khô nứt môi khẽ nhúc nhích, trong cổ họng phát ra liền chính hắn đều cơ hồ không nghe thấy thanh âm. Điểm ấy thống khổ đều kiên trì không được đi, ta diệp thần phong còn nói gì tới để người ở bên cạnh siêu thoát luân hồi, đến sống mãi. Diệp thần phong trong cơ thể đột nhiên thả ra một vệt sinh cơ, này bôi sinh cơ dắt đưa tới thất sắc xin sen bên trong năng lượng. Diệp thần phong trên người nát bấy huyết nhục đang nhanh chóng ngưng tụ, hắn cái kia nát bấy xương cũng đang nhanh chóng khép lại, hắn cái kia nát bấy gân mạch cũng đang một cái một cái trọng mới sinh thành đi ra, hắn nguy tâm tiêu tán thức hải cũng đang trọng mới khai thác đi ra. Diệp thần phong trên mặt tử khí biến mất không còn một mống, hắn đột nhiên có loại hạn hán đã lâu gặp cam lộ khoan khoái dễ chịu cảm giác, theo huyết nhục, xương cốt, gân mạch cùng thức hải không ngừng tái tạo, bên trong thân thể của hắn thống khổ cảm giác không còn sót lại chút gì rồi. Đột nhiên, Diệp thần phong trong cơ thể thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thật khí thế cũng biến thành không ổn định lên, tại Diệp thần phong trả chưa kịp phản ứng thời khắc, trong cơ thể hắn khí thế đột nhiên kéo lên, thế như trẻ che sông vào thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, sau đó lại trong nháy mắt sông vào nhất trọng thiên đỉnh phong, tại nhất trọng thiên đỉnh phong dừng lại 6 giây sau đó trong cơ thể hắn khí thế lần thứ hai kéo lên, phi thường thuận lợi sông vào nhị trọng thiên sơ kỳ. Lại sông vào nhị trọng thiên trung kỳ, tại nhảy vào nhị trọng thiên trung kỳ sau đó diệp thần phong trong cơ thể khí thế này mới từ từ ổn định lại. Tại Diệp Thần Phong thực lực đột phá đến thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ sau đó máu thịt của hắn, xương cốt, gân mạch cùng thức hải cũng toàn bộ tái tạo hoàn thành. Hắn rõ ràng cảm thấy toàn thân mình trên dưới gân mạch cùng xương cốt trở nên cứng cáp hơn cùng cường hãn. Mà Diệp Thần Phong cảm giác mình nhục thân bên trong cũng tràn đầy sức mạnh, hắn hiện tại cảm giác mình giống như là một đài nhân hình nghiền ép cơ bình thường về phần hắn mi tâm màu trắng cùng màu đen thức hải tại tái tạo sau đó so với ban đầu trọn vẹn làm lớn ra năm lần nhiều. Tiểu gia hỏa, cảm giác phải rất khá chứ thực lực của ngươi bây giờ tuy chỉ có thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, nhưng cơ thể ngươi cường độ có thể so sánh với tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Về phần ngươi bây giờ thức hải đủ để so với thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Diệp thần phong khi nghe đến bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lời nói sau, hắn vi vi đem nắm đấm nắm chặt một ít, trong lòng của hắn là có một ít kích động, hắn đột nhiên cảm giác được bên trong đan điền thêm ra một vệt chất lỏng bảy màu, này bôi chất lỏng bảy màu cùng thất sắc xin sen giống nhau như đúc. Diệp thần phong lập tức hỏi, lão bạch, lão hắc, đan điền ta bên trong làm sao nhiều hơn một vệt chất lỏng bảy màu. Này thất sắc xin sen chẳng lẽ còn sẽ tiến vào bên trong cơ thể của ta sao? Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 72